trong biệt thự của Đỗ gia tại thành phố Phố Hải. Mấy người đang ngồi nói chuyện trong phòng khách rộng rãi sang trọng, một người đàn ông trung niên vuốt vuốt râu, nói. Những lời của tay họ Diệp đó nói cũng nên suy nghĩ lắm, Tử Nguyệt, cháu có thể khẳng định hắn không nói dối chứ. Cái này, nếu là giả thì theo lý không thể sắp xếp hoàn hảo như vậy được, theo tình hình hiện nay thì Diệp Phàm hình như đang tán Tô Chi của Tô gia. Nhưng Phó Vĩ, con trai Phó Trường Ba hình như cũng thích Tô Chi, lúc cháu đi ra hai tên này đang sừng cổ với nhau ở đại sảnh, chắc chắn không phải đang diễn kịch. Phó gia và Tô gia còn muốn đuổi Diệp Phàm đi, lẽ nào Phó Trường Ba và Tô Bột Hậu cũng bị bọn chúng lôi đến cùng đóng kịch hay sao? Việc này sắp đặt quá chu đáo, tự nhiên tới mức khiến người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Đỗ Tử Nguyệt có vẻ chần chừ, liếc mắt nhìn chú hai Đỗ Cử Văn một cái, Đỗ Cử Văn được gọi là quân sư của Đỗ gia. Rất nhiều việc của Đỗ gia đều do Đỗ Tử Nguyệt cùng Đỗ Cử Văn bàn bạc thực hiện. Còn Đỗ Tiếu Trạch, bố của Đỗ Tử Nguyệt đã chết sớm, Đỗ Phong thì lại phản bội mình, chỉ còn chú hai Đỗ Cử Văn và cô ba Đỗ Tuyết Mai. Đỗ Tuyết Mai đã được gả đi, chỉ được một món hồi môn rất lớn, cũng không có ảnh hưởng gì đối với Đỗ Tử Nguyệt. Chỉ có Đỗ Phong là tham lam, muốn đòi bốn phần sản nghiệp của Đỗ gia. Đỗ Tử Nguyệt là con trai của con trưởng của Đỗ gia, đương nhiên là không chịu. Có chút kỳ lạ, Tô Bột Hậu và Phó Trường Hải chắc không phải đang diễn trò, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Đỗ Tử Văn như đang nghĩ gì, gật đầu nói. Sợ cái gì, thiếu gia, để tôi đi bắt tên họ Diệp đó là xong, một tên quan còn con có thể làm được gì chứ? Hỏi xong dọa dẫm một tí, đảm bảo hắn tè ra quần. Lúc này, thủ lĩnh của tứ đại cao thủ của Đỗ Tử Nguyệt, Vương Triều lên tiếng. Bắt! Mày nghĩ là thân thủ của mày đến đâu, hừ. Đỗ Tử Nguyệt liếc Vương Triều một cái, tên này thừa lòng trung thành nhưng lại thiếu một cái đầu, thân thủ không tồi, đã đạt đến ngũ đẳng, nhưng lại chẳng có đầu óc gì. Ha ha, đương nhiên không thể so với thiếu gia được, nhưng tên Diệp Phàm đó chẳng phải chỉ là một quan chức nhỏ hay sao, lại chẳng phải cảnh sát đặc nhiệm gì, có thể có thân thủ gì chứ. Vương Triều dáng vẻ không phục. Hắn đương nhiên không đáng lo. Cho dù là quan chức cấp thứ trưởng, chúng ta cũng chẳng coi ra gì, nhưng bên cạnh hắn có một người tên là Lang Phá Thiên, người này thân thủ có lẽ không tồi, nhưng đây vẫn chưa phải chỗ đáng ngại nhất chính là thân phận của hắn có chút đặc biệt. Đỗ Tử Nguyệt nhíu mày nói. Thân phận gì? Đỗ Cử Văn hỏi. Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương. Đỗ Tử Nguyệt dáng vẻ nghiêm trọng nói, đám người bọn Vương Triều không có cảm giác gì, chỉ có Đỗ Cử Văn là nhíu mày lại. Một cục trưởng thì có gì ghê gớm? Vương Triều bất mãn lên tiếng. Mày đúng là thằng ngu, một cục trưởng đương nhiên không có gì đáng sợ, nhưng hắn lại không giống những cục trưởng bình thường khác. Cục cảnh vệ trung ương làm gì mày có biết không? Đỗ Cử Văn còn ra vẻ thần bí liếc bốn người bọn Vương Triều một cái, rồi mới nói tiếp. Người ta bảo vệ chín ông lãnh đạo thường vụ bộ chính trị, không có chút thân thủ nhất định không thể leo lên vị trí đó được. Cho dù người này thân thủ có thể không cao lắm, nhưng thân phận quá ghê gớm, nếu hắn gặp phải chuyện gì, có lẽ tổ đặc nhiệm A sẽ không để yên đâu. Chưa biết chừng người này còn là người của tổ đặc nhiệm A, không thể coi thường. Tổ đặc nhiệm A? Vương Triều không kìm được hỏi, liếc mắt nhìn Đỗ Tử Nguyệt một cái, thấy thiếu gia vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, không nói gì cả. Đành phải quay sang Đỗ Cử Văn nói. Nhị đương gia, cái tổ A kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Sao chưa từng nghe đến vậy? Các anh đương nhiên chưa từng nghe đến, đó là tổ chức thần bí nhất của quốc gia, còn thần bí hơn cả Bộ An ninh quốc gia nữa. Nghe nói nhân viên không nhiều lắm, nhưng ai cũng là cao thủ, muốn vào được tổ A, yêu cầu thấp nhất là phải có thân thủ như các anh. Đỗ Cử Văn cười nói. Đám người Vương Triều cuối cùng cũng có chút biến sắc, kêu lên. Thân thủ của chúng tôi tuy không thể so với thiếu gia, nhưng cũng là hàng hiếm có trên giang hồ. Nếu tổ A kia có mấy chục người như chúng tôi thì thực lực thật là đáng sợ. Ha ha, Vương Triều, cậu hiểu sai rồi, tôi vừa nói yêu cầu thấp nhất chính là thân thủ như các cậu, nhưng lẽ nào người ta không còn cao thủ hay sao? Trung Quốc rộng lớn như vậy, người tài đầy rẫy, thân thủ của các cậu, nói thật, bắt nạt người bình thường còn được chứ so với cao thủ thực sự thì chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đỗ Cử Văn đột nhiên làm ra vẻ hiểu biết, khiến đám người Vương Triều tuy bất mãn. Nhưng biết người ta thân phận đặc biệt, cũng chỉ biết kìm nén trong lòng. Chú hai nói đúng, nghe nói trong tổ A còn có siêu cao thủ bát đẳng, các anh nghĩ xem,
siêu cao thủ như vậy mà ra tay thì hậu quả thế nào? Đỗ Tử Nguyệt ve mặt bình tĩnh nói. Bát Đẳng. Bốn người đám vương triều mặt biến sắc, bọn chúng hiểu rõ, cho dù tất cả người của Đỗ gia cũng không thể đánh lại được một Bát Đẳng cao thủ. Tuy Đỗ Tử Nguyệt cũng đã là cao thủ thất đẳng tầng thứ hai, nhưng vẫn còn kém xa Bát Đẳng cao thủ. Cho nên, việc này phải tính toán kỹ lưỡng. Nhưng việc của tứ đệ chưa giải quyết xong thì như gai trên lưng, chỉ e hắn đột nhiên nhảy ra gây chuyện thì phiền phức to. Hơn nữa, sản nghiệp của Đỗ gia lớn, hắn trong chỗ tối, đột nhiên nhảy ra cho một đòn thì tổn thương cũng sẽ rất lớn. Đỗ Cử Văn vẻ mặt lo lắng nói, liếc Đỗ Tử Nguyệt một cái, lại nói. Chưa biết chừng hắn còn ra nước ngoài mời cao thủ về, ở nước ngoài nghe nói có mấy tên sát thủ cao cấp, chỉ cần có tiền là sẵn sàng làm mọi việc. Hơn nữa thân thủ của hắn cũng không tồi, trong Đỗ gia hiện nay chỉ có Tử Nguyệt có thể đấu được với hắn. Hai ngày, đợi thêm hai ngày. Lang Phá Thiên là cục trưởng cục cảnh vệ trung ương, có lẽ không thể rời Bắc Kinh lâu được, dù sao sự an nguy của mấy vị lãnh đạo kia cũng quan trọng hơn nhiều so với việc đưa Diệp Phàm đi chơi. Đỗ Tử Nguyệt hừ nói. Hai ngày sau mà hắn còn chưa đi thì làm thế nào, chỉ sợ sự việc có thay đổi, tứ đệ đột nhiên rời khỏi Thái Lan. Chúng ta không tìm thấy được thì phiền toái to. Đỗ Cử Văn nói. Hai ngày sau mà hắn còn chưa đi thì chúng ta tìm cách khác, nhất định sẽ có cách. Đỗ Tử Nguyệt hừ lạnh, rụi mạnh tàn thuốc vào trong gạt tàn. Đám người vương triều biết, hành động này của thiếu gia có nghĩa ông ta sắp ra tay rồi, mà còn là gia độc thủ nữa. Tiên sinh, người của Đỗ gia tập trung trong phòng khách, hình như đang bàn tán cái gì đó. Sợ bọn họ phát hiện nên tôi không dám lại gần quá, không nghe thấy gì. Bác Trần, không cần lại gần, theo dõi từ xa là được. À, bác có phát hiện thấy điều gì đặc biệt khác không? Diệp Phàm hỏi. Tạm thời không có. Trần Khiếu Thiên nói xong gập điện thoại. Phó Soái Diệp, đã xác định có ba người theo dõi các anh, bọn họ cũng thuê phòng ở khách sạn. Hai nam một nữ, tầm vóc trung bình. Tổ đặc nhiệm số 7 gọi là tổ giám sát. Chuyên xử lý các việc nội bộ, thủ trưởng tên là Đới Thành. Thực ra mọi người đều không biết, người bình thường vẻ mặt nghiêm túc, nhìn như không có chút thân thủ gì này thực ra đã đạt tới trình độ thất đẳng, cũng là cao thủ hàng đầu trong tổ đặc nhiệm A. Tổ giám sát chịu hai tầng quản lý, vừa chịu sự điều động của Trấn Đông Hải, lại là cơ quan chuyên môn do Bộ Chính trị điều đi giám sát hoạt động của tổ đặc nhiệm A. Chỉ khi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, không đủ nhân sự, Trấn Đông Hải mới có thể điều động bọn họ hỗ trợ. Những lúc khác thì không được quyền can thiệp vào công tác của tổ giám sát. Cho dù là nhân viên, tiền lương, kinh phí hoạt động tổ giám sát cũng hoàn toàn tách khỏi tổ đặc nhiệm A, do vậy Đới Thành mới có thể yên tâm tiến hành giám sát, bởi tiền trong túi mình, quyền độc lập cũng lớn hơn không ít. Nhưng khi chấp hành nhiệm vụ, mục tiêu của bọn họ đều là đương đầu với các đối thủ có nguy hại cho an ninh quốc gia. Do vậy, việc của Đỗ gia lần này Đới Thành cũng rất vui vẻ tham gia. Hỗ trợ Diệp Phàm thực hiện nhiệm vụ có chút cá nhân này. Ừ, chỉ cần theo dõi, không được rút dây động rừng. Diệp Phàm nói. Rõ. Đới Thành đáp, bố trí người theo sát. Tuy cấp bậc thực sự của Đới Thành còn cao hơn cả Diệp Phàm, nhưng người phụ trách hành động lần này là Diệp Phàm, do vậy Đới Thành tạm thời cũng là thuộc hạ của Diệp Phàm. Nửa đêm điện thoại lại vang lên, giọng nói mềm mại của Mai Phán Nhi truyền tới. Tôi ở khách sạn Thiên Thủy. Ha ha, ngủ ngon không? Diệp Phàm cười gượng, cảm giác nóng cả người. Nhưng đang là thời khắc đặc biệt, các bên đều theo dõi chặt, Diệp Phàm đương nhiên không dám mạo muội, chỉ e mang lại phiền toái cho Mai Phán Nhi. Không ngủ được. Mai Phán Nhi có chút bất mãn câu trả lời của Diệp Phàm, hừ nói. Vậy, nếu không ngủ được thì uống một viên thuốc ngủ cũng được. Diệp Phàm cười nói. Tôi có việc cần cậu giúp. Mai Phán Nhi đột nhiên nói. Bây giờ quá muộn rồi, ngày mai đi. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, nói. Sau này đừng tìm tôi nữa, hừ. Mai Phán Nhi tức giận dập điện thoại. Ôi! Diệp Phàm cười khổ lắc đầu. Đỗ gia còn có cao thủ nào khác vẫn đang ẩn mình không? Trong một phòng đóng kín của gian phòng tổng thống, Diệp Phàm liếc nhìn Đỗ Phong ở phía đối diện, hỏi. Chắc là không có, bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy có cao thủ nào khác. Bố Đỗ Tử Nguyệt. Cũng chính là đại ca của tôi trước kia là cao thủ thất đẳng tầng thứ ba, nhưng đã chết mấy năm rồi. Nghĩ lại năm xưa tôi và anh ta cùng nhau xông pha, cuối cùng mới ổn định được địa vị của Đỗ gia ở phố Hải. Không ngờ vật đổi sao rời,
Đỗ Phong tôi cuối cùng lại trôi nổi ra nỗi này. Huynh đệ trở mặt, cháu trai ám hại tôi, đều là do tiền cả. Tôi cũng chỉ muốn lấy lại phần của tôi, gia sản của Đỗ gia mấy tỷ, đều do tôi và Đỗ Tiếu Trạch gây dựng nên. Dựa vào cái gì mà Đỗ Tử Nguyệt chẳng làm cái gì lại được chia 7 phần, còn anh hai Đỗ Cử Văn chẳng động chân động tay cũng được chia 2 phần, còn tôi lại chỉ được 1 phần. Thật không công bằng. Đỗ Phong vẻ mặt bất mãn, vô cùng tức giận. Chương 1154, Tập đoàn quân số 5 thành phố Phố Hải. Lúc trước ông không ký thỏa thuận gì về tài sản với Đỗ Tiếu Trạch sao? Diệp Phàm liếc Đỗ Phong một cái, hỏi. Đều là anh em ruột, ký thỏa thuận gì chứ? Đỗ Phong thái độ rất tự nhiên, nói. Tiền bạc phải rõ ràng mới được, nếu như lúc trước mấy người ký thỏa thuận thì bây giờ cũng không đến nông nỗi này. Diệp Phàm có chút tiếc nuối nói. Lúc đó nào có nghĩ nhiều như vậy, hồi đại ca vẫn còn tôi còn là phó tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ gia, mỗi năm cũng được chia hơn 50 triệu, số tiền đó căn bản dùng không hết được, tôi cũng thấy đủ rồi. Không ngờ đại ca đột nhiên ra đi, mới mấy năm mà mọi chuyện xảy ra khiến người ta không thể tin nổi. Đỗ Phong rất đau khổ ôm lấy đầu. Đại ca của ông đi thế nào? Theo lý thì cao thủ thất đẳng, đẳng cấp còn cao hơn ông, 5 năm trước cũng chưa quá 50 tuổi. Những người luyện võ như chúng ta sức khỏe tốt hơn nhiều người bình thường, đẳng cấp càng cao thì càng khỏe. Nếu không có bệnh nặng hoặc bị thương gì thì sống đến 70-80 tuổi không khó, thậm chí đến cả 100 tuổi, sao lại ra đi dễ như thế được? Lang Phá Thiên không hiểu được, hỏi. Đại ca bệnh nặng mất, nghe nói là suy thận, hệ thống bài tiết hỏng hết rồi, ghép thận mới cũng không được. Hồi đó tôi cũng đã nghi ngờ có người giở trò. Nhưng tôi đã kiểm tra rất kỹ mà không phát hiện ra vấn đề gì cả. Đỗ Phong khẳng định chắc chắn. Nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Hồi đó ý của đại ca là để tôi lên làm quyền tổng giám đốc, nhưng tôi không đồng ý, ra sức đưa Tử Nguyệt lên. Tôi nghĩ rằng Tử Nguyệt là người có lương tâm, sẽ chia cho tôi 3 phần gia sản. Nào ngờ nó tâm địa độc ác, mấy năm đầu rất tôn trọng tôi, nhưng đều là để chuẩn bị mấy năm sau ra tay. Thời cơ vừa chín muồi. Nó liên kết với anh hai Đỗ Cử Văn bôi nhỏ tôi, đúng là không bằng đồ súc sinh. Đỗ Phong cất tiếng chửi, tay nắm chặt, mắt vằn đỏ. Ừ, nếu việc này đúng như ông nói thì nói thật, đó là chuyện riêng của Đỗ gia, phải thông qua pháp luật để giải quyết. Vì Đỗ tiên sinh chấp nhận làm việc cho quốc gia nên chuyện của ông tổ đặc nhiệm mới nhận giải quyết, nhưng tổ đặc nhiệm không được ra mặt, lần này là do tôi lấy danh nghĩa cá nhân đàm phán với Đỗ Tử Nguyệt. Đương nhiên. Tổ đặc nhiệm cũng sẽ âm thầm trợ giúp chúng ta. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Đỗ Phong một cái, lại nói. Ông vốn từng nói, Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Phố Hải, Lâm Quốc Cương, đã bị Đỗ Tử Nguyệt mua chuộc, tiến hành bức hại ông có chứng cứ gì không? Đương nhiên, tôi không phải là nghi ngờ ông đang cố ý vu cáo, nhưng liên quan đến tương lai của một cán bộ cấp sở, cho dù là tổ đặc cần cũng không thể tùy tiện vu cáo được, có phải không? Đỗ Phong sau này có khả năng trở thành chiến hữu của mình nên Diệp Phàm vẫn còn rất khách khí với ông ta, hơn nữa, nếu đúng như ông ta nói thì Đỗ Phong vẫn còn là người khá trượng nghĩa, đối với người như vậy Diệp Phàm vẫn rất thích kết giao. Đương nhiên, tôi không vu cáo cho ông ta, tôi đã từng 3 lần thấy Lâm Quốc Cường thân mật uống rượu cùng người của Đỗ gia. 2 lần cùng với Đỗ Cử Văn, 1 lần cũng với Đỗ Tử Nguyệt. Đỗ Phong rất thận trọng nói. Điều này cũng rất khó chứng minh Lâm Quốc Cường có vấn đề gì, vì vấn đề cùng ngồi uống rượu xã giao cũng bình thường. Xã hội bây giờ quan hệ xã giao cũng bình thường mà. Trương Hùng đột nhiên nói, nhìn Đỗ Phong một cái, hỏi. Ông có nghe thấy họ nói chuyện gì không? Không, lúc đó tôi sợ bị bọn chúng phát hiện nên không tiến lại gần. Đương nhiên, lúc đó tôi đã có nghi ngờ rồi, mà lần gặp đầu tiên Đỗ Tử Nguyệt vẫn chưa hạ thủ với tôi. Cũng chính là không lâu sau Tết năm ngoái, ngày 5 tháng 3, Tử Nguyệt bảo tôi tới Ngô Đồng Sơn Trang bàn bạc một việc. Lúc đó Tử Nguyệt vẫn chưa đến, Đỗ Cử Văn tiếp tôi. Nhưng vừa uống được mấy chén thì tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, đang thấy kỳ quái thì Đỗ Cử Văn đã không thấy đâu nữa. Trong phòng khách đột nhiên xuất hiện 4 người mặc áo đen, không nói năng gì đã ra tay, hơn nữa rất hiểm độc, thân thủ cũng có tứ, ngũ đẳng. Vốn dĩ với thân thủ của tôi giải quyết mấy tên này không khó gì. Nhưng lúc đó tôi đầu óc quay cuồng, sau đó tôi nghi ngờ rượu đã bị cho thuốc ngủ. Tôi lúc đó vô cùng tức giận, ra sức xông ra, người cũng bị thương, cuối cùng nằm trên bãi cỏ ngủ một ngày mới tỉnh lại, may mà còn chưa chết.
mới nghĩ ra bốn người áo đen đó chính là tứ đại cao thủ của Tử Nguyệt. Đỗ Phong phẫn nộ nói. Ông khẳng định là bọn họ. Diệp Phàm hỏi. Chắc chắn, ít nhất lối đánh của Vương Triều tôi biết khá rõ. Đỗ Phong nói. Tối đó phải chăng Đỗ Tử Nguyệt không xuất hiện? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Hắn có xuất hiện hay không thì có vấn đề gì, bốn đại cao thủ của hắn đều đã xuất hiện. Đỗ Phong có chút tức giận nói. Đỗ Phong, tôi đang giúp giải quyết chuyện của ông, nếu ông không thích thì tôi không làm nữa. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh, vẻ mặt Đỗ Phong đột nhiên rất khó coi, im lặng một lúc rồi nói. Bí thư Diệp, tôi có chút vội vàng, nhưng những việc Tử Nguyệt làm khiến ai cũng phẫn nộ. Đỗ Phong tôi tuy không phải là người tốt, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì quá mức xấu xa, trước kia vì lợi ích của Đỗ gia cũng từng đánh người ta bị thương, thậm chí tàn tật, nhưng chưa hề giết ai cả. Nhưng đối với huynh đệ thì lòng tôi trời hiểu rõ. Được rồi. Diệp Phàm xua tay, nói. Ông có nghĩ rằng việc này do Đỗ Cử Văn dở trò không? Không thể nào, Đỗ Cử Văn tuy đầu óc thông minh nhưng thân thể yếu ớt, sao có thể dở trò nổi? Đỗ Phong suýt kêu lên. Thân thể yếu ớt thì không dở trò được sao, những người như vậy lại thường giỏi dở trò hơn nhiều người khác. Ví dụ như Gia Cát Lượng, sức lực chẳng bằng Trương Phi Quan Vũ, nhưng muốn hại chết hai người này thì lại dễ như trở bàn tay. Cho nên tôi hy vọng ông có thể bình tĩnh, chúng tôi đều đang vì ông, Tết nhất thế này cũng chẳng ai lại đi kiếm chuyện phiền phức cả. Đừng cho rằng ông có chút bản lĩnh thì tổ đặc nhiệm phải cầu xin ông, hừ, tôi nói thật với ông, có mợ thì chợ vẫn đông. Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui, hừ. Lang Phá Thiên hừ lạnh nói. Tôi xin lỗi. Đỗ Phong có chút đỏ mặt, thái độ thành khẩn, cũng biết nghĩ trước nghĩ sau. Sáng hôm sau, Lang Phá Thiên đi cùng Diệp Phàm đi ngắm cảnh phố Hải, ví dụ như bến phố Hải, buổi tối Mai Phán Nhi mời Diệp Phàm ăn cơm, hắn một mình đến. Thật khó mời cậu đấy. Mai Phán Nhi giọng điệu có chút tức giận. Ha ha, tôi có chút việc, cũng chẳng có cách nào khác. Diệp Phàm liếc cô một cái, cười nói. Ai mà tin được, tưởng tôi không biết sao, cả ngày chỉ chơi bời, còn bảo có việc phải làm, có phải muốn trốn tôi không? Mai Phán Nhi hừ nói, rất không hài lòng, liếc Diệp Phàm một cái, lại nói. Cần quảng cáo thì đến, cần ngủ cùng thì gọi đến, coi Mai Phán Nhi tôi là miếng rẻ rách hay sao? Phán Nhi, tôi thực sự có việc, việc này không tiện nói. Giúp một người bạn đòi chút tiền. Diệp Phàm cười khổ. Được rồi, không nói linh tinh nữa. Cậu có người quen ở quân đội thành phố Phố Hải hay không? Mai Phán Nhi hỏi, cũng không quá tức giận, xích lại gần rót rượu cho Diệp Phàm. Cái này lạ thật, Mai gia của chị là đại gia tộc trong quân đội, từ quân ủy cho đến đại quân khu cho tới sư đoàn ở dưới đều có người cả. Còn hỏi tôi chỉ là quan nhỏ, có thể quen được mấy người trong quân đội chứ? Diệp Phàm vừa nghe thấy vội vàng giả bộ. Mai Phán Nhi hỏi như vậy nhất định là có chuyện, việc này nhất định là việc phiền toái, ngay cả Mai Phán Nhi còn không giải quyết nổi thì nhất định là việc rất khó khăn. Hừ, còn giả bộ với tôi sao? Mai Phán Nhi liếc Diệp Phàm một cái, giơ tay cấu mạnh vào đùi Diệp Phàm. Diệp Phàm nhíu mày, giơ tay kéo Mai Phán Nhi ngồi lên đùi hắn, bàn tay hắn lần theo mép áo tiến vào trong ngao du trên đôi gò bồng đảo của người ta. Cẩn thận cái tay đấy. Mai Phán Nhi lườm. Sợ gì chứ, vợ chồng rồi sợ gì? Diệp Phàm hừ một cái, nói. Nói xem, có việc gì thế? Mai Phán Nhi cũng không dãy dụa gì nữa, để mặc Diệp Phàm. Vẫn là chuyện của công lược, lần trước đề bạt lên làm phó sư đoàn trưởng rồi, quân hàm cũng lên đại tá rồi. Nhưng hình như bên Đức Bình không còn ghế trống, việc này vẫn chưa xong. Lần này nghe nói tập đoàn quân số 5 thành phố Phố Hải muốn thành lập một sư đoàn hải lục quân. Nghe nói là binh chủng thử nghiệm kiểu mới, lữ đoàn trưởng cũng tương đương cấp phó sư trưởng. Mai Phán Nhi chỉ lườm Diệp Phàm mấy cái mà không ra tay ngăn cản gì. Việc này chị nên đi tìm phó tư lệnh Mai, bố của Diệp Thu mới đúng. Hoặc ông cụ nhà chị ra mặt nói một câu là xong. Diệp Phàm không muốn nhận việc này, thầm nghĩ quả là phiền phức, muốn lấy được cái ghế lữ đoàn trưởng lữ đoàn kiểu mới, cần phải có năng lượng thế nào mới có thể làm nổi. Lần trước chẳng phải đã nói với cậu rồi sao, công lượng tuy gọi tôi là cô, nhưng không phải trực hệ của Mai gia. Mai Phán Nhi hừ lạnh, biết tên này đang giả bộ, rõ ràng là không muốn nhận. Mai gia cũng thật vô tình, ha ha.
Diệp Phàm thản nhiên châm biếm. Ôi, gia tộc lớn đều như vậy, không phải Mai gia vô tình, việc gì cũng phải phân nặng nhẹ trước sau, có rất nhiều người trong tộc Mai gia cần giúp, sao đến lượt công lượng được. Việc này tôi cũng đã cãi nhau với anh trai mấy lần rồi, anh ấy nói có thể nâng cấp bậc chức vụ của công lượng lên là đã hết sức rồi, bảo công lượng đừng vội, đợi mấy tháng nữa. Cũng đợi mấy tháng rồi, việc này không thể đợi thêm nữa, đợi nữa thì hỏng việc. Mai Phán Nhi có chút phẫn nộ. Chương 1155, phụ nữ là hổ báo. Phán Nhi, tôi nói thật, ở thành phố Phố Hải này tôi chẳng biết gì cả, cũng chẳng quen ai cả. Đừng nói là lãnh đạo tập đoàn quân số 5, ngay cả quân đoàn trưởng của họ là ai tôi cũng còn không biết. Hơn nữa tôi lần đầu tới đây, chị nói xem tôi có thể quen ai được chứ. Diệp Phàm nói rất chân thành. Vậy ý cậu là cậu không giúp việc này đúng không? Mai Phán Nhi quay đầu lại, hai người mặt đối mặt, miệng Mai Phán Nhi đã sát vào tận mặt Diệp Phàm. Một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra, Mai Phán Nhi nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, bộ dạng đó có chút tức giận, chút nũng nịu, chút yêu thương. Vậy chị nói xem tôi phải giúp thế nào? Gia tộc lớn trong quân đội như Mai gia còn không làm được, một thằng quan còn con cấp phó giám đốc sở như tôi thì có thể làm được gì chứ? Nói thật, một lữ đoàn trưởng cấp bậc cũng tương đương với tôi rồi, tôi năng lực có hạn. Trước khi có quen anh Thiết, nhưng trước khác giờ khác. Cho dù là anh Thiết thì lẽ nào có thể tác động tới tập đoàn quân số 5 thành phố Phố Hải và quân khu Lam Kinh sao? Diệp Phàm chua chát lắc đầu, thè lưỡi liếm môi Mai Phán Nhi một cái, coi như xin lỗi. Cậu, vô lại! Mai Phán Nhi giận dữ há miệng cắn, Diệp Phàm vội tránh đi, nếu không có lẽ sẽ bị cắn nát môi, trong lòng thầm nghĩ phụ nữ đúng là hổ báo. Thực ra không phải anh tôi không giúp tí gì, nói thật với cậu, quân đoàn trưởng tập đoàn quân số 5 Lỗ Thọ Thiên có chút khúc mắc với anh tôi. Hai người họ trước kia còn là chiến hữu, nhưng hồi trước cùng tranh một vị trí, cuối cùng anh tôi chiếm được, cho nên quân đoàn trưởng Lỗ vẫn luôn có chút oán hận. Việc lần này anh tôi mà ra mặt có khi còn hỏng việc. Hơn nữa, quân đoàn trưởng Lỗ không cùng phe với Mai gia chúng tôi. Ông ấy cũng có người chống lưng cho, có thể lên đến chức quân đoàn trưởng, không thể nào không có người ở quân ủy chống lưng được. Mai Phán Nhi nói ra hết sự tình. Vậy việc này chắc không có hy vọng gì rồi, lẽ nào quan hệ của Mai Công Lượng với Mai gia Lỗ Thọ Thiên không biết hay sao? Nếu đã là lữ đoàn trưởng lữ đoàn hỗn hợp, lại do quân khu Lam Kinh tự xây dựng, Lỗ Thọ Thiên là lãnh đạo trực tiếp, ông ta đương nhiên rất quan tâm, với các ứng cử viên ông ta đương nhiên phải tìm hiểu kỹ. Chỉ tìm hiểu một cái là ra hết, vậy chẳng phải là phí công hay sao? Diệp Phàm chậm rãi nói. Không đến nỗi đấy, Lỗ Thọ Thiên có khúc mắc với anh tôi, nhưng đó là chuyện của bọn họ, bình thường thì sẽ không đổ lên đầu đám hậu bối. Là một quân đoàn trưởng, tôi tin ông ấy là người độ lượng, nếu không cũng không thể lên đến vị trí đó được. Không giống như với ai đó. Mai Phán Nhi nói đến cuối cùng, ai đó đương nhiên là ám chỉ Diệp Phàm. Tôi chính là người như vậy đấy, dễ thù dai, cả đời này cũng không sửa được, mà cũng không muốn sửa. Muốn tôi độ lượng, còn lâu, mà thế thì đã sao chứ? Diệp Phàm có chút tức giận, véo mạnh một cái. Cậu nhẹ thôi, véo hỏng là không còn để véo đâu đấy. Mai Phán Nhi hừ nói. Hừ. Diệp Phàm lửa giận bốc lên, xoay người lại, bế Mai Phán Nhi lại chiếc ghế sofa ở góc phòng, hành động rất thô bạo. Bục bục mấy cái, cúc áo Mai Phán Nhi đã đứt hết sạch. Cậu định làm gì, đây là phòng karaoke, không được làm linh tinh. Mai Phán Nhi có chút lo sợ, liếc nhìn ra cửa, có lẽ là đang lo lắng có người đột nhiên xông vào thì ngày mai sẽ thành tin sốt của khắp thành phố Phố Hải này. Sợ gì, có người đến tôi biểu diễn cho họ xem, mẹ kiếp, hôm nay tôi sẽ làm ngay ở đây, ai dám cản tôi đập vỡ mõm, hừ. Diệp Phàm như một tên lưu manh. Nói toàn lời thô tục, tay vẫn không chịu ngừng. Chỉ mấy chục giây sau Mai Phán Nhi đã không còn mảnh vải, làn da trắng phau dưới ánh đèn hồng vô cùng quyến rũ. Diệp Phàm xoay người đến chỗ loa, không lâu sau tiếng nhạc DJ vang lớn, trong tiếng nhạc còn có tiếng người thở, tiếng kêu rên, tiếng sofa két két kêu, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Lúc sau còn có tiếng phụ nữ thổn thức, tiếng đàn ông gầm lên, tất cả kết hợp thành một bản hợp ca mê hồn. Rất lâu sau, cậu càng ngày càng mạnh mẽ, đúng là không chịu nổi. Mai Phán Nhi tóc tai rối bời, như con mèo con nằm trong lòng Diệp Phàm. Thế nào, thoải mái không, hì hì. Diệp Phàm có chút đắc ý, cười nói.
đừng có mơ, hừ. Mai Phán Nhi lườm Diệp Phàm, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Nhưng đúng là rất thoải mái, mà sao tinh lực của cậu lại tràn trề đến vậy, uống thuốc à? Nói xong định đứng dậy mặc quần áo, nhưng bị Diệp Phàm kéo lại, hừ nói. Mặc gì, trong này không ai dám vào cả, yên tâm đi. Thầm nghĩ cao thủ của tổ đặc nhiệm bí mật bảo vệ, còn có ai dám vào nữa chứ? Xem ra kiêm thêm thân phận của tổ đặc nhiệm cũng không tồi, ít nhất làm việc này rất an toàn. Tổ đặc nhiệm xưa nay cũng thường rất thoải mái trong việc này, chỉ cần không bán bí mật quốc gia, bọn họ đều không quản lý. Nói như xếp Trấn Đông Hải thì đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm đều là anh tài, công việc nguy hiểm, tinh thần căng thẳng, thường xuyên như vậy không có lợi cho công việc. Thỉnh thoảng đi giải trí cũng tốt cho cơ thể, có lợi cho sức khỏe. Việc này nếu cậu không có cách thì thôi vậy. Tôi cũng biết việc này rất khó, cho dù là tôi và Diệp Thu cũng không có người quen ở quân đội thành phố Phố Hải này. Ôi, thôi vậy, công lượng đành phải đợi vậy. Tôi chỉ cảm thấy có chút áy náy với bố mẹ cậu ta, bọn họ có ơn cứu mạng tôi. Mai Phán Nhi nói có vẻ rất chân thành. Chị giúp cậu ta rất nhiều rồi. Diệp Phàm nói, nếu không có bố mẹ cậu ta, tôi đã sớm chết rồi, cậu còn có thể hưởng thụ thân thể tôi sao, hừ. Mai Phán Nhi lườm Diệp Phàm một cái, dáng vẻ yêu kiều khiến Diệp Phàm không khỏi mềm lòng, nói. Thôi vậy, để tôi thử xem, nhưng hy vọng không lớn lắm. Thật sao, tôi biết cậu sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn mà, để người phụ nữ của cậu ra ngoài cầu xin người ta, nhớ bị người ta chiếm tiện nghi thì cậu sẽ thiệt to, ha ha ha. Mai Phán Nhi đột nhiên cười lớn, nụ cười rất yêu kiều. Diệp Phàm nhìn ngây ngốc, lúc lâu mới thốt nên lời. Sao lại là tôi bị thiệt nhỉ, phải là chị mới đúng chứ? Vậy sao, cậu chấp nhận để người khác chiếm tiện nghi trên người tôi sao? Mai Phán Nhi lườm yêu Diệp Phàm một cái. Đàn bà của tôi ai dám sờ vào, tay sờ chặt tay chân sờ chặt chân, cái đấy sờ vào cho thành thái giám, hừ. Diệp Phàm nói xong còn khoa chân múa tay, khiến Mai Phán Nhi cười lớn, ngực phập phồng rung lên, khiến Diệp Phàm không khỏi thèm thuồng. Mai Phán Nhi đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ dâm dê của Diệp Phàm, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, hừ nói. Đàn ông các cậu đều như vậy hết, nhìn thấy người đẹp là không chịu nổi, hừ, cậu nhìn xem, cúc áo bị cậu giật đứt hết rồi, làm thế nào bây giờ? Đơn giản, để tôi gọi người mang bộ khác đến nhé. Diệp Phàm cười gượng nói. Không cần, tôi còn mang theo một bộ nữa. Mai Phán Nhi cười, đi vào trong nhà vệ sinh thay quần áo. Bố khỉ, thì ra sớm đã chuẩn bị rồi, lẽ nào biết mình sẽ ra tay. Diệp Phàm không khỏi cảm thán, rồi thầm nghĩ, Mai Phán Nhi đã giúp mình mấy lần rồi, dù thế nào cũng phải đi gặp quân đoàn trưởng Lỗ một chuyến, dùng thân phận gì đi gặp nhỉ, xem ra đành phải lật quân bài bí mật vậy, cũng không biết cái mác phó trưởng ban quân bị bộ tổng tham mưu có đủ không. Dù sao Lỗ Thọ Thiên cũng là một quân đoàn trưởng, quân hàm có lẽ cũng là thiếu tướng, cũng là nhân vật có thực lực. Không biết người ta có thèm để ý đến mình hay không. Bởi vì việc lựa chọn nhân sự cho vị trí lữ đoàn trưởng lữ đoàn hỗn hợp quá quan trọng, có lẽ còn phải được quân ủy thông qua mới được. Ở bên quân đội, bổ nhiệm trung đoàn trưởng trở lên phải được quân ủy thông qua. Vị trí lữ đoàn trưởng lữ đoàn hỗn hợp càng quan trọng, có bao nhiêu gia tộc lớn trong quân đội để mắt tới, có thể giành được không Diệp Phàm cũng không chắc chắn. Nhưng để trả nợ cho Mai Phán Nhi, dù thế nào cũng phải cố một phen. Hơn nữa, Mai Phán Nhi có quan hệ gần gũi với mình, không thể để người ta bôn ba vất vả được. Nhưng rất nhanh Diệp Phàm đã nghĩ đến Lang Phá Thiên, vỗ đùi kêu lên. Có rồi, có ông quan lớn này mà không dùng cũng phí, mấy khi mà Lang Phá Thiên đến Phố Hải cơ chứ, đúng là may thật. Trong lòng đã có chủ ý, lập tức gọi điện cho Trương Hùng, bảo anh ta điều tra tình hình cụ thể của Lữ đoàn quân hỗn hợp tập đoàn quân số 5 quân khu Lam Kinh. Để tôi đưa chị về. Không cần, Diệp Thu ở bên dưới, tôi đi ra trước. Mai Phán Nhi có chút đỏ mặt, nói. Cô ấy biết việc của chúng ta sao? Diệp Phàm hỏi, bộ dạng xấu xa. Sao có thể để cho nó biết được, tôi biết chui mặt vào đâu? Đều do cậu cả, cậu phải cẩn thận đấy, đừng để lọt ra, đàn ông các cậu, có lúc thích bốc phét, uống tí rượu vào là tha hồ nói phét, đến lúc đấy tôi không biết chui mặt vào đâu nữa. Mai Phán Nhi mặt càng đỏ. Lên tiếng trách. Lẽ nào làm đàn bà của tôi lại khiến thân phận của chị trở nên thấp kém hơn sao? Diệp Phàm cố ý hừ nói.
Không phải vậy, tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ ảnh hưởng cho cậu. Tôi là người làm kinh doanh sợ gì chứ? Nếu không tôi tuyên bố rõ quan hệ với cậu nhé, nói là tôi là tình nhân của cậu nhé. Mai Phán Nhi vừa nói vậy, Diệp Phàm đã cứng họng, lườm Mai Phán Nhi một cái, nhưng cô đã đóng cửa đi mất rồi. Phụ nữ bây giờ cái gì cũng dám nói, tôi chẳng tin chị dám nói ra, mặt mũi Mai ra biết chui vào đâu. Không bị đánh gãy chân mới lạ. Diệp Phàm thở dài, đợi một lúc rồi ra khỏi phòng karaoke. Cô đi gặp người của bên quân đội à? Mai Diệp Thu lái xe, liếc khuôn mặt có chút đỏ của Mai Phán Nhi một cái, ý tứ có chút kỳ lạ. Con danh này, cháu nghĩ gì thế? Cô là hạng người đó sao? Mai Phán Nhi kéo tóc Mai Diệp Thu, cả hai người cùng cười lớn. Cô đương nhiên không phải rồi, nhưng hình như cháu nhìn thấy bí thư Diệp cũng vào trong đó. Mai Diệp Thu cố ý nói, ánh mắt có chút kỳ lạ. Mai Phán Nhi càng đỏ mặt, hừ nói. Cậu ta đến thì liên quan gì đến cô chứ? Trong lòng thầm mắng tên này thật không cẩn thận tí nào, không ngờ để cho cháu gái phát hiện ra. Không có quan hệ gì thì tốt, nhưng có quan hệ gì thì cũng không sao cả. Mai Diệp Thu như đang nói vu vơ, nhưng Mai Phán Nhi hiểu cả, mặt càng đỏ hơn. Liếc cháu gái một cái, hỏi. Diệp Thu, cháu có thái độ thế nào với bí thư Diệp? Cháu có thái độ gì chứ? Người ta giỏi giang. Nhiều bạn bè trong quân đội, quan hệ trong quan trường chính quyền cũng không ít, trẻ vậy đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi, tiền đồ rộng mở. Nguy to, lẽ nào Diệp Thu đã yêu tên oan gia này rồi, bây giờ phải làm thế nào đây, hai cô cháu cùng yêu một người, cái này, Mai Phán Nhi trong lòng lo lắng, vội nói. Diệp Thu, cháu cũng không ít tuổi nữa, xem có người nào thích hợp thì cũng tính đi, bố cháu suốt ngày cằn nhằn với cô, bảo là cô không quan tâm tới cháu. Hay là để cô giới thiệu cho nhé? Cháu không cần. Mai Diệp Thu thái độ kiên quyết, liếc cô mình một cái, có chút chua chát nói. Ai nói cũng thế thôi, hơn nữa, tính về tuổi tác, cô còn nhiều tuổi hơn cháu. Mai Diệp Thu tính cách ngang bướng, Mai Phán Nhi biết có khuyên cũng vô ích, lúc lâu mới nói. Trong lòng cháu đã có người rồi à, cháu gái, nói ra cô xem nào. Hơn nữa, việc này cô với cháu không giống nhau. Cả đời này có lẽ cô sẽ không kết hôn. Sao lại phải kết hôn chứ? Nhưng cháu thì không được nghĩ như vậy. Hắn nhìn khắp người cháu, lại còn sờ nữa, hừ. Mai Diệp Thu đột nhiên nói ra một câu Mai Phán Nhi nghĩ là hiểu ra ngay. Lần đó Mai Diệp Thu uống thuốc, Diệp Phàm ra tay giúp, cái người hắn này lẽ nào chính là Diệp Phàm? Cháu nói ai thế? Mai Phán Nhi giọng có chút run run. Cô biết mà, không nói nữa. Mai Diệp Thu nói câu này rồi chăm chú lái xe, thấy cô cũng không nói gì, liền nói. Cháu biết hắn sẽ không cưới cháu, bởi cháu nhiều tuổi hơn hắn, cháu cũng sẽ không làm phiền hắn, hắn muốn thế nào cũng được, chẳng liên quan gì đến cháu. Mai Diệp Thu nói đầy hàm ý, Mai Phán Nhi trong lòng càng ngổn ngang, hai cô cháu trong lòng đều đầy tâm tư. Anh Diệp, điều tra tập đoàn quân số 5 làm gì thế, Lỗ Thọ Thiên đắc tội với anh sao? Diệp Phàm vừa ngồi xuống sofa, Lang Phá Thiên đã lên tiếng hỏi. Không, cậu cũng biết đấy, Mai Thu Kiệt là đồ đệ của tôi, vẫn bảo tôi giúp một việc. Hơn nữa, công ty truyền thông Giang Nam của Mai Phán Nhi cũng đã giúp tôi mấy lần, tôi muốn trả món nợ này. Ngoài ra, công ty truyền thông Giang Nam rất có ích cho tôi trong con đường phát triển sau này, không thể bỏ lỡ được. Diệp Phàm nói thẳng ra, dù sao cũng là mượn danh của Lang Phá Thiên. Không cho cậu ta biết thì cũng thật không phải. Chương 1156, quân đoàn trưởng Lỗ. Lang Phá Thiên nghe xong cũng nhíu mày, nói. Lữ đoàn quân hỗn hợp lục hải quân là đơn vị cấp phó sư, hơn nữa là binh chủng mới, có lẽ là đơn vị bộ đội hàng đầu của tập đoàn quân số 5, thậm chí là cả quân khu Lam Kinh. Việc lựa chọn lữ đoàn trưởng của lữ đoàn này rất quan trọng, Trung ương xưa nay kiểm soát rất chặt chẽ việc bổ nhiệm đề bạt trong quân đội. Bởi dù sao cũng liên quan tới an ninh quốc phòng của đất nước, bất cứ người nào cầm quyền cũng không thể làm qua loa được, phải nắm chặt quân đội trong tay. Theo như quy định, việc đề bạt quân hàm đại tá trở lên, hoặc chỉ huy cấp phó sư trở lên phải do Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương ký quyết định mới được. Ý cậu là muốn đưa Mai Công Lượng lên ghế lữ đoàn trưởng lữ đoàn quân hỗn hợp là rất khó khăn, còn phải được Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương ký quyết định mới được sao? Diệp Phàm trong lòng có chút thất vọng, không ngờ việc bổ nhiệm một cán bộ cấp phó sư đoàn trưởng lại khó như vậy,
so với việc bổ nhiệm bên chính quyền thì khó khăn hơn nhiều. Ừ, bên chính quyền thì phó sư đoàn trưởng cũng chỉ tương đương với bí thư huyện ủy một huyện, hoặc phó chủ tịch một thành phố, còn không bằng chức thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật của anh hiện nay. Với chức vụ thế này, chỉ cần thường vụ thành ủy hoặc thường vụ địa khu thông qua, báo cáo lên ban tổ chức tỉnh ủy là xong. Đương nhiên, phó chủ tịch thành phố là cấp phó giám đốc sở rồi, việc bổ nhiệm cũng khác rất nhiều so với bí thư huyện ủy một huyện. Nếu là cán bộ cấp phó giám đốc sở mà còn trong thường vụ nữa thì có lẽ còn phải đưa ra thường vụ tỉnh ủy thảo luận một chút. Nhưng quân đội thì khác, cán bộ cấp bậc như vậy phải đưa ra thảo luận ở quân ủy trung ương. Đương nhiên, về danh nghĩa thì do chủ tịch ủy ban quân sự trung ương bổ nhiệm, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chủ tịch ủy ban quân sự trung ương ở nước ta còn kiêm cả chức chủ tịch nước, ông ấy làm sao rảnh rỗi lo bao nhiêu việc như vậy, chẳng qua là ký quyết định bổ nhiệm mà thôi. Có lẽ sư đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng được bổ nhiệm mặt mũi thế nào ông ấy cũng còn không biết nữa. Những công việc cụ thể này đều do lãnh đạo quân khu giới thiệu, quân ủy phê chuẩn, chủ tịch ký quyết định là xong. Còn những vị trí trọng yếu như quân đoàn trưởng tập đoàn quân, tư lệnh quân khu, tổng tham mưu trưởng, bộ trưởng quốc phòng thì chủ tịch sẽ thận trọng hơn nhiều. Không chỉ chủ tịch chú ý mà các tập đoàn chính trị cũng đều rất chú ý, những vị trí này phải được 9 vị trong thường vụ bộ chính trị thông qua mới được. Đây cũng chính là nơi phân chia tranh chấp giữa các tập đoàn chính trị ở nước ta. Mai Công Lượng muốn ngồi lên ghế lữ đoàn trưởng lữ đoàn quân hỗn hợp, lãnh đạo trực tiếp của hắn ta, tức là quân đoàn trưởng tập đoàn quân số 5 thành phố Phố Hải Lỗ Thọ Thiên rất quan trọng. Tiếp đó là ý kiến của tư lệnh quân khu Lam Kinh sẽ có tính chất quyết định, bởi lữ đoàn quân hỗn hợp do quân khu Lam Kinh xây dựng, chỉ cần tư lệnh quân khu gật đầu thì trên quân ủy thường cũng sẽ gật đầu. Dù sao đi nữa thì tư lệnh quân khu cũng là ủy viên quân ủy, quan lớn hùng cứ một phương, cả nước tổng cộng cả tổng tham mưu trưởng, tổng cục trưởng tổng cục hậu cần, ủy viên quân ủy cũng không quá 40 người. Lang Phá Thiên suốt ngày đi theo sau các lãnh đạo cao cấp, về mặt trình tự này hiểu rất rõ. Đúng là phiền phức thật. Diệp Phàm không khỏi cảm thán, nhìn Lang Phá Thiên một cái, hỏi. Phá Thiên, cậu có quen Lỗ Thọ Thiên không? Có gặp rồi, nhưng không quen. Lang Phá Thiên lắc đầu. Tư lệnh quân khu Lam Kinh là ai? Trần Khải Việt. Trương Hùng buột miệng nói, nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói tiếp. Người này là cán bộ lão thành kỳ cựu, nghe nói rất nghiêm túc, hoàn toàn vì quốc gia. Hơn nữa lại không có khuynh hướng chính trị rõ rệt gì, khá độc lập, chỉ cần là việc có lợi cho đất nước thì ông ta sẽ làm. Đương nhiên, người này rất chính trực, cũng được giới quân sự rất kính trọng. Năm nay đã 60 rồi nhưng vẫn còn rất mạnh khỏe minh mẫn, nghe nói năm ngoái còn xuống tận cơ sở thi thố với quan quân ở dưới, không hề thua đám trai trẻ. 10 phát đạn thì 8 phát bắn được 8,5 điểm, rất ghê gớm. Bố ông ấy là Đại tướng Trần Thiếu Lâm, một trong những khai quốc đại tướng nổi tiếng, bối cảnh gia đình cũng rất hùng hậu. Trương Hùng có chút khâm phục nói. Trương Hùng, anh nói Trần Khải Việt là người chính trực vô tư nhưng có lẽ cũng chỉ là về mặt lập trường lớn thôi, còn những việc nhỏ thì chắc cũng không đến nỗi là người cố chấp phải không, dù sao cũng là con người, cũng có thất tình lục dục chứ. Lang Phá Thiên chậm rãi nói, căn bản không tin lời của Trương Hùng. Một người rất khó có thể thực sự đạt được hai chữ vô tư, nếu có thì cũng chỉ là tương đối mà thôi. Việc này có chức khó khăn, Lỗ Thọ Thiên thì có lẽ còn thuyết phục được, nhưng Trần Khải Việt thì khó lắm. Người ta gia cảnh hoành tráng, con cháu của khai quốc công thần, lại là tư lệnh quân khu, ủy viên quân ủy trung ương, lập trường cứng rắn, sức ảnh hưởng trong giới quân sự trong nước rất lớn, phải làm cách nào mới được chứ? Diệp Phàm nhíu mày, trong lòng có chút bực bội. Món nợ với Mai Phán Nhi nhất định phải trả, hơn nữa sau này còn cần sự trợ giúp tích cực của chị ta về mặt truyền thông, quan hệ này chưa nói đến quan hệ nam nữ, chỉ cần tính quan hệ lợi ích thì cũng không thể để mất được. Đại ca, phải chăng anh đã hạ quyết tâm phải giúp Mai Công Lượng chuyến này? Lang Phá Thiên nghiêm túc hỏi. Ừ, không nói đến những cái khác, công ty truyền thông Giang Nam sẽ giúp tôi rất nhiều về sự nghiệp, tôi không thể để mất quan hệ này được. Diệp Phàm gật đầu. Nói cũng phải. Trương Hùng gật đầu, rồi lại nói. Ngành truyền thông dường như không có ảnh hưởng gì đến việc thăng tiến của quan chức, nhưng thực ra không phải vậy. Nhiều lúc phải dựa vào truyền thông để tạo thế cho việc thăng tiến. Đối với một quan chức, truyền thông như một đôi cánh, giúp con đường thêm rộng mở. Xã hội càng phát triển thì thông tin ngày càng quan trọng.
Ruồi muỗi không đậu vào quả trứng không có vết nứt, chỉ cần có vết nứt thì sẽ có cách. Lang Phá Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, giơ tay gõ nhẹ vào chiếc chén trên mặt bàn, phát ra tiếng kêu leng keng như sắp vỡ đến nơi. Không sai, giống như quả trứng không có vết nứt nào, chúng ta có thể ra sức làm cho nó có vết nứt, lúc đó ruồi muỗi có thể chui vào được. Trương Hùng cười nói, đem Diệp Phàm ví với con ruồi. Việc này phải phiền chú Trương rồi, ha ha. Diệp Phàm cười nói, đem con ruồi vứt lại cho Trương Hùng, khiến hắn không ngừng lườm lườm. Thôi vậy, tôi hiểu, lập tức đi sắp xếp. Trương Hùng đi ra ngoài sắp xếp. Trương Hùng là lãnh đạo tổ đặc nhiệm số 6, tổ phản gián, nhưng công việc trên danh nghĩa của anh ta là Cục trưởng Cục Phản gián Bộ An ninh Quốc gia, cho nên có rất nhiều biện pháp có thể áp dụng, hơn nữa, đều là bí mật. Đương nhiên, Trương Hùng cũng không ngốc đến mức trực tiếp đi điều tra Trần Khải Việt, việc này không thể làm lộ liễu được, chỉ có thể bí mật làm. Nếu để Trần Khải Việt biết thì có lẽ ngay cả xếp trấn cũng không thể đỡ nổi cho Trương Hùng, bởi Trần Khải Việt quá quan trọng, không phải ai cũng dám đi điều tra ông ta, ảnh hưởng rất không tốt. Hơn nữa, bên quân ủy cũng có cục tình báo quân sự, anh đi điều tra người ta, lẽ nào người ta lại không có cảm giác gì hay sao? 3 ngày rất nhanh liền trôi qua. Đỗ Tử Nguyệt cũng chưa có động tĩnh gì, Lang Phá Thiên cũng không ngồi yên được nữa, chuẩn bị ngày mai quay về Bắc Kinh. Buổi tối mời cơm thiếu tướng Lỗ Thọ Thiên, quân đoàn trưởng tập đoàn quân số 5 thành phố Phố Hải. Lỗ Thọ Thiên không cao lớn, chỉ khoảng 1m7, người vạm vỡ, vẻ mặt nghiêm nghị. Đi cùng ông ta còn có 2 nam 1 nữ. Để có thể mời được Lỗ Thọ Thiên, Chu Khải còn lôi cả bố mình là phó bí thư thành ủy Chu Ngư Lâm ra. Tuy Chu Ngư Lâm không phải là tướng quân gì, nhưng là phó bí thư thành ủy một thành phố trực thuộc Trung ương, ở thành phố Phố Hải thì Chu gia cũng là một thế lực lớn. Lỗ Thọ Thiên tuy về mặt quân đội không cần nhờ cậy gì Chu Ngư Lâm, nhưng Lỗ Thọ Thiên vẫn còn họ hàng thân thích, biết đâu sẽ có lúc phải nhờ cậy đến. Hơn nữa, có thể kết giao với một thường vụ thành ủy có trọng lượng thì cũng rất có lợi cho tiền đồ sau này. Qua giới thiệu mới biết được thanh niên anh Tuấn ở phía sau Lỗ Thọ Thiên chính là con ông ta, Lỗ Đông Phong. Nghe nói là một đội trưởng ở phòng trinh sát hình sự sở công an tỉnh Việt Đông. Còn cô gái xinh đẹp phía sau là con gái ông ta. Tên là Lỗ Vĩ Vĩ, vừa tốt nghiệp, hiện đang công tác tại Phố Hải. Còn người đàn ông trung niên mắt to mi rậm là sư đoàn trưởng sư đoàn số 1, thuộc hạ của ông ta, quân hàm đại tá, tên là Kiều Quân. Chương 1157, lộ ra cơ hội. Ôi, bí thư Chu, nhìn nhà anh tôi thấy có chút xấu hổ, ha ha. Lỗ Đào Thanh thản nhiên cười nói, nụ cười này, hẳn là gạt bỏ. Xin chỉ giáo. Chu Ngư Lâm giả bộ không tin, thực ra ông cũng không lạ. Anh xem, con của anh so với Đông Phong lớn hơn vài tuổi, nhưng cấp bậc anh xem một trưởng phòng ha ha, không thể so sánh. Lỗ Đào Thiên cười lắc đầu. Sao có thể nói như vậy, đoàn trưởng Lỗ Quân, hơn cũng nhiều tuổi, lệnh công tử đảm nhiệm chức trưởng phòng đó là chuyện sớm muộn, ha ha. Chu Ngư Lâm thản nhiên nói, nhưng vẫn có một chút đắc ý lộ ra. Thật ra, việc này tôi cũng không thấy có gì lạ, đoàn trưởng quân. Bí thư Chu ở bên chính quyền, mà công tử lại ngay dưới mắt, Trung Quốc chúng ta không phải có câu danh ngôn từ xưa, gần quan ban lộc, nhưng Đông Phong không giống thế, cậu ta đến tận Việt Đông xa xôi, ở đó chúng ta không quen ai, cái gì cũng phải tự cậu ta làm nên. Cơ sở đề bạt đầu tiên liền yếu đi. Đại tá sư đoàn trưởng Kiều Quân nói nhưng không loại bỏ có điểm nghi ngờ. Ha ha, tôi nói với cậu. Cậu nói rất được. Cũng có thể nói thế nào, con trai của bí thư đi lên bằng bản lĩnh, đương nhiên cũng có chút quan hệ gia đình. Lỗ Đào Thiên bật cười ha hả, cười nói. Bản lĩnh chiếm đến 7 phần, mạng lưới quan hệ chiếm 3 phần, đều không tránh được, ha ha. Diệp Phàm cười nói một câu. Vị này chính là... Sư trưởng Kiều Quân cố ý hỏi, còn liếc nhìn Diệp Phàm một cái, trong lòng có chút mất hứng. Chu Khải, bạn của con cũng nên giới thiệu với mọi người một chút. Đang ngồi cùng bàn ăn, bạn của con ba không biết tên. Chu Ngư Lâm cười ha hả nói, thật ra cũng là muốn thăm dò người thanh niên này. Đang bực con trai sao không giới thiệu một chút về người này, nhưng y biết, có thể được con mình gọi vào đây, chắc chắn quan hệ rất thân thiết. Bí thư Diệp, cục trưởng Lang, cục trưởng Trương, không có quan hệ nhưng cháu nói thật. Chu Khải rất tôn trọng ba người, trước tiên chào hỏi. Tuy nhiên,
nhìn Chu Khải chào hỏi người ngồi trên bàn cũng nhìn ra một ít manh mối. Chu Khải, trước tiên là chào người gọi là Bí Thư Diệp, tiếp là Cục trưởng Lang, cuối cùng là Phó Cục trưởng Chu, chắc chắn ba người này thì người họ Diệp là chức cao nhất. Đương nhiên, những người ngồi đây cũng không coi Bí Thư Diệp là gì, xem ra chỉ bằng này tuổi, chỉ có thể là Bí Thư Đảng ủy một thị trấn hoặc Bí Thư Đảng ủy một cục. Bởi vì, Diệp Phàm thực tại rất trẻ tuổi, nhìn hình như chỉ hơn kém 23 tuổi, có thể đi đến vị trí gì, trưởng phòng là cao nhất rồi. Mà Cục trưởng Lang và Cục trưởng Trương đều xếp sau Bí Thư Diệp thì chức vị chắc chắn không cao. Nhiều nhất là một trưởng phòng. Nếu hai vị cấp cục trưởng thì Chu Khải chắc chắn có vấn đề. Trong cách xưng hô, trước sau là thể hiện chức vụ cao thấp, qua loa không được, không thể gọi bậy. Đương nhiên, trừ phi Bí Thư Diệp này gia thế rất cao, giống như là thái tử và vân vân, thì mới không cần suy xét đến chức vụ cấp bậc phẩm chất. Ha ha, không việc gì. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, đương nhiên chỉ là trên mặt. Thấy Diệp Phàm gật đầu, Chu Khải biết không cần hỏi Lang Phá Thiên và Trương Hùng, chợt cười còn đưa mắt nhìn mọi người một cái cố gắng tạo vẻ mặt bình tĩnh, nói. Đây là Bí Thư Diệp, tên là Diệp Phàm, là ủy viên thường vụ thành phố Ngư Đồng ở Việt Đồng, Bí Thư Đảng ủy Công an, ha ha. Ủy viên thường vụ, Bí Thư Đảng ủy Công an, hắn, mới bao nhiêu tuổi? Con trai của Lỗ Đào Thiên, Lỗ Đông Phong, bởi vì đã công tác ở Công an tỉnh Việt Đông cũng là một khối chính trị pháp luật, thật ra chú ý, lập tức trợn tròn mắt, thất thanh hỏi. Ha ha! Chu Khải cười gượng một tiếng không đáp. Không thể tưởng tượng được, thật sự không dám nghĩ đến, tôi cảm giác hình như mình già rồi phải không? Lỗ Đào Thiên và Chu Ngư Lâm đều thốt lên, việc này giống như hơi khác thường một chút. Hai người đều ngầm quan sát Diệp Phàm, trẻ tuổi như thế. Bí Thư Đảng ủy Công an thành phố cấp địa khu cũng quá ghê người. Còn Đông Phong về sau phải lễ phép một chút, không thể nói nhiều. Lỗ Đào Thiên có vẻ trách cứ con trai. Con biết rồi ba. Lỗ Đông Phong cũng là kích động quá, quay người sang Diệp Phàm cười nói. Rất xin lỗi Bí Thư Diệp, vừa rồi tôi lỡ lời. Trưởng phòng Lỗ ở tỉnh phụ trách công tác gì? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Tôi làm hình sự. Làm một trưởng phòng nhỏ nhất về hình sự, ôi! Lỗ Đông Phong có chút mất mát, mình có lẽ lớn hơn Diệp Phàm đến 3-40 tuổi, đến hiện tại mới lăn lộn chức trưởng phòng, còn người ta đã là chức vụ phó giám đốc sở, khác biệt rất lớn. Hả, có hứng thú đến Ngư Đồng không? Diệp Phàm vừa có ý, quyết định cho Lỗ Đông Phong một ân tình, và lại đây cũng là việc tốt. Việc này, Lỗ Đông Phong đưa mắt nhìn cha một cái, thấy y hơi gật đầu, cười nói. Ngư Đồng là địa phương tốt, dưới sự chủ trì của Bí Thư Diệp chắc chắn là càng tốt hơn, ha ha. Ừ, cậu chắc đã nghe nói qua, tôi đến Ngư Đồng ngày hôm sau đã trực tiếp lấy mũ của hai phó cục trương. Hiện tại Cục Công an thành phố Ngư Đồng còn hai vị trí. Diệp Phàm thuận miệng thản nhiên nói. Lỗ Đông Phong có chút nóng nảy, đây chính là cơ hội tốt. Phó cục trưởng Cục Công an thành phố Ngư Đồng chắc chắn là cấp cục phó khác, đến đó tức là được thăng chức. Tuy nhiên y biết năng lực của mình nhẹ, cho nên, mắt vẫn nhìn chằm chằm cha là Lỗ Đào Thiên. Diệp Phàm đang câu cá đương nhiên bình tĩnh, hắn đang đợi Lỗ Đào Thiên lên tiếng trước. Lỗ Đào Thiên đương nhiên tự giữ thân phận, và lại y và Diệp Phàm không quen biết, không tiện vừa gặp đã lên tiếng. Cũng đưa mắt nhìn Chu Ngư Lâm một cái, người này lúc này ngầm hiểu, thuận tay là việc gì đó tốt y đương nhiên không bỏ qua, cười nói. Việc này, Bí Thư Diệp, cậu xem. Cậu và Chu Khải là bạn bè, nếu Bí Thư Diệp đề xuất việc này, hẳn là đã có sẵn ý trong đầu, ha ha. Ừ, việc này không khó, Giám đốc Sở Việt Đông Trần Bố Hòa tôi nói một câu trước là được. Diệp Phàm gật gật đầu, việc này trên cơ bản đã thành. Cảm ơn Bí Thư Diệp, sau này Đông Phong sẽ theo sát bước chân anh, có chỗ nào cần đấu tranh anh dũng cậu cũng gọi nó, đừng khách khí là được. Lỗ Đào Thiên biết, y nên tỏ thái độ. Nói ra suy nghĩ của mình. Nói thật, bởi vì Ngư Đồng có thảm án 88, tôi đang chuẩn bị nhân lực thôi, chỉ là làm việc thôi. Diệp Phàm bật cười ha hả, cố nói nhẹ nhàng, hắn biết, Lỗ Đào Thiên đã nhớ kỹ ân tình này. Nhìn mọi người trên bàn một cái, vừa cười vừa nói. Tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là Lang Phá Thiên, anh em của tôi, chủ trì Cục Cảnh vệ Trung ương, ha ha. Cảnh vệ Trung ương, Cục Cảnh vệ. Lỗ Đào Thiên và Chu Ngư Lâm không ngờ đứng lên, vị trí của Lang Phá Thiên làm người ta giật mình,
hai vị lãnh đạo cấp thứ trưởng đều ngồi không yên. Bọn họ đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của chức vụ này, chắc chắn không thua bí thư tỉnh ủy. Một tiểu đoàn trưởng thôi. Lang Phá Thiên thản nhiên gật gật đầu, không có chút ý cười nào. Lại nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Thật sự, tôi lớn hơn cậu ta đến 10 tuổi, nhưng tôi phải gọi cậu ta một tiếng đại ca. Ở Bộ Công an có Thiết Chiêm Hùng, thứ trưởng là đại ca của cậu ta nhưng tôi chỉ gọi anh ta là Lão Thiết. Lang Phá Thiên đang tạo thế cho Diệp Phàm những lời này như có chút bừa bãi. Nhưng mọi người ngồi đây đều là người thông minh, không ai ngu ngốc, tất nhiên trong lòng biết rõ. Diệp Phàm đương nhiên biết ý, không khỏi cảm kích liếc nhìn Lang Phá Thiên một cái. Nghe Lang Phá Thiên nói như vậy, Lỗ Đào Thiên và Chu Ngư Lâm trong lòng thầm nhủ bữa tiệc hôm nay là đáng giá. Còn vị này là Cục trưởng Trương, cũng là một cục trưởng của Bộ Công an, cũng là anh em của tôi, ha ha. Diệp Phàm vừa nói ra, tất nhiên làm mấy người Lỗ Đông Phong kinh ngạc. Tôi cũng giống Lão Lang, đều lớn hơn Diệp Phàm 10 tuổi, nhưng chúng tôi đều gọi hắn là Diệp ca, ha ha. Diệp Phàm không phải gia thế rất cao, ngược lại hắn xuất thân từ một gia đình bình thường. Nhưng hắn lên chức đều bằng chính năng lực của hắn, đó là lý do mà tôi và Lão Lang gọi hắn là anh Diệp. Trương Hùng cũng chơi bài tạo thế tương trợ, nhìn Lỗ Đào Thiên một cái, vừa cười vừa nói. Anh Diệp không những có chức vụ trong chính quyền, trong quân đội cũng không kém người anh ấy quen cũng không ít. Nói như Phó Chủ tịch Triệu Bảo Cương vừa nghỉ hưu mà nói, anh Diệp cũng đến nhà mấy lần. Trương Hùng thông báo hết tin tức rồi, nếu muốn thuyết phục Lỗ Đào Thiên đương nhiên đem một người có năng lực trong quân đội để giữ thể diện. Sau đó, tình hình hoàn toàn thay đổi, Lỗ Đào Thiên và Chu Ngư Lâm đối đãi với mấy người Diệp Phàm ngang hàng. Diệp Phàm biết chuyện Mai Công Lượng qua một cửa Lỗ Đào Thiên là xong. Quả nhiên, sau khi bữa tiệc xong, Lỗ Đông Phong đến chào Diệp Phàm, tất nhiên là hỏi bí thư Diệp về việc mình đến Ngư Đồng như thế nào. Mà Diệp Phàm cũng nhân cơ hội tùy cơ ứng biến nói bóng gió chuyện Mai Công Lượng thành lữ đoàn trưởng. Sau khi Lỗ Đông Phong về nói với cha việc này, Lỗ Đào Thiên sau một hồi suy nghĩ thì đồng ý. Tuy nói là có chút mâu thuẫn với nhà họ Mai nhưng nếu là người có năng lực như Diệp Phàm ra mặt, hơn nữa vì tiền đồ của con trai, cũng phải bỏ qua mới được. Bỏ được thì bỏ, không bỏ mãi nào có được. Tuy nhiên, Lỗ Đào Thiên cũng bóng gió nói. Đó là Diệp Phàm phải đi tới chỗ tư lệnh Trần của quân khu một chút. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm đến chỗ Mai Phán Nhi về thì Lang Phá Thiên đã đi rồi. Nghe Trương Hùng nói, nhận được điện báo của Cục Cảnh vệ, nói là lãnh đạo có hoạt động tiếp đón quan trọng. Tổng thống ba quốc gia châu Phi đến thăm, tuy nói là nước nhỏ nhưng cũng là đại biểu của quốc gia, cũng có phiếu trong Liên Hợp Quốc. Cho nên việc này không qua loa được, cho nên, Lang Phá Thiên sau khi nhận được thông báo lập tức trở về. Trương Hùng, anh nói một chút, việc này có phải đã lộ ra một chút cơ hội? Diệp Phàm ngồi xuống ghế, suy nghĩ một hồi nói. Cơ hội, ý gì? Trương Hùng nhất thời chưa nghĩ ra. Chương 1158, người không ngờ. Anh thử nghĩ xem, Lão Lang đột nhiên về có phải có người dùng kế điệu hổ ly sơn không? Tôi có linh tính một chút về việc này. Diệp Phàm cau mày nói. Mà lạ là sao có mấy đại biểu quốc gia nhỏ đến chơi? Chẳng lẽ là Đỗ Tử Nguyệt làm? Việc này có lẽ không có khả năng đi. Trương Hùng buồn bực lắc đầu, cảm thấy không thể nào. Không có gì là không có khả năng, mấy nước này nghèo nổi tiếng, Đỗ Tử Nguyệt chỉ cần lấy ra mấy nghìn hoặc mấy chục nghìn, hoặc là nói sẽ đầu tư vào mấy quốc gia này. Chắc chắn là có khả năng. Diệp Phàm thản nhiên cười nhìn Trương Hùng nói thêm. Từng có quốc gia nghèo đến nỗi, vận động viên tham gia Thế vận hội Olympic phải tự trả tiền vé máy bay. Đương nhiên vận động viên của quốc gia này cũng chỉ là vận động viên ít được giải. Chỉ là hướng về Thế vận hội và đứng dưới cờ Tổ quốc. Bọn họ xem ra muốn ra tay với cậu nhưng phải cẩn thận. Vì về võ thuật tôi tin vào năng lực của cậu thì nhà họ Đỗ không đáng để lo lắng. Nhưng sợ bọn họ dùng thủ đoạn đùa giỡn chẳng hạn. Súng sử dụng đạn gây mê hay cái gì đó phòng không tốt lắm. Tốt nhất lấy áo chống đạn của Tổ năng lượng khoa học của Tổ đặc nhiệm A mặc vào có phải tốt không? Trương Hùng đứng bên cạnh lo lắng. Nói như Diệp Phàm trở thành mục tiêu của thợ săn mà thợ săn này là nhà họ Đỗ. Việc này nói gì cũng vô dụng, phòng thì phòng tuy nhiên không thể phòng được hết. Phòng, đương nhiên bọn họ muốn bắt tôi cũng không phải dễ dàng như vậy, ha ha. Diệp Phàm vẫn vui vẻ cười tự tin. Lang Phá Thiên đi chưa?
Đỗ Cử Văn vẻ mặt không thay đổi hỏi. Tôi chính mắt thấy y lên máy bay, y không đi có được không? Giọng một người đàn ông vang lên tự đắc. Vậy là tốt rồi. Đỗ Cử Văn lạnh lùng nói. Ông chủ, khi nào thì ra tay? Giọng nói kia lại vang lên. Lập tức, Đỗ Cử Văn hừ nói. Buổi tối, Diệp Phàm cảm thấy đói bụng cũng muốn đi dạo chợ đêm bên ngoài. Lên xe tới một quán ăn ở chợ đêm ăn một bát mì sợi và uống vài chén rượu. Ăn no rồi lười nhác đi dạo trên đường phố. Hắn đang ở đây chờ đối thủ xuất hiện. Buổi tối trước nhà họ Đỗ đã có vài người lên xe đi rồi. Đỗ Tử Nguyệt và Đỗ Cử Văn làm gì? Diệp Phàm hỏi Trần Khiếu Thiên. Đỗ Tử Nguyệt vẫn trong phòng không ra, Đỗ Cử Văn đang ở biệt thự của mình với hai người phụ nữ đánh bài vẻ mặt rất thoải mái. Trần Khiếu Thiên nói. Ừ. Diệp Phàm cúp điện thoại, không lâu sau thì nghe tiếng Trương Hùng. Phó soái Diệp có người theo sau. Việc này cũng không có gì lạ. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Nhưng lại có điều lạ. Trương Hùng hừ nói. Lạ cái gì? Diệp Phàm cười hỏi. Hai người kia theo dõi có vẻ rất chuyên nghiệp, hình như là đi ra từ quân đội của chúng ta. Hình như là lính trinh sát. Trương Hùng tò mò nói. Việc này có gì lại, Đỗ Tử Nguyệt mời đến vài lính trinh sát xuất ngũ cao thủ là có, ha ha. Diệp Phàm vẻ mặt thoải mái nói. Nói thế cũng được. Trương Hùng hừ một tiếng cúp điện thoại. Đúng lúc này một chiếc xe Việt dã đột nhiên đi ngang qua. Hung hăng lao về phía Diệp Phàm. Lái xe hình như uống rượu tay lái không vững. Diệp Phàm giật mình không kịp tránh xe. Bỗng chốc cả người hét lên một tiếng. Chiếc xe Việt dã hung hăng đâm thẳng vào người làm cả người giống như khối gỗ tung lên bồn hoa ven đường. Bịch một tiếng cả thân thể nằm trên mặt đất còn lăn hai vòng trong bồn hoa, mặt trắng bệch. Không đứng dậy được. Tuy nhiên điều làm Diệp Phàm kinh ngạc là một khuôn mặt quen hiện lên trong chiếc xe Việt dã. Người này không phải ở trên máy bay đã dùng súng với mình, là người Phổ Hải. Còn có người thanh niên Phương Nhất Hào của tập đoàn Hào. Hơn nữa tên này còn ra vẻ đắc ý với Diệp Phàm. Chiếc xe tăng tốc rồi bỏ đi. Quái, chẳng lẽ Đỗ Tử Nguyệt trên máy bay đã biết thân phận của mình, việc này thật lạ, không thể biết trước được. Diệp Phàm trong lòng khá buồn bực cũng không đuổi theo. Nếu là Đỗ Tử Nguyệt làm thì chắc sẽ có sự chuẩn bị tiếp theo. Khốn khiếp, đâm có chết không? Đỗ Cử Văn vẻ mặt u ám, thiếu chút nữa phát điên. Nói trong điện thoại. Không rõ, chúng tôi lập tức về. Người thanh niên kia nói. Phải nhanh đừng có ở đấy chờ chết. Đỗ Cử Văn nói. Một chiếc BMW bay nhanh tuy nhiên thật đáng tiếc chính là cách đó không xa một xe cảnh sát xuất hiện. Bên cạnh có người con gái tốt bụng đang hỏi Diệp Phàm bị thương thế nào. Mẹ nó, quá muộn, có cảnh sát rồi. Người thanh niên nói. Nếu không chết chắc sẽ đưa đi bệnh viện, ở đó ra tay cũng dễ dàng. Đó là ý trời. Đỗ Cử Văn ra lệnh. Cảnh sát sau khi hỏi tình hình trực tiếp đưa Diệp Phàm đến bệnh viện. Sau một hồi kiểm tra không bị thương nặng, bệnh viện nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ không việc gì. Khi cảnh sát hỏi tình huống đâm xe, Diệp Phàm giả bộ không rõ lắm. Cửa phòng bệnh mở nhẹ. Hai bóng đen ra một trường trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức choáng, đương nhiên là hắn giả bộ bất tỉnh. Bóng đen đem Diệp Phàm tới một nơi không rõ, khi Diệp Phàm mở mắt ra phát hiện bốn phía đều là tường, hẳn là tầng hầm. Tuy nhiên cửa vẫn mở, xem ra bọn họ yên tâm vì cán bộ nhỏ như Diệp Phàm cũng không làm nên trò trống gì. Tao hỏi mày trả lời thành thật nếu không thì lĩnh đủ. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Đây là giọng đàn ông. Được. Diệp Phàm ra vẻ sợ hãi gật đầu. Mày quen với Đỗ Phong. Giọng người đàn ông nói. Đỗ Phong nào? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Mẹ mày, ngoài Đỗ Phong ở Thái Lan thì còn Đỗ Phong nào? Người đàn ông bước vào cửa, hung hăng đá Diệp Phàm một cái làm hắn đau không dám nói. Tôi không biết rõ về y. Diệp Phàm lắc lắc đầu nhìn bốn phía nói. Tuy nhiên lúc đó hắn nói là phải về nước cũng không biết làm gì, có lẽ là chơi đã mệt. Có nói về nước ở đâu và tìm người nào không? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Việc này tôi không rõ lắm. Tuy nhiên, ngày đó y uống say, nhưng thật ra nhắc tới một chỗ nói. Chỗ nào nói nhanh? Người đàn ông vội vàng hỏi. Tĩnh Vườn. Diệp Phàm nói. Có lẽ đây là lời của kẻ say, xem ra Tĩnh Vườn là một địa danh sao?
không liên quan tới mày, y uống rượu còn nói gì không? Người đàn ông quát lớn. Luôn miệng mắng hai người, một người là Đỗ Tử Nguyệt, một người là Đỗ Cử Văn, nói là không bằng xúc sinh, dù sao mắng cũng rất khó nghe, lúc đó y say thật sự có thể nhìn ra trong lòng y. Buồn bực ta còn khuyên đến nửa ngày sau không ngờ y khóc thành tiếng, thật sự là một ông lão kỳ lạ. Hình như còn luyện trước, khóc giống như nói. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Bố mày không ngốc. Người đàn ông này nói. Tĩnh vườn. Thật ra là một biệt thự trên đỉnh núi, bốn phía tất cả đều là cây trúc. Ngày bình thường Đỗ Phong thích mang theo vợ con đến đó thư giãn. Lúc này biệt thự đó chỉ còn một người câm điếc trong vườn, trên tầng có một ánh sáng mỏng manh ngọn đèn. Hừ, đúng là ông. Ngoài cửa vang lên một tiếng hừ lạnh, trong phòng Đỗ Phong phản ứng. Thân mình như con thỏ nhanh chóng bắn lên định chạy, tuy nhiên xung quanh bốn phía tất cả đều là người áo đen vây quanh. Đỗ Tử Nguyệt bình tĩnh đi đến bên cạnh có bốn người đi cùng tài giỏi Trương Long Triệu Hổ. Sao mày có thể tìm tới đây? Đỗ Phong vẻ mặt không cam lòng căm giận nói. Việc này không liên quan đến ông, hôm nay ông không cần đi rồi. Đỗ Tử Nguyệt lạnh lùng nói, nhìn Đỗ Phong một cái. Cũng tốt, tối nay chúng ta tính toán nợ cũ nợ mới. Đỗ Phong đứng lên lạnh lùng nói. Nợ cũ nợ mới, cha ta đối với ông không tồi, tại sao ông phản bội nhà họ Đỗ? Đỗ Tử Nguyệt hừ nói. Đối đãi không tệ, không cần nói chuyện trước kia. Năm đó tôi cùng đại ca xây dựng nhà họ Đỗ, các cậu cho tôi cái gì? Khốn khiếp! Đỗ Phong đỏ mắt nói. Ông còn dám nói tôi có dự định. Đỗ Tử Nguyệt vừa nói đến đây Đỗ Phong không kìm nổi. Lấy trên bàn một đoạn sắt làm đòn đánh xuống. Tới đây, Đỗ Tử Nguyệt lạnh lùng trong tay cũng lấy ra một chiếc côn. Hai người quân lại với nhau, đều kéo về phía mình. Qua đi qua lại đấu đến hơn 10 quyền cước, hai người đều rất liều mạng, ra chiêu rất tàn độc. Tuy nhiên cũng vô dụng. Nửa giờ qua đi hai người đều mệt mỏi thở hổn hển, trên trán có những hạt mồ hôi. Tiếp chiêu này của tôi. Đỗ Phong hét lên, lao vào Đỗ Tử Nguyệt. Nhanh chóng tùy tay cầm được cái gì liền đập đánh. Sau một hồi hai người đều bị thương trên người. Sao có thể không cần súng giải quyết tôi? Đỗ Phong hét lớn. Ông thì không cần súng. Đỗ Tử Nguyệt khinh thường nói lại tiếp tục đánh. Ra tay không muốn sống, dần dần trên người hai người đầy máu, cơ thể nhiều chỗ bầm tím. Chúng ta giúp cậu một chút. Thấy hai người không có gì hơn kém, Vương Triều đột nhiên hét lên với bốn người xung quanh. Lại đây. Vù vù. Thay đổi lớn. Vương Triều Mã Hán nâng thiết bổng lên trực tiếp nện lên đùi Đỗ Tử Nguyệt. Đỗ Tử Nguyệt tuy vội vàng tránh nhưng bắp chân vẫn bị chúng gậy độc đánh vào đùi làm ngã xuống. Đồng thời bên kia cũng truyền đến một tiếng giòn tan, Đỗ Phong cũng bị Trương Long và Triệu Hổ đập ngã xuống. Chúng mày làm gì? Đỗ Tử Nguyệt giữ tợn nghiêm mặt chỉ tay vào bốn cao thủ quát. Bốp bốp! Đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay và một dáng người quen thuộc đi vào. Không phải chú hai Đỗ Cử Văn thì là ai? Chú hai, thế này là... Đỗ Tử Nguyệt hỏi, Đỗ Phong cười lạnh nói. Điểm ấy còn không nhìn ra. Hai chúng ta đều lẩn trốn. Gần đây nhà họ Đỗ xảy ra một loạt việc, không phải đều do ông. Ha ha, nói rất đúng, đích thực do tôi làm. Tuy nhiên, qua đêm nay hai người đều biến thành người câm người điếc, nói không ra lời, chân tay không thể nhúc nhích. Không thể tự gánh vác cuộc sống. Việc phụ nữ đều không thể làm, hoàn toàn tê liệt. Có bị thế mới hiểu được, ôi! Đỗ Cử Văn còn cố ý thở dài. Ngày đó vây đánh tôi có phải là ông làm Tử Nguyệt và tôi không ở cùng nhau? Đỗ Phong đột nhiên hét lớn. Đương nhiên không có, nhưng thật ra vẫn là Đỗ Tử Nguyệt thôi, ha ha! Đỗ Cử Văn cười hai tiếng. Rốt cuộc ông ở sau lưng tôi phạm nhiều hay ít chuyện tốt? Đỗ Tử Nguyệt vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người khác. Vì sao ông như vậy, cha tôi đối với ông không tệ. Ông nhìn xem, ông là người không có võ công, tôi còn cho ông một phần gia sản đấy cũng 700-800 triệu. Không tệ, đúng là không tệ lắm, tôi lúc đó cùng đại ca cùng nhau gây dựng Giang Sơn, có thể nói hơn nửa nhà họ Đỗ là tôi gây dựng, các cậu sao lại vây đánh tôi độc địa. Còn liên kết với chính quyền đuổi bắt tôi, may mắn Đỗ Phong này mạng lớn mới sống được đến ngày hôm nay, bằng không, hừ. Đỗ Phong tức giận quát. Cho ông một phần 700-800 triệu cũng đủ cả nhà ông sống mấy đời. Nhà họ Đỗ là do cha tôi gây dựng nên,
nói là ông gây dựng một nửa chỉ là ông tự nói mà thôi. Còn với vợ và con ông tôi đều quan tâm chu đáo. Đỗ Tử Nguyệt lớn tiếng đáp lại. Quan tâm cái gì, chỉ sợ là giam lỏng chứ quan tâm gì. Nếu không sợ nhà nước theo dõi chỉ sợ cậu đã giết hết cả nhà tôi, ha ha ha. Một người rác rưởi như cậu sao có thể cho ông ta một phần, Đỗ Phong tôi dốc sức gây dựng giang sơn nhà họ Đỗ chẳng lẽ không so sánh được với Đỗ Cử Văn rác rưởi này. Đỗ Phong lạnh lùng nói. Im lặng một hồi vang lên tiếng cười rất lạnh lùng. Đỗ Cử Văn lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Nguyệt một cái nói không thể tưởng tượng được việc này. Rác rưởi người ta còn có một phần gia sản, cậu có thể nói Đỗ Phong tôi tham lam sao? Chúng ta có phải là anh em ruột thị không? Cháu tính kế chú trả thù, tất cả đều là khốn khiếp. Ít nhất là khi các người tính kế tấn công tôi không hạ độc thủ đối phó với các người. No, các cậu đều nói sai rồi, tôi bên ngoài thì người nhà họ Đỗ, nhưng trên thực tế cũng không phải họ Đỗ. Đương nhiên lại nói tiếp họ Đỗ cũng đang thường ha ha. Đỗ Cử Văn đột nhiên đắc ý. Có ý gì? Đỗ Phong và Đỗ Tử Nguyệt đồng thời hỏi, vẻ mặt rất dữ tợn. Giống như cả hai đều bị đánh trọng thương. Chương 1159, kế vòng. Có ý gì? Hỏi hai người lẳng lơ nhà cậu Lý Trinh và quân Thu Giao đi, đồ đĩ. Đỗ Cử Văn nói một hơi rậm rậm chân hừ nói. Khốn khiếp, ông dám mắng mẹ tôi. Đỗ Phong đột nhiên quát lên, định giãy giụa đứng lên, tuy nhiên bị Vương Triều cho một thiết bổng, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Đỗ Tử Nguyệt cũng gầm lên. Khốn khiếp, ông mắng bà nội tôi và mẹ tôi sao? Lúc này Đỗ Cử Văn đá ba cái liền nằm liệt xuống. Đỗ Cử Văn nhìn mọi người một cái. Lúc trước cha nuôi tôi Lạc Hồng Trần công lực cùng với Đỗ Tiếu Trần không hơn kém nhiều lắm, tình anh em. Cha nuôi tôi giúp đỡ nhà họ Đỗ các cậu gây dựng phần lớn giang sơn. Kết quả thế nào, cha nuôi tôi bị thương, bị người khác vây đánh. Đỗ Tiếu Trần thất đức nhìn ông ấy rơi xuống vách núi mà không ra tay tương trợ. Quả thực là không bằng xúc sinh heo chó. Đỗ Tiếu Trần cuối cùng còn giả bộ rất đau khổ, hoàn toàn là chó má. Thế nào, Đỗ Cử Văn tôi cũng là lão gia của nhà họ Đỗ đúng không? Cha nuôn tôi Lạc Hồng Trần cũng gây dựng sự nghiệp có phải là tôi nên lấy lại? Còn về cậu, Đỗ Tử Nguyệt nên cho cậu hai phần là được. Tuy nhiên Đỗ Tử Nguyệt cho cậu sao? Ha ha, nói tiếp, Đỗ Tiếu Trần và Đỗ Tử Nguyệt mới là người dơ bẩn vô liêm sỉ nhất nhà họ Đỗ. Đỗ Cử Văn tôi chỉ lấy lại phần của chính mình, chẳng lẽ sai sao? Nghe Đỗ Cử Văn nói, không biết mình sai cái gì. Lời nói một phía, chỉ là từ miệng ông nói thôi. Đỗ Tử Nguyệt nói, quay đầu lạnh lùng nhìn Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ một cái hỏi. Đỗ Tử Nguyệt tôi đối đãi với các cậu không tệ, hàng năm lương bổng mỗi người chắc chắn không dưới 2 triệu. Biệt thự, mỹ nhân, xem BMW đều cho các cậu vì sao các cậu phản bội tôi, vì sao? Đỗ Tử Nguyệt hình như phát điên, ngẩng mặt lên trời hét lớn. Âm thanh đó vang xa, đêm khuya yên tĩnh giống như tiếng quả kêu. Ha ha, tiền không phải là vấn đề, mỹ nhân, xe đẹp cũng không phải là vấn đề. Mặc dù mang toàn bộ gia sản nhà họ Đỗ cho tôi, chúng ta vẫn ra tay. Không biết vì sao có phải không? Vương Triều dáng người cao to, bước đến trước mặt Đỗ Tử Nguyệt đá một cái hắng giọng cười nói. Vì sao? Đỗ Phong không kìm được tò mò hỏi. Rất đơn giản, Lạc Hồng Trần là sư phụ của chúng tôi. Vương Triều nói đến đây trên mặt lộ vẻ bi thương, đá Đỗ Tử Nguyệt một cái lăn ba vòng trên đất. Hổ lạc đất bị chó bắt nạt. Đỗ Tử Nguyệt cùng Đỗ Phong đánh hung hăng, nội lực hao tốn hết, căn bản là không lấy nổi khí lực để phản kháng, chỉ có thể dương mắt nhìn nhịn nhục. Sao có thể? Đỗ Tử Nguyệt hét lên. Tôi đã điều tra rất kỹ về các cậu, sao lại có thể thế? Rõ, mọi việc đều có thể làm giả, cục công an, chỉ cần có tiền, cái gì giả không làm được, ha ha ha. Bốn người Vương Triều đột nhiên cười. Lão Lâm Quốc Cường chó má. Hàng năm tôi chu cấp cho ông ta 1 triệu, cũng vẫn làm giả để lừa gạt tôi, còn vỗ ngực giả bộ cam đoan, đây là dùng công an bí mật để điều tra, khốn khiếp bố phải thịt y. Đỗ Tử Nguyệt hét lớn. Ha ha, cậu chỉ cho 1 triệu còn ông chủ của chúng tôi cho 3 triệu, so với cậu hào phóng hơn, người đi hướng lên trên, nước chảy xuống thấp, là người ai sẽ chê nhiều tiền. Đương nhiên, tiền này, đương nhiên cũng là công ty nhà họ Đỗ các anh chi trả, chỉ có điều anh không nhìn thấy thôi. Vương Triều thản nhiên cười nói, giống như có thể nắm cả thiên hạ trong tay.
Vương Triều, ra tay đi, muộn rồi. Đỗ Cử Văn đột nhìn bầu trời nói. Ông chủ, Vương Triều đưa mắt, vài người đi lên, trong tay cầm vài đồ vật kỳ lạ. Ba ba ba, hay, thật sự hay, bên trong nhà họ Đỗ có nội gián, thật sự là hay. Đột nhiên, một giọng nói vang lên tiếng vỗ tay truyền đến. Không lâu đi vào vài người áo đen muốn ngăn cản, nhưng người này hình như rất lợi hại, một quyền một cú đá, vài người áo đen liền nằm úp. Là cậu không phải bị nhốt trong căn phòng bí mật sao? Đỗ Cử Văn vẻ mặt kinh ngạc, chợt kiềm chế. Các vị, đánh đủ rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút, tôi có chút việc muốn làm, thế nào? Diệp Phàm bình tĩnh cười, đi sau có Trương Hùng và bốn người đàn ông có sắc mặt dữ tợn. Đương nhiên là nhân viên đang dùng nước thay đổi sắc mặt của tổ đặc nhiệm A, tất cả đều là cao thủ ngũ đẳng. Ngài đúng là dấu tài. Đỗ Cử Văn thản nhiên nói xong, đột nhiên một cước đá tới, Trương Hùng cũng một cước đá chống đỡ lại. Tuy nhiên, Trương Hùng cho rằng một người không có võ công một cước không có nhiều khí lực, Trương Hùng tạm thời thu lấy ba thành kinh lực, chỉ sợ không cẩn thận một cước đá chết Đỗ Cử Văn. Bốp! Một tiếng vang lên giòn tan. Trương Hùng cảm giác giống như chơi trò tàu lượn siêu tốc, cơ thể bị một vật gì đó rất mạnh chạm vào, giống như lá héo trong gió bay đến mấy mét, thịch một cái, Trương Hùng nuốt mấy ngụm nước, chỉ có điều cảm giác lục phủ ngũ tạng khí huyết bốc lên. Hai nhân viên tổ đặc nhiệm A vội vàng chạy đến kéo lên, phát hiện bắp chân Trương Hùng đã bầm tím không ít. Đương nhiên, Trương Hùng cũng là cao thủ lục đẳng, rơi vào kết cục này là vì anh ta khinh địch. Diệp Phàm nhíu mày nhìn chằm chằm vào Đỗ Cử Văn. Không riêng gì Diệp Phàm, mọi người đều sợ ngây người, chính mấy người Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ cũng như hóa thạch nhìn Đỗ Cử Văn. Bởi vì, Đỗ Cử Văn thân thể rất yếu, cho tới bây giờ chưa luyện qua, sao có thể trong nháy mắt thành cao thủ. Trương Hùng bản lĩnh như thế nào Vương Triều và Đỗ Tử Nguyệt không rõ lắm, nhưng có thể bị đám bay đến 7-8 mét kia chính tỏ Đỗ Cử Văn có kình lực. Đỗ Cử Văn chắc chắn là một cao thủ, đây là mọi người đều hiểu được. Không thể tưởng tượng được ngài so với ta còn bí mật hơn, thật là mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Đỗ Cử Văn, ông có võ công. Vương Triều lẩm bẩm nói. Đến đây thằng nhóc, để tôi xem năng lực của cậu. Đỗ Cử Văn không để ý đến Vương Triều, nhìn Diệp Phàm hừ nói. Tuy nhiên cậu có thể nói rốt cuộc cậu có việc gì? Không, sao lại thế này, bắt người tiền tài, thay người tiêu tai. Diệp Phàm cố ý nhìn Đỗ Phong một cái, một nhân viên tổ đặc nhiệm A tiến lên nâng Đỗ Phong dậy giúp y kiểm tra rồi đứng lên. Y cho cậu nhiều hay ít? Đỗ Cử Văn hừ nói, sắc mặt khó coi. Không nhiều lắm, một phần gia sản của nhà họ Đỗ. Diệp Phàm nói bậy bạ, đương nhiên là nâng giá trị của mình lên. Tuy nhiên, hắn không phát hiện, khóe mắt Đỗ Phong hơi có giật vài cái, sắc mặt có vẻ khó coi. Đủ nhiều. Giá này Đỗ Cử Văn tôi không làm nổi. Tuy nhiên tôi có thể đánh cho cậu phải gọi mẹ, cuối cùng thành người câm điếc bại liệt, không cần một chút tiền, ha ha. Thằng nhóc, thiên đường có đường cậu không đi, địa ngục không cửa lại muốn đến. Vậy cậy đi cùng Đỗ Tử Nguyệt, trở thành người câm điếc bại liệt đi. Đỗ Cử Văn tôi không thích giết người, nhưng cũng không thể cho cậu nói lung tung có đúng không. Giết người là đều mạng, việc này là tôi không còn cách nào. Ha ha. Đỗ Cử Văn tôi luôn luôn nhát gan, hơn nữa, là công dân tốt của Trung Quốc không thể hiểu pháp luật mà phạm luật, sao có thể giết người. Đỗ Cử Văn cười nói, lời nói lạnh lùng rin rít trong cổ họng. Nói cái gì, tính tình của ông xem ra là mẹ ông đều không thích. Anh em cùng tàn, lung tung lộn xộn, còn dám trước mặt bố nói chuyện gì nhân tính và pháp luật rồi đạo đức. Tôi thấy ông không phải não tàn mà chính là miệng tàn. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đỗ Cử Văn vẻ mặt bình tĩnh, không giận, thản nhiên nói. Cũng bẻ mép lắm, có tác dụng sao? Cuối cùng chịu thiệt thường là người như thế. Người trẻ tuổi, cậu sẽ phải trả giá cho những lời cậu vừa nói vừa rồi. Đỗ Cử Văn đột nhiên xuất kích, một quyền mạnh như sấm thẳng về phía Diệp Phàm. Đánh lén có làm sao? Vừa rồi người anh em tôi đã nói, xem ra, dưới hạng ba chính là đồ chơi hạng ba. Diệp Phàm miệng nói, thân thể không chậm. Một chân đá về phần eo Đỗ Cử Văn. Thật sự có tài, nhưng thật ra nhìn nhầm. Đỗ Cử Văn miệng hừ một tiếng, đột nhiên một chân quét ngang đá thẳng hướng bên hông Diệp Phàm. Tay bên này đi xuống, huých vào chân Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút kinh ngạc trên mặt,
Đỗ Cử Văn lại kinh ngạc, xích một tiếng vang lên, hai người cùng chống chọi đều lui ba bước lớn, hai người đều nhìn chằm chằm vào đối phương, vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu hiện tại cậu đưa người của cậu đi thì tôi sẽ cho cậu một nửa tài sản của nhà họ Đỗ. Đỗ Cử Văn đưa ra một lựa chọn khó khăn, tất nhiên là đau lòng. Tuy nhiên, sau khi chống chọi với Diệp Phàm, Đỗ Cử Văn lạnh cả người. Cảm giác người thanh niên này bản lĩnh vững chắc, năng lực sơ với mình không kém hơn. Người vừa rồi bị mình đá một cước có thân thủ hình như lục đẳng, mà bốn người áo đen đi cùng người này bản lĩnh cũng không kém, xem ra không kém hơn thân thủ của Vương Triều. Như vậy so hai bên, không hề dùng súng ống thì rõ ràng bên mình rơi vào hoàn cảnh xấu. Thầm nghĩ không biết Diệp Phàm là thần thánh phương nào đến Đỗ Cử Văn nhịn đau quyết định phải tốn một ít. Đương nhiên, dùng súng ống, Đỗ Cử Văn cũng muốn tuy nhiên nói thế người trẻ tuổi dám đến tòa nhà này của nhà họ Đỗ, hơn nữa rất bình tĩnh, cũng là có chuẩn bị, chắc có chuẩn bị ở sau. Quan trọng chính là Diệp Phàm mang theo nhiều cao thủ, khiến Đỗ Cử Văn có chủ nể nang, nghi ngờ Diệp Phàm hay là người trong vài dòng họ đặc biệt ở Trung Quốc. Cậu Diệp, tôi cũng lấy một nửa gia sản để tặng. Đỗ Phong đột nhiên nói, ông ta cũng bằng bất cứ giá nào để xử lý sau đó nói sau. Ha ha, con người của tôi, tuy là có chút tham tiền nhưng quan trọng là lời hứa và nghĩa ca hí. Đỗ Cử Văn hôm nay để tôi xem ông là cao thủ thế nào. Diệp Phàm dũng mãnh đạp một đạp, thân mình bay lên mấy mét, nhằm hướng Đỗ Cử Văn. Hừ, Đỗ Cử Văn hừ lạnh một tiếng, lấy một côn sắt hung hăng hướng vào đùi Diệp Phàm. Côn sắt kéo gió, Đỗ Cử Văn dùng nội lực mạnh mẽ, phát ra âm thanh chói tai, làm người khác sợ hãi. Chương 1160, mang Lý Khiếu Phong ra ngoài. Anh Diệp tiếp côn. Trương Hùng hét lên một tiếng, ném lên một cây côn đen. Diệp Phàm trụ thân mình, đầu đi xuống giơ tay ra trước. Đích một tiếng vang lên, Diệp Phàm cảm giác gan bàn tay đau đớn, thấy bị rách một mảnh, máu cũng chảy ra. Đỗ Cử Văn thảm hại hơn một ít, bởi vì người Diệp Phàm ở trên cao, cùng với sức nặng của cơ thể, tay của y cũng chảy máu. A! À, hai người điên cuồng đến 10 côn, trong phòng lập tức vang lên tiếng ầm ầm, bóng hai người rất nhanh, người ngoài nhìn thấy quáng mắt. Một bóng người bị đá cao đến hơn 3 mét, mấy người Trương Hùng vô cùng lo lắng, mấy người Vương Triều cũng không kém, chỉ sợ người bị đá là người phía mình. Mọi người đều nhìn vào, mấy người Trương Hùng kêu lên. Tốt! Vẻ mặt đám người Vương Triều đương nhiên không tốt, vội vàng chạy đến định đỡ Đỗ Cử Văn. Tuy nhiên Đỗ Cử Văn khoát tay áo, cứ ngồi đó, vuốt bắp chân hừ nói. Cậu dùng ám khí có phải không? Đê tiện! Ha ha, so với ông thì như kiến gặp voi. Vừa rồi trên người ông cũng bắn ra bao nhiêu tên sắt, chúng ta cùng vậy thôi. Diệp Phàm xem xét bắp chân của chính mình thấy tên sắt đã làm rách một mảng lớn, đương nhiên khá đau đớn. Tuy nhiên phi tiêu của Diệp Phàm không đơn giản, tại chỗ làm Đỗ Cử Văn bị thương chảy máu, cuối cùng bị Diệp Phàm dùng côn đánh bật ra ngoài. Đỗ Cử Văn tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Được, dám giở trò với ông đây. Đỗ Cử Văn đưa mắt Vương Triều đưa tay lên, xung quanh 7-8 người áo đen nhoáng một cái chuyển động tay rút 10 khẩu súng lục đen xì. Đùng 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 đùng. Liên tiếp tiếng súng vang lên giòn tan, trừ mấy người Vương Triều còn cấm súng trong tay những người áo đen toàn bộ đều chảy máu. Dùng đao còn được, tôi không phải là người thích dùng súng, hừ. Diệp Phàm rụt tay lại, đương nhiên vừa mới hết sức bắt ra mấy phi tiêu. Tuy nhiên nội lực lập tức cũng suy hao quá nhiều. Trên trán mồ hôi toát ra, cơ thể cũng yếu đi. Nếu lúc này Vương Triều tiến lại đây cho Diệp Phàm một quyền chắc hắn đã ngã xuống, chống lại cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt thôi. Nên mấy phi tiêu bay ra thật sự rất mạnh. Trương Hùng đã bước đến trước mặt Diệp Phàm, trong tay cầm một khẩu súng lục, mà bốn nhân viên của tổ đặc nhiệm A cũng không chậm, không ngờ lấy trong bao sau lưng ra những khẩu súng đúng như mấy người Vương Triều. Nổ súng đi, chúng ta cùng nhau xong đời, xong đời. Lúc này, Đỗ Tử Nguyệt đột nhiên càn rỡ mỉm cười, trong tay còn vật trông như hộp diêm, hình như là điều khiển từ xa. Mày định làm gì? Đỗ Cử Văn tái mặt, quát. Làm cái gì, không làm gì, chỉ có điều tôi nhấn một cái nơi này mỗi người một nơi. Ha ha, ông đừng nghĩ ông ra tay, vì tay tôi nhanh hơn bất cứ ai. Đỗ Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Ôi, ầm ĩ để làm gì, nhà họ Đỗ này đều bị các người làm náo loạn. Ôi hòa khí phát tài mà. Đột nhiên một giọng nói vang lên,
một người lưng gù chậm rãi đi từ ngoài vào, vẻ mặt nhăn nhúm như gốc cây khô, gầy teo, ông lão này cũng không cao. Câm điếc, sao ông có thể nói chuyện? Mã Hán không nén nổi tò mò hỏi. Người đàn ông này chính là người trông nom vườn tược của nhà họ Đỗ, một ông lão lùn vừa điếc vừa câm, mọi người gọi ông ta là A Tông. Hừ, thằng nhóc xấu xa, tránh sang một bên cho ta. Ông lão này hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, một cái tát làm Vương Hán thân thủ ngũ đẳng bay đến vài mét, rơi cả hai răng cửa. Lập tức nằm im không nhúc nhích, Vương Triều vội chạy lại lắc vài cái mới tỉnh lại, chỉ có điều cậu ta nôn ra hết mọi thứ. Tôi giết ông. Vương Triều phẫn nộ, bốn người tình cảm rất tốt, tình như anh em, nâng súng lục trong tay lên. Ba tiếng nổ giòn tan. Cổ tay Vương Triều bị chặt đứt, súng kia tất nhiên rơi xuống đất, trên súng đầy máu tươi. Mấy người Diệp Phàm thất kinh, cảm giác một ông lão bình thường quá lợi hại. Diệp Phàm còn cảm nhận được khí thế của bác cả Phí Thanh Sơn trên người ông lão này. Chẳng lẽ là cao thủ bát đẳng siêu hạng nhất? Diệp Phàm thầm nói trong lòng, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Vị cao thủ bát đẳng, sao chưa từng nói qua nhà họ Đỗ còn có vị cao thủ bát đẳng? Tổng bộ tổ đặc nhiệm A, năm tướng quân ngồi trong phòng vẻ mặt tất cả đều nghiêm trọng, ngón tay Lý Khiếu Phong gõ gõ trên ghế. Phiền toái rồi. Phó tổ trưởng tổ đặc nhiệm A Cố Toàn lẩm bẩm nói, nhìn Lý Khiếu Phong và Trấn Đông Hải nói. Làm sao bây giờ, có cần phải điều động những tay súng lập tức đến hiện trong? Tôi lo lắng Phó Soái Diệp có nguy hiểm, hắn thật sự không dậy nổi. Chờ một chút xem, Diệp Phàm chưa phát ra tín hiệu cầu cứu, có lẽ tình hình vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Trấn Đông Hải vẻ mặt trầm ngâm nói. Nhưng thật sự là cao thủ bát đẳng. Diệp Phàm chắc chắn không thể khống chế được trường hợp này. Nghe nói toàn bộ sơn trang chôn không ít thuốc nổ, có thể hủy trong phạm vi một dặm. Các tay súng đi cũng vô dụng, không thể nổ súng. Sắc mặt Lý Khiếu Phong cũng không tốt hơn, ông lão câm điếc xuất hiện Trương Hùng dùng phương pháp bí mật thông báo. Lập tức làm chấn kinh tổng bộ tổ đặc nhiệm A, một đám các ông lão vội vàng. Phải biết lần này Diệp Phàm mang đi không ít cao thủ, chỉ vì thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A còn 7. Hơn nữa, tất cả đều là cao thủ ngũ đẳng trở lên. Năm người đi theo Diệp Phàm, còn hai người đan ở một nơi bí mật đang dùng súng trường công suất lớn nhằm vào hiện trường. Tuy nhiên, bởi vì Đỗ Tử Nguyệt tuyên bố nơi này chôn rất nhiều thuốc nổ, không ai dám lộn xộn. Đỗ Tử Nguyệt là cao thủ thất đẳng đánh không trúng mục tiêu mà điều khiển từ xa nhấn một cái, thì tất cả cao thủ tổ đặc nhiệm A đều chôn vùi cùng y ở đó. Đây là điểm mà mấy người Trấn Đông Hải và Lý Khiếu Phong không muốn nhìn thấy. Ôi, tổ đặc nhiệm A không có cao thủ bát đẳng trấn thủ đúng là có chút bất an. Cố Toàn thở dài, nhìn Lý Khiếu Phong từng là cao thủ bát đẳng một cái, không gian hình như cũng trầm lắng hơn. Điện cho căn cứ Phổ Hải, lập tức điều động 50 người có khả năng cao xuống khu vực phụ cận tĩnh vườn, khoảng cách 3 dặm. Không được ai gây ra bất kỳ động tĩnh lớn nào. Không có lệnh của tôi, không được nổ súng. Mặt khác điều động hai máy bay trực thăng quan sát ở cự ly xa trên không trung, phải có vũ khí trên máy bay, nghiêm cấm không được tới gần. Trấn Đông Hải nói với người đại tá. Đông Hải, ông thật sự muốn điều máy bay ra sao, ông muốn làm gì? Lý Khiếu Phong đập bàn quát, tức giận đứng lên. Tướng quân Lý, nếu tối nay ông ngồi ở chỗ của tôi, ở tổ đặc nhiệm A không có cao thủ bát đẳng, trong tình hình này, ông sẽ xử lý thế nào? Trấn Đông Hải không nhìn nghiêm túc hừ nói, việc này là việc lớn ông ta tuyệt đối không hàm hồ. Ở đó có 8 đội viên tinh anh của tổ đặc nhiệm A. Bọn họ đều là thiên tài, huống chi trong đó có Diệp Phàm là tương lai của tổ đặc nhiệm A ông muốn bị hủy sao. Tôi không thể cho phép ông làm chuyện ngu xuẩn, tuyệt đối không được. Lý Khiếu Phong nổi giận, một chưởng chụp xuống bàn trước mặt Trấn Đông Hải lập tức gãy chân, chén vỡ, nước trà và rượu lập tức bắn đầy người Trấn Đông Hải. Tướng quân Lý, tối nay chỗ này là tôi làm chủ, ông đã về hưu, làm cố vấn của tổ đặc nhiệm A, ông chỉ có thể đề nghị. Người đâu, tới đỡ tướng quân Lý về nhà nghỉ ngơi. Trấn Đông Hải ra lệnh một tiếng, hai đại tá đi lên, đứng hai bên Lý Khiếu Phong tuy nhiên không hề ra tay mà nhìn Trấn Đông Hải. Tiểu Trấn Tử, nếu Diệp Phàm chết, tôi sẽ đưa anh ra tòa án quân sự, đồ khốn khiếp. Lý Khiếu Phong môi run rẩy, rất kích động. Chỉ vào Trấn Đông Hải như muốn cắn. Lão Lý, nếu Diệp Phàm chết tôi tự nhận lỗi từ chức.
Tuy nhiên tôi không thể nhìn một cao thủ bát đẳng không rõ lai lịch tàn sát cao thủ của chúng ta, nguy hiểm cho sự an toàn của đất nước, điều động máy bay là tất nhiên. Trấn Đông Hải lớn tiếng, quay đầu sang hai đại tá nói. Còn không đỡ lão Lý về nhà nghỉ ngơi, không nghe lời của tôi có phải không? Tiểu Trấn Tử, anh là con sên, anh là kẻ nhát gan, anh sẽ gặp báo ứng, anh là đồ khốn khiếp. Lý Khiếu Phong bị hai vị đại tá lôi đi, mắng đến lúc không còn nghe thấy. Đương nhiên, Lý Khiếu Phong cũng là phục tùng mệnh lệnh bởi vì ông ta cũng từng là người của tổ đặc nhiệm A, biết tầm quan trọng của quân lệnh như núi. Không có lệnh của tôi, ai nổ súng tôi bắn. Trấn Đông Hải vung tay lên hất một cái những mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Không lâu sau, căn cứ bí mật ở thành phố Phổ Hải triển khai mấy chiếc xe dân dụng, lặng lẽ hướng về phía Tĩnh Vườn xuất phát. Trong xe, có mấy chục người súng vác vai, đạn đã lên nòng, toàn bộ đều yên lặng không nói gì. Trên người trang bị toàn vũ khí. Trên bầu trời, hai máy bay trực thăng của tổ đặc nhiệm A cải trang thành máy bay dân dụng bầy về phía Tĩnh Vườn. Trên phi cơ có một số đạn đạo loại nhỏ nhắm ngay vào Tĩnh Vườn. Ở trước mặt ông lão này đừng nói đến súng, tất cả buông xuống. Ông lão A Tông thản nhiên nói nhìn Diệp Phàm cùng Đỗ Cử Văn một cái. Buông súng. Diệp Phàm khoát tay áo mấy người Trương Hùng buông súng xuống chỉ còn mấy người của Đỗ Cử Văn. Đỗ Cử Văn suy nghĩ trong chốc lát, thấy A Tông nhíu mày, cũng vội vàng gật gật đầu, mấy người đó cũng buông súng xuống. Cậu là người ngoài, việc nhà họ Đỗ không tới lượt cậu vung tay múa chân tránh ra cho lão già này. Lão câm điếc chỉ vào Diệp Phàm hừ nói. Trấn Đông Hải trong lòng mừng rỡ, lập tức thông qua thiết bị đặc dụng truyền mệnh lệnh cho Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, lập tức dẫn dắt đội viên rút lui khỏi Tĩnh Vườn 3 km. Trương Hùng lập tức dẫn người rời khỏi. Diệp Phàm khoát tay áo. Việc này, cậu không đi sao? Trương Hùng có vẻ chần chừ hỏi. Đi. Diệp Phàm nổi giận, trực tiếp quát mắng, âm thanh như sét nổ. Trương Hùng không nói nữa, trong lòng rất khổ sở. Biết Diệp Phàm muốn tranh thủ đến cuối cùng, tình nguyện mạo hiểm sinh mạng, cuối cùng anh ta nhìn Diệp Phàm thật lây, yên lặng mang bốn người rời khỏi. Bảo cậu không đi có phải không, còn muốn cùng ông lão này mấy chiêu có phải không? A Tông nhìn Diệp Phàm bằng nửa con mắt lạnh lùng nói. Chương 1161, mấy tướng quân phải say. Tôi đã đồng ý với Đỗ Phong giúp y giải quyết việc này, không thể thất hứa, sao tôi có thể bỏ y, nếu đi cùng đi. Thứ hai, nói thật tôi thật sự muốn thử thân thủ của lão tiền bối, hừ. Diệp Phàm cũng lạnh lùng nói, trên người khí thế mãnh liệt, hắn nghĩ, nếu lấy Lý Đao Lạc Bảo Tiên đột nhiên tập kích, có lẽ có thể tạo được thế thắng vì đánh bất ngờ. Lập tức về không được cãi lại mệnh lệnh. Thiết bị truyền âm lại vang lên tiếng Trấn Đông Hải, giọng đã quát to. Diệp Phàm không nói gì chỉ nhẹ nhàng gõ hai cái, ý là an tâm đừng lo. Không lâu sau truyền đến giọng của Lý Khiếu Phong. Diệp Phàm trở về đi, việc của nhà họ Đỗ cứ để nhà họ tự giải quyết. Diệp Phàm lại gõ hai cái, Lý Khiếu Phong không nhịn được hừ nói. Thằng nhóc, có phải đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay có phải không? Thế nào, ông nói có phải cũng không được không? Ha ha! Trấn Đông Hải đột nhiên châm chọc Lý Khiếu Phong nói. Vừa nãy ai nói, nơi này mình là lãnh đạo. Lý Khiếu Phong cũng châm chọc lại. Trấn Đông Hải tức giận đến mức nghẹn lời, quát vào microphone. Nếu không trở về tôi đưa cậu lên tòa án quân sự. Diệp Phàm cũng không nói, ngón tay vừa giơ lên ngắt luôn lời Trấn Đông Hải, thành ra bên này chỉ nghe chứ không thể ra lệnh. Khốn khiếp! Trấn Đông Hải lại nổi trận lôi đình, quăng cả chén trà trên bàn. Tòa án quân sự cũng dùng, chẳng lẽ muốn đưa dũng sĩ lên cho thẩm phán? Tôi nói anh tướng Trấn, anh bị con lừa đá có phải không? Hừ, Diệp Phàm nếu không chịu trở về, ông chú ý bảo vệ sức khỏe của mình là quan trọng. Lý Khiếu Phong nói. Ừ, bảo vệ tốt chính mình, thật sự người không ra được, chúng ta. Trấn Đông Hải không nói nên câu hủy diệt Sơn Trang. Diệp Phàm lại mở lại thiết bị lấy tay gõ. Đừng nói lằng nhằng nữa, nếu không thì ngắt lời, hai lão gia này phiền hay không, hừ. Không thể tưởng tượng. Hắn thật cứng rắn. Trấn Đông Hải nhìn Lý Khiếu Phong buông tay làm động tác như không có cách nào. Lý Khiếu Phong cũng đồng thời giơ hai tay giống như tên lửa thấy mục tiêu giơ hai ngón tay cái, ý là. Liên quan gì đến tôi, anh là thủ trưởng của tổ đặc nhiệm A, tôi đã về hưu.
mặt trấn Đông Hải tất nhiên rất khó coi. Đương nhiên, cũng không dám nói gì, chỉ sợ Diệp Phàm lại ngắt thiết bị một lần nữa, nếu không nghe thấy âm thanh ở hiện trường thì không lo chết người sao. Hai ông lão ở sở chỉ huy tổ đặc nhiệm A dùng ký hiệu của người câm. Ha ha ha, tôi Trung A cô vài thập niên nay không hỏi đến thế sự, mọi việc đều đã quên. A Tông đột nhiên cười rung trời đất, âm thanh này làm cỏ cây cũng lung lay. Có thể thấy được khí lực dũng mãnh, tiếng cười này có thể làm người bình thường bị thương. Chính mấy người vương triều công lực yếu cảm thấy tai ong ong, dường như muốn nổ tung, vội vàng bịt kín tai lại. Trung A cô, Lý Khiếu Phong nhắc lại, đột nhiên mắt nháy vài cái, khóe miệng giật giật, Trần Đông Hải nghe thấy giọng có chút run rẩy hỏi. Sao thế, có phải là, rất có lai lịch. Trung A cô thường gọi mới là Trung A cô, tên thật là Âm Đông Ly, sư thúc của cậu nhóc ở Bắc Sơn Âm Vô Đao. Khi tôi mới đạt cảnh giới lục đẳng y đã bát đẳng khai nguyên. Hiện tại ít nhất cũng có thân thủ bát đẳng đỉnh bậc tu vi. Nói không chừng đã đột phá đến cửu đẳng cũng khó nói. Lý Khiếu Phong thở dài, vẻ mặt rất âm trầm. Sư thúc của Âm Vô Đao, lão này sợ rằng không dưới 100 tuổi. Cố Toàn lẩm bẩm nói, vẻ mặt khó coi. Không nhất định, Trung A cô thật ra gần tuổi với Âm Vô Đao. Âm Vô Đao tuổi xấp xỉ tôi, nhiều nhất là lớn hơn vài tuổi. Thật sự là đủ phiền toái, lão già này không ngờ còn chưa chết. Năm đó sư phụ của ta từng đại chiến với y vài lần, tuy nhiên đều không khác nhau lắm. Hơn nữa, sư phụ tôi còn hơi yếu hơn một chút, thua mấy chiêu, bắp chân còn bị y đánh gãy một hồi, sau đương nhiên lại hồi phục. Lý Khiếu Phong có vẻ có chút căm tức. Bảo Lang Phá Thiên lập tức lên máy bay đến Phổ Hải, nếu Âm Vô Đao là sư phụ của Lang Phá Thiên, Trung A cô là sư thúc của Âm Vô Đao dù sao cũng sẽ nể mặt Lang Phá Thiên, nếu tính thứ tự thì Lang Phá Thiên giống như các con cháu. Trấn Đông Hải lập tức ra lệnh. Không thể. Lý Khiếu Phong vẻ mặt nghiêm trọng khoát tay áo nói. Chẳng lẽ trong này còn có chuyện xưa? Trấn Đông Hải luôn điềm tính, hôm nay việc liên quan đến mạng nhỏ của Diệp Phàm, ông ta có chút nóng nảy. Ôi, Trung A cô tuy nói là sư thúc của Âm Vô Đao, coi như là đồng lứa với sư thúc tổ của Lang Phá Thiên nhưng Trung A cô tính tình cổ quái, hơn nữa, vui giận thất thường. Nếu làm cho y tức giận, kể cả Âm Vô Đao y cũng ra tay đánh cho tàn phế. Ngoài ra nghe nói năm đó Trung A cô và sư phụ của Âm Vô Đao đã đoạn tuyệt tình thân. Hai người họ đều thích Lý Trinh, vì thế, hai người đã quyết đấu vài lần, kết quả ra sao không rõ ràng lắm. Xem ra sư phụ của Phá Thiên hơn một ít. Hiện tại Trung A cô ở nhà họ Đỗ giả vờ câm điếc vài chục năm, khả năng có liên quan đến Lý Trinh. Lý Khiếu Phong giận dữ nói. Lý Trinh là ai? Cố Toàn hỏi. Bà của Đỗ Tử Nguyệt. Trấn Đông Hải thuận miệng nói, nhìn mọi người một cái nói. Khó trách Trung A cô sẽ giữ cửa nhà họ Đỗ vài chục năm như vậy. Việc này chắc chắn không thể không liên quan đến Lý Trinh. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ông xã của Lý Trinh đã mất sớm, Lý Trinh không tái giá mà ở nhà họ Đỗ làm quả phụ. Buộc lòng phải vụng trộm lui tới với Trung A cô. Trung A cô vì một người phụ nữ mà mấy chục năm ngày ngày trông cửa nhà họ Đỗ, xem ra, thực sự trung tình. Ừ, hiện nay đội trẻ coi tình cảm như đồ ăn được bày bán, thay đổi thất thường, không giống chúng ta trước kia. Việc này chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Có một số việc. Chỉ sợ không thể dùng súng ống để giải quyết. Trong đó rất nhiều quan hệ khá phức tạp, chỉ sợ rút dây động rừng. Mà từ nhà họ Đỗ ở Phổ Hải liên lụy đến bao nhiêu người. Đông Hải, chỉ đạo máy bay rút lui, tuy nói sư phụ của Âm Vô Đao và Trung A cô chứa chắc hợp nhau nhưng Lưu Ly đã chết. Trung A cô dù sao cũng là sư thúc của Âm Vô Đao, tình cảm đồng môn vẫn có. Nếu cậu giết Trung A cô, Âm Vô Đao nhất định tức giận. Đến lúc đó liên lụy đến Lang Phá Thiên thì càng phiền toái. Hơn nữa, đạn đạo nhỏ của cậu có nổ chết Trung A cô hay không cũng khó nói. Người này nếu là cao thủ bát đẳng đỉnh vị thì thân thủ chắc chắn rất cao, trong nháy mắt có thể chạy đến một dặm, có lẽ đạn đạo của cậu mới phát ra, y cảm giác được tránh đi, trọng thương là chắc chắn nhưng người này nếu chưa chết, cậu cũng sẽ đau đầu. Còn có một nguyên nhân khác, nhà họ Đỗ không thể bị hủy. Cậu có thể chưa biết. Nhà họ Đỗ chẳng những liên quan đến Trung A cô mà còn liên quan đến một trong sáu tôn của Trung Quốc Đại Mông Hảo Hán quân Nhược Ly. Lý Khiếu Phong vừa nói đến đây Trấn Đông Hải nén lại hỏi. Sao có thể có khả năng? Việc đời khó liệu, mọi việc đều có thể có khả năng.
vừa rồi tôi có gọi điện cho vài người bạn hỏi qua, trong đó có một tin tức quan trọng. Nói mẹ của Đỗ Tử Nguyệt Quân Thu Giao chính là con gái của Quân Nhược Ly. Câu xem xe, nhà họ Đỗ nói tính ra thì vẫn là thông gia của nhà họ Quân. Đỗ Tử Nguyệt là cháu ngoại của Quân Nhược Ly. Nghĩ lại thì hậu quả nghiêm trọng, trừ phi cậu diệt nhà họ Đỗ sau đó diệt nhà họ Quân, còn phải lo Âm Vô Đao và Lang Phá Thiên. Quan hệ gia đình ở Trung Quốc phức tạp, diệt nhà họ Quân lại liên quan đến không ít dòng họ, sợ là toàn bộ các dòng họ ở Trung Quốc đều liên quan một nửa. Ngoài ra, vị cấp trên trong nhà họ Quân có biết không? Ôi! Lý Khiếu Phong khoát tay áo, rất bất đắc dĩ. Vị ấy! Trấn Đông Hải thực tại không biết bí mật này hỏi. Cậu đã nghe nói về Quân Nguyệt Linh chưa? Lý Khiếu Phong tức giận hừ nói. Không phải là phó thủ tướng Quân chứ? Khóe miệng Cố Toàn không khỏi giật giật vài cái. Cậu đoán đúng rồi, phó thủ tướng Quân Nguyệt Linh thật ra là cháu gái của Quân Nhược Ly. Nếu tính ra thì Đỗ Tử Nguyệt còn phải gọi cô ta là cô. Tuy nói rất ít lui tới nhưng dù sao cũng là tình máu mủ ruột già, bình thường không có việc gì thì không đến nếu cậu thật sự làm gì nhà họ Đỗ, phó thủ tướng Quân không có ý kiến gì sao. Đến lúc đó tôi xem cậu xử lý như thế nào. Lý Khiếu Phong nói. Rút máy bay về. Trấn Đông Hải khoát tay áo, mọi người lập tức ngồi im trên ghế, như già dặn đi rất nhiều, ngơ ngác nhìn bản đồ trên màn hình lớn. Tiểu Trấn, muốn nói một chút, tổ đặc nhiệm A chỉ là một cơ cấu đặc thù của nhà nước mà tôi. Nếu nói về an ninh quốc gia thì uy phong một chút, thực ra ở những tầng quan hệ, tổ đặc nhiệm A cũng chỉ là một ngăn tủ sắt mà thôi. Lý Khiếu Phong nói rất thực tế, Cố Toàn chu mồm thẻ lưỡi, cũng không nói được gì. Lý Khiếu Phong nói chính là tình hình hiện nay của tổ đặc nhiệm A, chẳng nhẽ thật sự có thể thiết diện vô tư ai cũng có thể bắt, đó là không thể có khả năng. Không cần nói đến cán bộ cấp phó nhà nước, chính một lãnh đạo lớn cấp tỉnh như là chủ tịch tỉnh hoặc bí thư tỉnh ủy, tổ đặc nhiệm A muốn động tới cũng phải báo Trung ương phê chuẩn. Không có cách nào, tổ đặc nhiệm A cũng là do Trung ương lãnh đạo, không thể đứng ngoài cuộc. Đương nhiên, chuyên môn của tổ đặc nhiệm A chính là an toàn của đất nước, bình thường không có xuất hiện nhiều với các lãnh đạo cấp cao. Có người địa phương thì có giang hồ địa phương còn có tranh giành. Có tranh giành còn có người chết. Tiểu Diệp, tôi là Trấn Đông Hải, hôm nay tôi thật sự không có cách nào. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như hôm nay tôi biết trọng trách người lãnh đạo trên vai tôi nặng thế nào. Một đất nước, phải cân bằng quan hệ khắp nơi, đó là một trí tuệ lớn lao. Nhưng với vài dòng họ, Trấn Đông Hải tôi không thể giữ cân bằng, đây là tổ đặc nhiệm A không có cách nào khác. Nếu tổ đặc nhiệm A có cao thủ bát đẳng, ít nhất ôi, Tiểu Diệp cậu tự bảo vệ mình đi. Đời này Trấn Đông Hải tôi nợ cậu. Trấn Đông Hải ngồi trên ghế thì thào, đột nhiên đập bàn quát. Mang bình rượu đến. Tôi cũng muốn một lọ. Lý Khiếu Phong nói. Tôi cũng muốn một lọ. Cố Toàn cũng lên tiếng. Tôi cũng muốn. Tôi cũng muốn. Trung A Cô, không nghe nói qua. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu. Tất nhiên mọi người ở đây đều ngơ ngác xem ra cũng chưa nghe nói qua. Trung A Cô vừa thấy thế tự nhiên hiểu. Cạc cạc cười vang một tiếng, có chút xấu hổ, hừ nói. Xem ra, thực sự đã quên tôi, đã quên cũng tốt, hôm nay, Trung A Cô tôi sẽ cho mọi người nhớ kỹ. Chương 1162, chẳng lẽ là cửu đẳng? Diệp Phàm vừa nghe, đều hết sức chú ý đến người này. Cổ nhiên, Trung A Cô vừa nói xong, một chân đá về hướng Diệp Phàm. Chân đó nhìn như đá rất chậm nhưng thực ra nhanh như điện, nháy mắt đã đến trước mặt. Diệp Phàm hết sức tăng tốc, khó khăn lắm để tránh, tuy nhiên, sau lưng vẫn dính một chút cảm giác phía sau lập tức nỏng bóng rất khó chịu. Ừ, Trung A Cô hình như có gì không như ý ừ một tiếng, nhìn Diệp Phàm vài lần hừ nói. Thằng nhóc kia, thật sự có tài, đại hoành chân của lão ít người tránh được. Đại hoành chân, ông già này đối với một người trẻ không ngờ vô sỉ như vậy. Đại hoành chân của ông cơ bản là đánh lén, nhìn như chậm thực ra rất nhanh. Không có mấy người có thể né tránh, khốn khiếp. Lý Khiếu Phong hừ một tiếng, cảm giác bực mình cao nhau một tiếng, không ngờ uống hết bình rượu, đương nhiên là bình nhỏ, khả năng có hai lượng. Tay ông ta vừa nhấc, quát. Mang đến một lọ nữa. Của tôi cũng hết rồi, lại đến một lọ. Trấn Đông Hải uể oải giơ tay nói, một đại tá im lặng đảm đương nhiệm vụ mở rượu phục vụ mấy vị tướng quân trong phòng. Phòng chỉ huy nồng nặc mùi rượu.
trên bàn đầy các chai rượu đã cạn. Rượu Bắc Kinh chính hiệu, không tồi, Tiểu Trấn, uống nửa bình. Lý Khiếu Phong kéo dài giọng nói. Phải uống hết cả bình, nửa bình là xấu xa. Trấn Đông Hải hừ nói. Dũng cảm có phải hay không, mẹ nó, làm bất tử người này là cháu trai Trung A Cô. Lý Khiếu Phong thô thiển mắng hai tiếng, hai người cùng chai uống hết. Hai bình, mang đến. Trấn Đông Hải quát. Tướng quân không thể uống nữa. Người đại tá có chút khó xử khuyên nhủ. Vớ vẩn, cậu cũng muốn quản lý tôi phải cô. Trấn Đông Hải đập bàn, hét lên, mắt đỏ lên. Cho anh ta, chết thì xong hết mọi chuyện. Cố Toàn hừ nói. Trong phòng vang lên giọng hát khàn khàn của các lão tướng quân, bài hát Mãn Giang Hồng. Tiếng hát ngày càng tô, càng lúc càng hùng hồn, càng lúc càng làm phấn chấn lòng người. Sau đó toàn thể quan tướng đều dùng những chai rượu đã hết đập bàn sướng nhịp. Trong phòng vang lên tiếng đập, Trấn Đông Hải đập vang nhất, Lý Khiếu Phong đập mãnh mẽ nhất, Cố Toàn đập cảm xúc mãnh liệt nhất, hình như lệ rơi đầy mặt, còn có. Thật sự có tài, ông lão này, lại đến. Diệp Phàm tức giận hét lớn một tiếng, khai bi thủ nhà họ Lô mãnh liệt xuất ra, quyền trưởng bùng nổ giống như ảo ảnh như công hướng về phía Trung A Cô. Khai bi thủ, cậu là người nhà họ Lô. Trung A Cô hừ lạnh một tiếng, một trưởng đánh sang. Binh! Một trưởng chống chọi, Trung A Cô không chút sức mẻ, Diệp Phàm lùi ba bước dài, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng còn có chút không phục. Không tồi, không tồi, còn có thể đứng được. Trung A Cô liếc mắt một cái, nhưng thật ra khích lệ Diệp Phàm đến. Không tồi cái rắm, lại đến. Diệp Phàm gầm lên, tiểu lý đao xoay tròn đưa ra, quyền cước hướng lên người lão già này. Ừ, phi đao. Trung A Cô cào nhào kêu lên một câu, đồng tử co rút mạnh vài cái, không dám sơ suất, thân mình hướng lên trên tránh giống như con chim lớn, duỗi thẳng chân mà bay lên. Bụp, bụp. Vài tiếng. Phi đao của Diệp Phàm không ngờ bị lão già này dùng bàn chân đá cho chật phương hướng. Tuy nhiên chân Diệp Phàm cũng tới rồi. Trung A Cô vội vàng xuống phía dưới mạnh mẽ đè, thình thịch một tiếng, vẻ mặt ông lão này thật khó nhìn, không ngờ bị Diệp Phàm dùng chân làm cho trên không trung giống như bị bổ nhào rơi xuống đất. Mà Diệp Phàm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trung A Cô. Thật ra trong lồng ngực cậu ta máu tươi đã vọt lên đến yết hầu. Đột nhiên một quả thạch tử đột nhiên đập vào ngực Diệp Phàm. Bụp một tiếng, cơ thể Diệp Phàm đổ ập về phía trước, ngực lập tức sưng lên như cái bánh mì lớn. Đồng thời, cuối cùng không nhịn được, máu tươi trong cổ họng phun ra xa đến mấy mét, lập tức toàn thân đều tung tóe máu tươi, buổi tối dưới ánh đèn trong biệt thự trông thật sự hoa mắt. Dám dùng thủ đoạn với tôi, đây là bài học nho nhỏ cho người không biết gì như cậu, hừ. Giọng Trung A Cô truyền đến lạnh lùng. Lão già chết tiệt này, đến một tảng đá cũng chơi được lợi hại như vậy. Chai rượu rỗng trong tay Lý Khiếu Phong bỗng giơ mạnh lên. Chủ công! Đột nhiên một bóng người từ bụi hoa đi ra, liều chết đá về phía Trung A Cô. Ông nên sớm đi ra, trốn trong đất thoải mái có phải không, hừ. Trung A Cô mặt không thay đổi, chân liền đạp qua một cái. Không ngờ bị bóng đen hai tay nắm chặt không rút lại được. Thái cực nhà họ Trần thật sự có tài, lấy nhu khắc cương, chơi rất thành thạo, hừ, cút ngay. Trung A Cô hừ lạnh một tiếng, chân đột nhiên phát lực, thân mình chấn động, bóng đen trực tiếp bị đá về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vội vàng đón, duỗi hai tay ôm lấy bóng đen, hai người lăn thành vòng tròn, cậu ta hét lớn. Ông đến đây làm gì? Cậu đi mau, để tôi cuốn lấy y. Trần Khiếu Thiên kêu to, giãy giụa đứng lên đánh về phía Trung A Cô. Phải chết cùng chết, Trung A Cô, bố với ông bỏ. Diệp Phàm giống lên một tiếng, tiểu lý đao và lạc bảo tiền hợp phách bắn ra ngoài, người cũng cùng theo Trần Khiếu Thiên đánh hướng về phía Trung A Cô. Hừ, ba ba ba, thình thịch, quyền ảnh bay lên, như ảo anh, hai bên nhanh chóng ra mấy chục quyền chân. Két một tiếng, phía sau lưng Trung A Cô quần áo không ngờ bị xé rách, da thịt cũng lộ ra. Hơn nữa, giống như là chảy máu. Tất nhiên là bị Diệp Phàm tung ra lạc bảo tiền đánh lén làm vỡ ra. Ông ta vẻ mặt khó coi gầm rú nói. Đồ khốn, dám đánh lén bố. Ông lão này nổi giận, một trận quyền cước đi ra, không chút lưu tình. Hai bên lại quyết đấu mấy chục quyền cước, Diệp Phàm và Trần Khiếu Thiên bước chân không thật cùng đánh nhưng vẫn bị vây hãm. Đỗ Phong thấy thế, đánh tiếp,
tuy nhiên Đỗ Tử Nguyệt cũng khôi phục lại, ra quyền về phía Đỗ Phong đánh lại. Còn Đỗ Cử Văn và bốn người Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ cũng hướng toàn bộ ánh mắt về phía Diệp Phàm cùng Trần Khiếu Thiên, hơn nữa Trung A cô cũng lập tức tiếp tục ra quyền. Trần Lão, ông đi nhanh đi. Giọng Diệp Phàm khàn khàn, vì toàn bộ sức lực đã dùng để sử dụng phi đao và lạc bảo tiền. Binh binh binh. Mấy người Vương Triều Mã Hán toàn bộ ngã xuống, trên chân trên người toàn là máu tươi. Đồ chó. Trấn Đông Hải đập tay lên bàn, quát. Thông báo xuống dưới, tiến gần Sơn Trang, nếu Diệp Phàm gặp nạn, bắn hết cho tôi, bắn hết. Tướng quân Trấn, anh phải bình tĩnh. Lúc này, Lý Khiếu Phong kêu lên, Cố Toàn cũng khuyên nhủ. Bình tĩnh cái rắm, bố đây phải lên đoạn đầu đài cũng phải giết đồ khốn này. Trấn Đông Hải gầm lên giận dữ, vẻ mặt tức giận truyền lệnh. Tĩnh vườn. Mấy chục bóng đen cầm súng trường bắn tỉa hiện đại nhất thế giới tiến nhanh đến, một đám người giống như con báo, toàn bộ nhắm ngay vào Tĩnh vườn, đợi mệnh lệnh. Hai bóng đen trong tay còn có ống phóng rocket đề phòng ở xa, vẻ mặt trầm tĩnh. Đêm rất yên tĩnh, trong Tĩnh vườn đánh nhau kịch liệt. Toàn thân Diệp Phàm toàn là máu, dù sao cũng không biết là máu ai, Trần Khiếu Thiên cũng không khác gì lắm. Liều chết điên cuồng che chở phía trước Diệp Phàm. Mà trên người Trung A cô đương nhiên cũng là máu, tuy nhiên, hẳn là máu của chính mình thì ít, tất cả đều là máu của người khác đương nhiên chính là Diệp Phàm và Trần Khiếu Thiên. Đỗ Cử Văn cũng khá dũng mãnh phi thường, cùng Trung A cô đánh hai người Diệp Trần đó là thuận buồm xuôi gió. Bên kia, Đỗ Phong và Đỗ Tử Nguyệt đấu cũng đã phân thắng bại, trên người hai người cũng đầy máu tươi. Đồ chó Trung A cô. Diệp Phàm giống lên một tiếng, đá một cước làm Trần Khiếu Thiên bay lên đến hơn mấy mét, hét. Đi nhanh, tôi phải liều mạng. Thằng nhóc này hét to, xuất ra khí lực cuối cùng đem toàn bộ phi đao và lạc bảo tiền bắn ra ngoài. Thân mình vừa chuyển, như bão tiến về phía Trung A Cô. Thình thịch một tiếng, Trung A Cô một cước vào giữ người Diệp Phàm cảm giác một tiếng động vang lên, nội kinh khí cơ thể đột nhiên thông suốt, nội khí như thủy triều chảy xuôi trong cơ thể. Hình như lập tức tăng lên không ít. Chẳng lẽ đột phá đến bát đẳng? Trong lòng Diệp Phàm run lên, tuy nhiên, trước mắt đang choáng, phải nằm xuống đất. Bởi vì hắn hao tổn hết toàn bộ tinh lực, mà chảy máu cũng quá nhiều. Tuy nhiên, hắn cố gắng để cơ thể nghiêng về một bên ngã xuống, hai mắt căm tức nhìn Trung A Cô. Hắn là dũng sĩ không ngã. Chủ công, Trần Khiếu Thiên chạy đến, liều chết phi thân đánh về phái Trung A Cô. Tốt lắm, tới đây, hai người hôm nay đều ở lại. Trung A cô cười nham hiểm, đạn sắt trong tay bắn ra. Chuẩn bị bắn. Trấn Đông Hải giọng lạnh như băng truyền đến tai mấy chục bóng áo đen. Giết đi. Lý Khiếu Phong ngồi trên sàn nhà, nhắm mắt ngửa đầu, rốc một chai rượu vào miệng. Cố Toàn và Trấn Đông Hải cũng không khác gì, trên mặt không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Bởi vì bắn tức là kíp nổ của Đỗ Tử Nguyệt sẽ nổ. Toàn bộ Sơn Trang đều nổ tung. Không ai có thể sống sót, dù sao, người là thân xác máu thịt, nếu là Trung A Cô. Cũng không thể chống lại sức mạnh của thuốc nổ. Phạm vi bùng nổ của Đỗ Tử Nguyệt là trong một dặm, chắc chắn dưới nền biệt thự đã chôn nhiều thuốc nổ. Vì để giết Đỗ Phong, Đỗ Tử Nguyệt cũng có chút lo lắng. Thật là uy phong, với một hậu bối ông cũng dám ra tay, Trung A Cô ông có phải càng sống càng thụt lùi không? Hừ. Đột nhiên trên mái biệt thự một bóng dáng nhẹ nhàng xuống như lá rụng. Bác cả! Diệp Phàm choáng kêu lên một tiếng, ngã xuống. Tuy nhiên, bị Phí Thanh Sơn ôm lấy, Phí Thanh Sơn không quan tâm việc gì, lập tức kiểm tra thương thế của Diệp Phàm, dùng mấy chỉ đóng kín cáo kinh mạch huyết mạch, thuần thục, lấy trong bao da băng gạc và băng bó. Chương 1163, Thủ trưởng số 1 truyền đạt mệnh lệnh. Lại nhìn Trần Khiếu Thiên, thở dài nói. Ông cũng trung thành hiếm có. Cũng băng bó cho Trần Khiếu Thiên. Trung A cô cầm lấy hai hòn đạn sắt sáng chói, ngơ ngác nhìn Phí Thanh Sơn, Đỗ Tử Nguyệt và Đỗ Phong cũng ngừng tay nhìn Phí Thanh Sơn không dám ra tay. Bởi vì, Trung A cô cũng chưa có động tác, người này chắc chắn là cao thủ cùng thế hệ với Trung A cô. Có vẻ Trung A cô khá sợ người này. Không được bắn. Lý Khiếu Phong và Trấn Đông Hải đột nhiên mở to hai mắt quát lớn. Tới kịp lúc lắm. Thằng nhóc này có phúc lớn, người này là ai? Hình như nghe hắn gọi là bác cả. Cố Toàn nói. Thấy không, Trung A cô hình như có chút sợ người này,
cầm hai hòn đạn làm đạn chơi. Trấn Đông Hải giật mình. Nhìn người này từ trên mái đi xuống, có khả năng là cao thủ cửa ô đẳng siêu hạng nhất. Không thể tưởng tượng được ông ta thân thiết như thế với Diệp Phàm, thằng nhóc này, giấu đủ kín. Hẳn là ở Phật Samoa bên Thái Lan kia chính là vị cao nhân này. Cậy cột chống trời của Trung Quốc chúng ta. Lý Khiếu Phong hai mắt vẫn nhắm, vẻ mặt tôn thời, cực kỳ giống dáng vẻ của một người hâm mộ. Nhìn gì, cút đi. Phí Thanh Sơn nhìn Đỗ Cử Văn hừ nói, nâng chân đá một cái, thình thịch một tiếng. Đỗ Cử Văn bay xa mấy mét, xương cốt chắc chắn bị chặt đứt mấy cái. Còn cả cậu nữa. Phí Thanh Sơn lại giơ chân đá Đỗ Tử Nguyệt ra ngoài. Cuối cùng, cũng không khác gì Đỗ Cử Văn. Nổ chết ông. Đỗ Tử Nguyệt định ấn nút màu đỏ, lắc lắc cái điều khiển. Đồ trẻ con không biết gì, có tác dụng sao? Phí Thanh Sơn có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, tiếng nổ kia tất nhiên là không vang lên. Ông muốn làm gì? Đỗ Tử Nguyệt thì thào. Nói cậu không biết gì đúng là không biết gì, Trung A cô chẳng lẽ sẵn sàng chết sao? Đã bị người ta chuyển đi trước rồi. Phí Thanh Sơn thản nhiên nói. Thiên ưng, ông muốn quản cả việc này sao? Trung A cô vẻ mặt khó coi, nhìn chằm chằm Phí Thanh Sơn, bởi vì Phí Thanh Sơn có biệt hiệu là Thiên ưng. Ông đánh cháu tôi, bảo tôi không cần lo có phải không? Mẹ nó, đến đây đi, chúng là làm mấy chiêu, đã vài chục năm nay. Tôi xem ông có tiến bộ không? Phí Thanh Sơn nhìn Trung A cô. Ôi, thôi vậy, tôi đánh không lại ông. Việc nhà họ Đỗ tôi mặc kệ, hy vọng ông có thể hạ thủ lưu tình, chừa cho nhà họ Đỗ chút huyết thống. Trung A cô thở dài, thu đạn sắt lại. Nhìn tư thế Phí Thanh Sơn từ trên mái biệt thự xuống, biết mình không bằng Phí Thanh Sơn, nếu lao vào chỉ có thể là tự rước lấy nhục mà thôi. Diệp Phàm, cháu nói làm sao bây giờ? Phí Thanh Sơn hỏi. Diệp Phàm cũng đã tỉnh lại, chỉ có điều không có khí lực, trừng mắt nhìn nói. Cháu cùng nhà họ Đỗ cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ có điều cháu đồng ý với Đỗ Phong đòi lại gia sản y được chia, nếu các người đồng ý với giải quyết của tôi, việc này sẽ bỏ qua. Hừ, Phí Thanh Sơn quét mắt nhìn tất cả một các, Trung A cô gật gật đầu, Đỗ Tử Nguyệt và Đỗ Cử Văn bất đắc dĩ cũng gật đầu theo. Đỗ Phong, ông nói đi, có yêu cầu gì? Diệp Phàm hừ nói. Tôi muốn phần đầu của tôi, không nhiều lắm, tôi muốn 3 phần là được. Đỗ Phong cũng hết giận, vợ và con vẫn còn cũng không muốn nhà họ Đỗ suy sụp như vậy, dù sao Đỗ Phong vẫn là người nhà họ Đỗ. Hôm nay tôi thay mặt Lý Trinh giải quyết, Đỗ Phong được 3 phần, Đỗ Cử Văn được 2 phần, còn 5 phần thuộc về Đỗ Tử Nguyệt. Các anh đồng ý không? Trung A cô nhìn mấy người Đỗ Tử Nguyệt một cái. Đồng ý. Mấy người Đỗ Tử Nguyệt và Đỗ Cử Văn gật gật đầu. Nếu đồng ý, việc này cứ như vậy bỏ qua, về sau không được nhắc lại. Hy vọng nhà họ Đỗ các cậu tiếp tục phát triển. Tôi biết, vài chục năm nay nhà họ Đỗ kinh doanh tương đối hỗn tạp, không minh bạch cũng nhiều. Tuy nhiên, trải qua vài chục năm tẩy chẳng, nhà họ Đỗ kinh doanh thực sự đã thay đổi, tôi hy vọng các anh có thể kinh doanh trong sạch. Nói khó nghe, các anh đã sớm bị nhà nước theo dõi rồi, thật sự nếu không biết thu tay, chính mình sẽ hủy chính mình. Nhà họ Đỗ có thể có lỗi nặng với nhà nước sao? Tôi biết, bên ngoài biệt thự này có mấy chục tay súng bắn tỉa đang nhằm vào chúng ta. Tử Nguyệt, tiền của cậu cũng quá nhiều, mặc dù là 5 phần, cũng đến 50 triệu, con cháu mấy đời sau ăn cũng không hết. Trích ra 1 phần, quyên tặng nhà nước đi, tôi nghĩ nhà nước sẽ không theo dõi cậu. Có một số việc nhà nước cũng sẽ có chừng mực và cân nhắc với cậu. Nếu được quá lớn làm cho người ta có cảm giác uy hiếp. Đột nhiên, Trung A cô giống như vừa có dáng vẻ cao nhân, nói một hồi rất có sức thuyết phục. Tôi quyên tặng nhà nước 1 phần. Đỗ Tử Nguyệt nặng nề gật đầu. Bác cả, chúng ta đi thôi, chuyện nhà họ Đỗ để họ tự giải quyết. Diệp Phàm mệt không làm gì được nói. Không phải là chúng ta mà cháu đi đi, tôi có chút việc đi trước. Phí Thanh Sơn thân mình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Cũng như thế để Diệp Phàm trên mặt đất. Trương Hùng xuất hiện, lập tức bảo người đưa Diệp Phàm đến bệnh viện. Trương Hùng ở lại cùng nhà họ Đỗ. Bệnh viện quân y Bắc Kinh. Lúc này Lang Phá Thiên, Tề Thiên, Thiết Chiêm Hùng và tất cả mọi người vẻ mặt lo lắng, trên mặt đất đầy mẩu thuốc lá. Một y tá trưởng tuổi trung niên bất mãn chừng mắt nhìn mấy người nghiện thuốc hừ nói. Tướng quân cũng phải chú ý vệ sinh.
Các anh phải gương mẫu. Rất xin lỗi. Mấy người Thiết Chiêm Hùng có chút xấu hổ, nhìn người y tá cười. Tiểu Trấn, bảo bọn họ dọn đi. Người có quân hàm thiếu tướng khoác áo blue nói với đồng chí y tá trưởng. Viện trưởng, việc này anh không thể làm thành trường hợp đặc biệt. Y tá Trần có vẻ không hài lòng. Lần này là đặc biệt, coi như là ngoại lệ đi. Viện trưởng nói xong câu đó không nói nữa, vẻ mặt nghiêm trọng, trên hành lang lại đi đến vài tướng quân. Thượng tướng Trấn Đông Hải. Tình hình thế nào? Trấn Đông Hải vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm viện trưởng Trương Hoài. Trong này là các chuyên gia nổi tiếng nhất của Tổng quân Y viện Bắc Kinh và các nơi khác, có bọn họ, chỉ cần có chút hy vọng, hẳn là không. Ôi! Trương Hoài không dám chắc chắn. Nếu hắn có việc, giáng chức toàn bệnh viện các anh, hừ. Trấn Đông Hải hừ lạnh một tiếng, cùng mấy người cố toàn ngồi trên ghế, không nói lời nào, hút thuốc, còn có mùi rượu. Vâng. Trương Hoài há miệng thở dốc, chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật. Đây là thủ trưởng số 1 nói, tôi chỉ là người truyền đạt. Sau lưng vang lên tiếng Trấn Đông Hải. Dạ được. Trương Hoài chào theo nghi thức quân đội và vào phòng phẫu thuật. Thủ trưởng số 1, thủ trưởng số 1 của thượng tướng sẽ không phải là chủ tịch nước chứ? Y tá Trần không dài dòng, vội vàng cúi đầu vào phòng phẫu thuật. Lão Trấn, đây là anh giả truyền thánh chỉ, việc này không nhỏ, chúng ta hình như chưa báo cho thủ trưởng số 1 đi. Lý Khiếu Phong hừ nói. Giả một chút cũng không có việc gì, cho bọn họ một chút áp lực, nếu không, thượng tướng như tôi trong mắt bọn họ cũng không coi ra gì, người ta thấy lãnh đạo to hơn. Tới nơi này không phải bộ trưởng thì phải là thủ tướng, thậm chí tổng thống nước ngoài cũng đến đây chữa bệnh. Trấn Đông Hải cười chua xót. Nói cũng phải, ở tầng này, thiếu tướng đầy đất đi, trung tướng không bằng chó, thượng tướng là chó giữ nhà. Tùy tiện đi vào. Không chừng là phó thủ tướng đến, hoặc có một cửa lại là người có lai lịch lớn hơn, có lẽ một trong những người nằm trong bộ chính trị. Tôi và anh thật sự không là gì, ha ha. Lý Khiếu Phong cười gượng hai tiếng, cũng có chút chua xót. Còn mấy người Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên vội vàng nhìn phòng bệnh phía xa. Cúi đầu nhặt mấy mẩu thuốc là. Lão Lang, ông nói một chút, lão Lý nói thật hay giả. Thiết Chiêm Hùng hỏi nhỏ Lang Phá Thiên. Thật cũng là thật mà giả cũng là giả, nửa thật nửa giả. Lang Phá Thiên nhún vai, từ chối không đưa ra ý kiến. Chắc chắn là giả, tuy nhiên cũng có một chút thực, tôi vừa rồi đến đây, thấy Phó Thủ tướng Yến Vân đang kiểm tra sức khỏe. Cửa vừa mở, tôi liếc mắt một cái, bà ta còn trừng mắt nhìn tôi sợ tới mức vội vàng chuồn mất. Trương Hùng nói, đúng không đây, đây là phòng bệnh, phải kiểm tra cũng là phòng trong, bên ngoài là tiếp khách. Hơn nữa có người canh cửa, sao cậu có thể đi vào? Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt không tin, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc nói khoác này. Thật sự thấy Phó Thủ tướng Yến lúc đó đang nằm ở sofa gian ngoài. Một nữ bác sĩ kiểm tra phần eo của bà ta, có thể là mát xa. Trương Hùng nóng nảy, nói to hơn một chút. Mát xa cái rắm. Mấy trò quỷ này gọi là gì, nếu người ta nghe thấy, mũ của cậu cũng có thể bay, hừ. Trấn Đông Hải tức giận trừng mắt nhìn mấy người một cái. Mấy người Thiết Chiêm Hùng nhìn nhau không dám nói gì. Massage cũng không có gì lạ, tôi cũng từng massage ở trong này. Không thể không nói, y tá ở đây là chuyên gia massage, bàn tay nhỏ bé nhưng làm cho người ta rất thoải mái. Lý Khiếu Phong thản nhiên cười nói, vẻ mặt mờ ám nhìn mấy người Thiết Chiêm Hùng một cái đột nhiên hừ nói. Đừng có nghĩ sai lệch, cậu xem xe. Các cậu còn trẻ tuổi vừa nghe đến massage liền nghĩ đến việc kia, đây là tư tưởng không tốt. Đúng, lão Lý nói cũng đúng, đây là massage thật sự. Lang Phá Thiên nhanh chóng gật đầu, vài người đưa mắt nhìn miệng cào nhau, toàn bộ cười vang đi vào nhà vệ sinh. Lão Thiết, hay là chúng ta cũng bệnh, hưởng thụ y tá massage một chút. Trương Hùng cười nói, cả cậu nữa, vừa rồi không nghe lão Lý nói chuyện sao. Thiếu tướng đầy đất. Trung tướng không bằng chó, thượng tướng là chó giữ cửa. Ha ha, như tôi với cậu vào trong này, chỉ có đi cào phân, còn muốn hưởng thụ massage thực sự, massage cái rắm. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Như Diệp Phàm không phải cũng đi sao, hắn sao có thể hưởng thụ. Trương Hùng không phục nói lại. Muốn hưởng thụ cũng dễ dàng, cậu có bản lĩnh. Thấy không, lão Trấn và lão Lý là hai thượng tướng còn làm chó trong nhà, ha ha ha. Lang Phá Thiên nói chuyện,
lập tức đùa Thiết Chiêm Hùng và Trương Hùng, ba người trong nhà vệ sinh vui vẻ, thật ra muốn cho thoải mái một chút. Hừ, đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền đến, ba người Thiết Chiêm Hùng lập tức quay đầu lại, trong lòng thầm kêu toi đời rồi. Chương 1164, quân ủy cãi cọ với tổ đặc nhiệm A. Được, ba thằng mày cho ông lão nhà tao mấy đao thì tao đâm chúng mày mấy nhát xem thế nào. Đột nhiên giọng nói của Lý Khiếu Phong vang lên, ba tên phát hoảng, không kịp che đầu ngồi chồm hổm xuống. Được rồi, thử trốn xem có trốn được không, bây giờ bắt đầu chơi trò trốn tìm nhé. Được, được, được lắm. Nếu phải chơi thì chơi tay không luôn. Tao sẽ khiến cho chúng mày không chết cũng thành phân. Ba đứa chúng mày nghe cho rõ đây, tao lệnh cho bọn chúng mày ngồi trong đó phải ngồi xổm, không được thay đổi vị trí, không được đứng lên, nếu không thì quân pháp luận tội. Vẻ mặt Lý Khiếu Phong nghiêm túc, nói xong liền quay đầu đi. Được rồi. Ba giọng nói của ba người ngồi xổm vang lên. Thật xúi quẩy. Ba người ngồi xổm nói nhỏ. Mãi đến trưa ngày hôm sau. Viện trưởng Trương mở cửa ra. Thế nào? Trấn Đông Hải vội vã hỏi. Tình hình tốt đẹp cả, chỉ có điều máu chảy hơi nhiều, có ít máu truyền vào thì tốt hơn. Về phần xương thì bị nứt mấy cái, vấn đề cũng không đến nỗi quá trầm trọng. Chỉ có điều vết thương bên ngoài khá nghiêm trọng, da bị xây xước nhiều chỗ, bây giờ đã khâu lại rồi. Phỏng chừng nội thương cũng khá nghiêm trọng, nên nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên cũng phải theo dõi tình trạng cơ thể anh ta, nếu có sức khỏe thì hồi phục nhanh, nếu không thì có lẽ cũng phải mất mấy tháng. Viện trưởng Trương nói, không sao cả, chỉ cần còn sống là được, ha ha. Trấn Đông Hải vẻ mặt tươi cười, liếc mắt nhìn viện trưởng Trương một cái rồi cười nói. Mọi người thật vất vả, anh cho tôi gửi lời thăm hỏi nhóm các bác sĩ y tá nhé. Chuyện của anh ta nhờ cả vào các vị, tôi có việc phải đi trước đây. Đoàn người của Trấn Đông Hải vội vàng ra đi, tổ đặc nhiệm A có rất nhiều chuyện ở khắp nơi phải giải quyết, không thể ở lại bệnh viện lâu được. 5 ngày sau tại tổng bộ của tổ đặc nhiệm A. Đúng là thằng cha đó vừa làm cho tổ đặc nhiệm A chúng ta buôn bán lời được nhiều. Đỗ Tử Nguyệt đã chốt sổ sách của chúng ta lại rồi. Cố Toàn tươi cười nói. Ông Cố, ông thật đúng là ăn cây táo lại rào cây sung, lần này chuyện quan quân ủy chó chết nữa, bọn họ ra đòn gì? Không ngờ bọn họ dám nghiêm mặt nói mình cũng ra đòn. Ra đòn gì mà mấy chục khẩu súng chỉ vây đứng xem ở ngoài, không ngờ được chia 200 triệu mà cũng không biết xấu hổ. Trấn Đông Hải nhăn mặt trước mặt tướng quân Cố Toàn, bởi vì Cố Toàn là cán bộ được cắt cử chú quân tại tổ đặc nhiệm A, thật ra chẳng khác gì là thám tử quân ủy. Ha ha, ông Trấn, tôi đã làm hết sức rồi, ban đầu bọn họ nói phải chia một nửa. Hơn nữa còn nói là bộ đội của bọn họ tùy ý để ông sai bảo, phí nhân công, tiền xe quân đội, phí thông tin, phí súng ống, còn có phí dụng, tổ đặc nhiệm A chúng ta nên chia tiền là vì thế. Hơn nữa, khoản tiền đó cũng là do nhà họ Đỗ người ta cấp cho, chúng ta đúng là buôn bán lời còn gì. Họ còn nói là tổ đặc nhiệm A có được vài người tham dự. Còn không bằng người bên bọn họ tham gia, chia nhiều tiền như vậy để làm gì. Cố Toàn cười khổ, nhưng ông ta có vẻ như không chịu nổi. Bên trong tổ đặc nhiệm A còn có người không có cảm tình với ông ta, thậm chí có chút bài xích, cho rằng việc cắt cử quân ông ta ở lại thực ra là giám sát người ta. Mà bên quân ủy ông ta lại bị nhóm ủy viên trách cứ, nói là ông ta không thể hiện quyền lực của quân ủy, để tổ đặc nhiệm A thu mua thoải mái cây cỏ đầu tường. Rất khó cho Cố Toàn. Người không phải hai đầu mà. Thôi vậy, tôi biết ông cũng khó khăn, 200 triệu thì thôi bỏ đi vậy. Thực đúng là xui chết mẹ nó, mất trắng 200 triệu, đúng là một đám rút ra người. Trấn Đông Hải mắng thành tiếng. Tuy nhiên khoản tiền kia có chia ra mà, thỉnh cầu hắn chia cho một ít. Đương nhiên hắn không phải nhét hầu bao mình mà bảo chúng ta chuyển tiền đến Bộ Công an, từ Bộ Công an trực tiếp rút cho Cục Công an thành phố Ngư Đồng. Cố Toàn thản nhiên cười nói. Ra vẻ vui vẻ. Hắn có muốn nhét vào túi riêng thì cứ cho hắn nhét, 10 triệu tôi cũng cho. Tuy nhiên việc cho Cục Công an thành phố Ngư Đồng thì không nhất thiết phải làm. Thành phố Ngư Đồng rất giàu, tiền bạc không thiếu, cần gì tổ đặc nhiệm A chúng ta mò đến, cũng là ăn cây táo, rào cây sung, hừ. Trấn Đông Hải thiếu chút nữa buông xuôi, tức giận hừ một tiếng. Thật không để cho, chuyện đó thôi đi, tôi với hắn nói chuyện. Cố Toàn thản nhiên cười nói, ông ta biết là Trấn Đông Hải chỉ nói vậy thôi. Thôi vậy, cứ cho 10 triệu đi ăn cây táo,
rào cây sung thì đúng là tức quá. Chuyển tới Bộ Công an bảo họ trực tiếp chuyển cho Cục Công an thành phố Ngư Đồng, không cần qua tỉnh và Cục Tài chính thành phố, tránh khiến cho người ta lại vơ vét của dân sạch trơn giống như đi càn quét, kiểu này thì không tức không được. Trấn Đông Hải tức giận đến nỗi khóe miệng giật giật, ông ta bất đắc dĩ khoát tay áo. Chuyện này đúng là ăn chặn vơ vét của dân sạch trơn. Đây là một kiểu quy tắc ngầm, mặc dù chúng ta là tổ đặc nhiệm A thì cũng không thể phá vỡ quy tắc này. Một mặt đất thổi lên sợ không ăn được cả không khí, ha ha, bộ hộ thời xưa rót xuống 10.000 lượng bạc, vận chuyển bằng đường sông thì đến bờ sông đã mất bớt một nửa rồi. Xuống đến tỉnh, đến phủ, đến huyện thì 10.000 hai còn lại 1.000 hai. Cuối cùng đến bờ đê mà còn được 500 hai cũng là tốt lắm rồi, ha ha, bây giờ thì tốt hơn nhiều, tiền có thể còn nguyên. Cố Toàn thật ra chỉ lý giải hiện tượng này mà thôi. Ôi, tầng tầng lớp lớp, cấp trên không có tiền, cũng chỉ có thể làm liều như vậy thôi. Trấn Đông Hải thở dài. Ông ta liếc mắt nhìn Cố Toàn một cái, vừa cười vừa nói. Nghe nói biểu hiện của Đỗ Phong cũng không tồi, đưa tới 100 triệu. Đỗ Tử Nguyệt nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, chuyển ngay vào tài sản của công ty thành viên. Tôi đánh giá số tiền đó không chỉ là 4 tỷ đâu. Chuyện đó là đương nhiên, Đỗ Tử Nguyệt chia tiền đều cho bên ngoài thấy được, như vậy trước khi chia xuống dưới thì anh ta ít nhất đã cất giấu 2 tỷ rồi. Cho nên tính đi tính lại thì anh ta vẫn chiếm được miếng to. Về điểm này thì Đỗ Phong và Đỗ Cử Văn không có cách nào cả. Đó là tình hình về khoản tiền kia, nếu chúng ta không để ý nhìn thấy ngay thì chắc là Đỗ Tử Nguyệt còn có thể giở thủ đoạn ra nữa ấy chứ. Tuy nhiên, hình như Đỗ Phong cũng rất hài lòng. Nghe nói anh ta xuất ra 500 triệu để thể hiện lòng biết ơn, trực tiếp đưa chi phiếu đặt vào tay Diệp Phàm. Hơn nữa, anh ta còn cẩn thận nói rằng trong số 500 triệu đó thì có 300 triệu là cho Diệp Phàm, còn lại 200 triệu để Diệp Phàm tự ý chia chác. Ông đoán xem Diệp Phàm xử lý việc chia chác như thế nào. Cố Toàn thản nhiên cười có vẻ hơi bí hiểm. Chia chác như thế nào chứ, chắc không chia cho tôi mấy chục triệu chứ, nếu như thế thì thật là lạ đấy. Trấn Đông Hải tức giận hừ một tiếng rồi nói. Hắn gọi Lang Phá Thiên và Trương Hùng đến, nói là chia đều toàn bộ, cả 300 triệu kia hắn cũng không muốn lấy hết, nhìn thấy tiền cũng chưa hề nháy mắt. 300 triệu kia mà, cả tôi cũng phải đỏ mắt thật ấy chứ. Cố Toàn cười nói. Lang Phá Thiên và Trương Hùng chắc chắn không đồng ý đúng không? Hơn nữa, Đỗ Phong chắc chắn cũng không đồng ý phải không, ha ha. Trấn Đông Hải cười nói. Ông đoán đúng thật đấy, tình cảm mấy anh em họ thật tốt. Lang Phá Thiên nói, số tiền 300 triệu đó là do Đỗ Phong đưa riêng cho Diệp Phàm nên không thể động tới, chỉ là của Diệp Phàm thôi. Còn lại 200 triệu thì để Diệp Phàm quyết định. Cố Toàn cười nói, quyết định như thế nào? Trấn Đông Hải liếc mắt nhìn Cố Toàn một cái, như thoáng chút suy nghĩ, cười nói. Ông sợ là tôi cũng có phần chứ gì? Ừ, bảo Diệp Phàm chia cho Trần Khiếu Thiên được 50 triệu. Bác hắn là Phí Thanh Sơn cũng được Diệp Phàm đưa cho 50 triệu. Lang Phá Thiên và Trương Hùng mỗi người 20 triệu. Tôi, ông và ông Lý, Thiết Chiêm Hùng và Chu Khải trợ lực ở phương diện trinh sát, nhóm quân tướng trong tối ngày hôm đó được phân công không bắn một phát súng nào, rồi nhóm tập kích cũng được trợ cấp 100 ngàn. Đủ rộng rãi chứ, 200 triệu toàn bộ đều phân chia hết cả. Cố Toàn trầm mặt xuống, cười nói. Vậy việc thu quản lý phí kia không làm ư? Trấn Đông Hải không ngờ chưa quên việc này, hỏi. Có thu toàn bộ 10 phần. Trên thực tế rơi vào hầu bao chúng ta được thêm 10.000 nữa, còn khoản thuế khấu trừ nữa, áng chừng có khoảng 2 triệu trong hầu bao. Cố Toàn không ngờ cũng có chút đau xót nói. Thuế này đúng là ăn thịt người. Trấn Đông Hải cũng cười thành tiếng, vừa đưa mắt nhìn Cố Toàn một cái vừa cười nói, khẳng định chắc chắn ông này trong lòng chắc tiếc đứt gan đứt ruột, đến 300 triệu, ha ha. Quản lý phí chỉ có 30 triệu, tiền thuế kia cũng chỉ có vài triệu, còn lại 200 triệu, đúng là nhiều tiền thật. Trấn Đông Hải cười nói, vẻ mặt đắc chí vì người khác gặp họa. Đó là chẳng qua quản lý phí chúng ta phải thu thôi, thật ra, thị xã thành phố không tính nhiều, chúng ta phải lấy danh nghĩa quốc gia để bọn họ viết hóa đơn chứng tỏ hợp pháp, chứng tỏ khoản tiền này là tiền thu vào hợp pháp, vân vân. Bằng không ủy ban kỷ luật không tìm bọn họ gây phiền toái mới là. Cố Toàn ra vẻ thản nhiên, Trấn Đông Hải âm thầm tức trong bụng nhưng cười nói. Ông Cố, ông xuống tay còn độc hơn cả tôi đó. Ha ha,
đều là vì nước nhà cả thôi. Cố Toàn bình tĩnh mỉm cười, Trấn Đông Hải đột nhiên cảm giác như nuốt phải ruồi. Mẹ nó chứ, đúng ăn độc thật, ăn thịt người chứ còn gì nữa. Mất trắng đi mấy triệu, chỉ có quản lý phí và thu nhập từ thuế, vân vân, chỉ được có vài triệu chứ mấy. Chó chết, như vậy là đạo lý gì chứ? Lang Phá Thiên ngồi trên ghế mắng chửi không ngừng. Đúng là nói xong, lão già Cố Toàn lúc ấy còn cười nói với tôi. Quản lý phí là do thủ trưởng Trấn đề xuất, ông ta chỉ chấp hành mà thôi. Lúc đó thủ trưởng Trấn còn nói là đề xuất ba thành phố, ông ta còn van xin hộ, cuối cùng phải thương lượng thông qua bộ máy đảng ủy, quyết định là một thành phố. Đúng là đồ chó má nhỉ. Chuyện thu quản lý phí còn chứng tỏ đó cũng là thu nhập từ thuế, đúng là ăn thịt người. Khuôn mặt của Trương Hùng cũng lộ vẻ đau đớn. Chương 1165, cũng không ngoài chuyện trai gái. Không ngoài chuyện tình cảm nam nữ đổ vỡ, lúc ấy Đỗ Cử Văn không phải nói hắn không phải người nhà họ Đỗ đây ư. Chẳng lẽ Đỗ Cử Văn là con riêng của Đỗ Trần Đích? Diệp Phàm cảm giác buồn bực. Có khả năng là con riêng, nhưng cha nuôi của Đỗ Cử Văn tên là Lạc Hồng Trần, mà Lạc Hồng Trần lại là sư phụ của bốn người Vương Hướng, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ của nhà họ Đỗ. Hình như Lạc Hồng Trần có quan hệ gì đó với mẹ của Đỗ Tử Nguyệt, chắc không phải là Đỗ Cử Văn là con của Lạc Hồng Trần và Quân Thu Giao chứ. Đỗ Tiếu Trạch bắt người trong nhà nuôi đứa con, mà dã tâm của Đỗ Cử Văn rất lớn, xem kế hoạch của hắn được thiết kế vô cùng hoàn mỹ. Chẳng những Đỗ Phong nằm trong vòng hãm hại của hắn mà ngay cả Đỗ Tử Nguyệt hắn cũng muốn hại. Như lời hắn nói, muốn biến họ vừa điếc vừa câm, toàn thân tê liệt, miệng không thể nói, tay chân không thể cử động, hoàn toàn biến thành phế nhân. Người này công lực rất cao, tâm cơ càng sâu, hết sức lợi hại. Lang Phá Thiên thật ra lại tỏ vẻ khâm phục. Người này thực lực cũng xấp xỉ tôi, nếu tôi sử dụng phi đao thì có lẽ có thể bắt được hắn. Không thể tưởng tượng được nhà họ Đỗ lập tức đẳng cấp trở nên mạnh như vậy. Trung A cô thì không cần phải nói, đó không phải là người nhà họ Đỗ, mà thực lực của bọn Vương Triều Mã Hán cũng không kém. Thủ trưởng Trấn hình như cũng có chút lo lắng cho sự an toàn của nhà họ Đỗ. Diệp Phàm thản nhiên nói. Thật ra, hình như có quan hệ gia tộc với lục tôn của Trung Hoa, nhà kia không có chuyện trải qua 2-3 giai đoạn, chỉ là người ta bình thường bất hiện sơn, bất lộ thủy. Như lần này, mọi người tuyệt đối không thể tưởng tượng được lão già vừa câm vừa điếc này chính là một vị cao thủ bát đẳng, hơn nữa còn giống như là đạt được hạng cửu đẳng, bậc cao thủ hạng cao nhất. Lang Phá Thiên đưa mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cười bí hiểm nói. Người anh em à, người từ mái nhà lao xuống dưới chân lão già chào hỏi rồi xưng đại bá rốt cục có lai lịch như thế nào? Trương Hùng đứng bên cạnh cũng giỏng tai lên nghe ngóng. Ha ha! Diệp Phàm cười gượng một tiếng, không đáp. Khiến cho Lang Phá Thiên và Trương Hùng đều rất buồn bực. Thằng nhãi này nóng nảy, nói với vẻ hung dữ. Cô bé nhà họ Đỗ kia dáng vẻ không tồi, đã từng gặp chưa vậy? Chưa hề, không có liên quan gì đến tôi cả. Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng rồi nói. Hắn còn nhìn ngó ngoài cửa vì không muốn nói đến chuyện phụ nữ. Bởi vì Kiều Viên Viên mấy ngày nay cả đêm ngày đều cực nhọc vất vả hầu hạ hắn mà không hề nghỉ ngơi. Sợ cô nghe thấy việc này thì không phải là tự tìm đến phiền toái sao, biết hắn có tính trai gái lại sinh ra hiểm nghi. Thôi vậy, không nói chuyện này nữa. Tuy nhiên vừa rồi khi vào thì xuất hiện một người. Lang Phá Thiên cười nói. Ai, không phải lại là phó thủ tướng gì đó đấy chứ? Diệp Phàm thản nhiên nói. Không phải, người ta muốn tìm người, đó chính là tư lệnh viên Trần Khải Việt, quân khu Lam Kinh. Vừa rồi tôi giả vờ hỏi thăm một chút thì hình như là chân có chút khó chịu, lúc đi đường hình như bị đau. Phỏng chừng đã bị mấy ngày rồi, ông ta rất quật cường, vẫn không chịu nằm viện mặc dù lãnh đạo quân ủy cưỡng ép ra lệnh bắt phải vào viện. Lang Phá Thiên như cười như không. Diệp Phàm, em rửa chân cho. Lúc này Kiều Viên Viên bưng chậu nước bước vào. Có muốn chúng tôi tránh mặt đi một lát không? Trương Hùng vẻ mặt mờ ám, cười nói. Kiều Viên Viên đỏ mặt lên, hừ nói. Tránh cái gì, lại muốn gì đây, hừ. Vậy thì thoát thôi, chúng ta đi. Lang Phá Thiên cười một tiếng rồi cùng Trương Hùng bước đi. Đồ không đứng đắn, hừ. Kiều Viên Viên liếc mắt nhìn theo. Viên Viên thật tốt. Lang Phá Thiên thở dài với vẻ mặt thèm muốn. Đương nhiên là tốt rồi, cậu nhìn thấy không, anh Diệp nằm viện căn bản là được hưởng thụ.
Bên này có cô y tá xinh đẹp massage cho, bên kia còn có kiểu viên viên mỗi ngày hầu hạ. Mẹ nó chứ, anh ta quá sướng so với cậu và tôi. Tôi cũng muốn bị bệnh nặng xem sao. Trương Hùng nói với vẻ chua xót. Cũng thật là lạ, chị Kiều bình thường rất cao ngạo. Hơn nữa chị ấy còn rất xinh đẹp, trước kia hồi còn ở trường nghe nói là hoa khôi. Ôi, anh Diệp thật đúng là có phúc. Lang Phá Thiên thở dài. Cải trắng ngon thì toàn bộ đều cho lợn ủi, còn có cả Phượng Khuynh Thành. Người ta bây giờ là giáo viên Đại học Bắc Kinh, hai giáo viên đều cho một mình anh ta dùng, mẹ nó chứ, cậu và tôi đều không có được vận may này. Trương Hùng không kìm nổi mắng một câu. Ừ, người ta có bản lĩnh, chuyện này nắm tay lớn chính là đạo lý, ngay cả nhóm giáo viên cũng thích. May mắn là việc này được giữ bí mật, cô bé nhà họ Phượng kia không tới. Nếu không, biết được thì đồng chí Ngưu tìm việc vui, ha ha. Lang Phá Thiên cười phá lên, quay đầu lại nhìn, nhanh chóng dừng lại mới nhớ ra rằng ở tầng này thì không thể lớn tiếng ồn ào bởi bên trong đều là các quan lớn của nhà nước đang dưỡng bệnh. À, cô bé của anh ta kìa. Trương Hùng đột nhiên chỉ vào cách đó không xa, y có chút ngạc nhiên ngây cả người. Lang Phá Thiên dương mắt nhìn kỹ, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Gã nói. Chúng ta đi mau, nói Tào Tào đi ra. Người anh em, cậu tự cầu nhiều phúc đi, bạn hữu không hầu hạ. Hai người cười mờ ám rồi chạy nhanh như là chạy nạn. Tôi tên là Phượng Khuynh Thành, Diệp Phàm là bạn tôi muốn vào thăm, phiền anh nói dùm. Phượng Khuynh Thành khoác áo choàng, mang chiếc quần màu xanh nước biển rộng thùng thình, cô nói với hai người đội viên tổ đặc nhiệm A. Không có chứng cứ thăm viếng thì không có bất cứ ai được vào. Một người thanh niên trong số đó đứng thẳng tắp, lạnh lùng nói. Tôi là người yêu anh ấy, anh đi vào nói một tiếng. Phượng Khuynh Thành tức giận hừ một tiếng, nói. Là người yêu ư, cô nàng này, không thể nói như vậy được, bên trong còn có một người, hình như cũng là. Người thanh niên không phòng bị, lỡ miệng nói. Là Kiều Viên Viên có phải không? Mắt Phượng Khuynh Thành mở to, có vẻ tức giận. Chuyện này cô cũng biết. Xem ra cô cũng thành thật, để tôi đi hỏi xem. Thái độ của người thanh niên thay đổi, đi vào hỏi một câu, không lâu sau cửa mở, Phượng Khuynh Thành bước vào. Đặng Hải Bình, sao cậu lại để cho cô ta vào, không phải là thêm rách việc sao? Một đội viên tổ đặc nhiệm A hỏi. Ha ha, đồng chí Vương Cát, không cần lo lắng gì đâu, chẳng lẽ bắt không được hai cô gái sao? Người ta nhiều bản lĩnh, cậu có thấy không? Cô nàng này khẳng định cũng rất có thân thế, khí chất kia phú quý giống trời sinh, chúng ta đắc tội không nổi đâu. Nếu đó thật sự là người yêu của anh ta thì cậu ngẫm lại xem, chúng ta ngăn chặn, về sau cô ta thành phu nhân của Diệp Phàm, chúng ta sẽ phải ngồi xổm chờ đợi trong sự ghẻ lạnh. Giao Hải Bình hắng giọng cười nói. Cũng đúng, lãnh đạo rất nóng tính, lại không được đắc tội với phu nhân, nếu không thì gió thổi qua, cả hai chúng ta xong đời. Vương Cát dùng mình một cái. Đưa mắt liếc một vòng xung quanh như tên trộm. Tôi cũng đang bực đây. Thủ trưởng Lang sao lại phái hai chúng ta đến bảo vệ một vị quan địa phương, lạ thật. Giao Hải Bình nói. Nói cho cùng, hai chúng ta trong vệ đoàn tốt xấu gì cũng là quan, cậu phụ trách một đoàn, tôi phụ trách hai đoàn. Quân hàm cũng có cấp bậc cả, đẳng cấp rồi tới tứ đẳng, thiếu chút nữa là ngũ đẳng rồi. Trong đoàn cảnh vệ. Ngoại trừ thủ trưởng Lang và một vài cao nhân bên ngoài coi như là đại cao thủ, bình thường tất cả đều là phụ trách đảm bảo sự an toàn cho các vị lãnh đạo tối cao, ít nhất cũng phải cấp phó quốc mới được. Nghe nói người này chỉ là một cán bộ địa phương cấp phó giám đốc sở, như thế nào cũng không thể tới phiên chúng ta phải ra tay bảo vệ. Tuy nói người này nắm tay lớn, võ công rất cao, nhưng có vẻ như cũng không có thân thế cho lắm. Vẻ mặt của Vương Cát cũng có vẻ không hiểu. Theo cấp bậc chính trị mà nói, phó giám đốc sở so với quân đội thì cũng không khác gì cán bộ cấp sư đoàn. Đó là so với cấp thượng tá của hai chúng ta thì hơn một chút. Tuy nhiên, nếu chúng ta đồng ý về làm bộ đội địa phương thì chỉ cần bật người cũng có thể một bậc lên đến cán bộ cấp sư đoàn. So sánh với anh ta thì cũng cùng cấp, buồn cười thay, hai chúng ta lại biến thành người gác cửa, anh ta lại thoải mái nghỉ ngơi, thật đúng là bực mình. Giao Hải Bình nói thầm, có vẻ rất bất mãn. Đoàn cảnh vệ chúng ta bị người ngoài gọi là ngữ lâm quân kinh thành, nhân tài đông đúc, một đám người tài năng, gan dạ sáng suốt hơn người, trung thành tuyệt đối, mỗi người đều được thẩm tra chính trị kỹ càng, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn.
bảo chúng ta đến giữ cửa cho một quan chức địa phương thì có vẻ như không tài nào hiểu được, có lẽ nào đây là người thân thích của thủ trưởng lang. Cậu không phát hiện ra ư, bình thường thủ trưởng lang lười ra cửa, gần đây thì tới thường xuyên, cơ bản là ngày nào cũng dạo một vòng đến đây. Mấy ngày nay có không ít thượng tướng trung tướng đến thăm dò bệnh tình, ai cũng có quân hàm cao đến kinh người. Người này không phải là có quan hệ gì với trung ương đó chứ? Giọng nói của Vương Cát gượng gạo. Đừng tán dóc, cậu không thấy sao, thủ trưởng Trấn cũng tới. Hơn nữa, cả thủ trưởng lang khi bảo chúng ta tới còn nói với chúng ta mấy lời không hiểu ra làm sao cả. Vương Cát, Hải Bình, người này nhất định phải tôn kính, đối đãi giống như các vị ở trung ương. Hai cậu phải bảo vệ thật cẩn thận, nếu lộ ra thì hai cậu chứ chờ đó mà ra tòa án quân sự. Giang Hải Bình nhại theo giọng của Lang Phá Thiên khiến Vương Cát muốn bật cười. Tuy nhiên bọn họ không dám cười. Một cán bộ ngồi một chỗ thì có thể mang lại ưu đãi gì cho chúng ta chứ, thật đúng là buồn cười. Vương Cát vui vẻ. Thôi vậy, đừng tán chuyện nữa. Chúng ta cứ chấp hành nhiệm vụ đi. Hơn nữa, thân thủ người này cả tôi và cậu tối hôm đó cũng đã từng chứng kiến rồi. Trương Hùng bị tên Đỗ Cử Văn kia đá một cước bay đến 7-8 mét. Vậy mà Bí Thư Diệp lại dám cùng so tài ngang sức với Đỗ Cử Văn. Hẳn là anh ta cũng có thân thủ lục đẳng, có lẽ đúng là sư đệ của thủ trưởng lang. Đặng Hải Bình nói. Phượng cô nương, cô đã đến đây rồi thì ngồi xuống đi. Diệp Phàm ngồi trên chiếc ghế ở gian ngoài, một chân còn ngâm vào chậu nước thuốc. Âm thầm nhỉ, anh bị thương cũng không nói cho tôi biết. Phượng Khuynh Thành hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Kiều Viên Viên một cái. Cô cố ý chuyển mình, ngồi xuống cạnh Diệp Phàm. Tôi mát xa cho anh. Kiều Viên Viên cũng thản nhiên quét mắt liếc Phượng Khuynh Thành một cái, ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho Diệp Phàm. Trái lại Phượng Khuynh Thành mặt tự nhiên xám lại, hừ nói. Đại tỷ Kiều của chúng ta từ bao giờ lại phải xoa bóp chân cho đàn ông thế này? Khanh khách, xoa bóp chân cho anh Diệp thì tôi sẵn lòng. Hơn nữa có không ít cô gái muốn được xoa bóp chân cho anh Diệp. Một số người còn không có được cái phúc này đấy. Kiều Viên Viên thản nhiên nói, tay cầm chân Diệp Phàm, quỳ xuống đặt trước ngực mình nhẹ nhàng xoa bóp. Đồng chí Diệp Phàm tất nhiên là phản xạ đầu tiên là muốn rút chân về, tuy nhiên lại bị Kiều Viên Viên trừng mắt lên nhìn nên không dám hành động gì. Anh Diệp, tôi cũng xoa bóp cho anh. Phượng Khuynh Thành đột nhiên tức giận, cởi bỏ áo khoác, cũng ngồi xổm xuống ôm lấy chân còn lại của Diệp Phàm xoa bóp. Tuy nhiên Kiều Viên Viên người ta riêng việc xoa bóp đã được huấn luyện ở trường. Còn Phượng Khuynh Thành thì cứ trà sát lung tung, thật ra là cô cầm lấy chân Diệp Phàm xoa bóp cho đỡ tức. Đối với Diệp Phàm thì phải dùng tới từ miêu tả chuẩn xác nhất là đang ở thế nước sôi lửa bỏng. Kiều Viên Viên bên này gây khó dễ, Phượng Khuynh Thành bên còn lại cũng bóp nặn, tất nhiên là đau đớn, thằng nhãi này cố nhịn. Tuy nhiên, không lâu sau, phỏng chừng là Kiều Viên Viên cũng tức giận. Bởi vì Diệp Phàm cũng có đáp lại cô, hình như cũng mịt mờ thừa nhận cô là bạn gái hắn. Khi Phượng Khuynh Thành tới thì thằng nhãi này không ngờ còn muốn dẫm chân lên hai thuyền, không dám nói ra quan hệ của hai người. Cho nên Kiều Viên Viên cũng hận, mát xa chân thì trở thành bóp chân. Kiều Viên Viên còn có thêm bản lĩnh tứ đẳng, tay cô ra lực rất mạnh khiến Diệp Phàm ra sức vận lực che chở cho cái chân của mình, tuy nhiên vẫn đau đến mức muốn kêu toáng lên. Thằng nhãi này thật sự không nén nổi liền hô lớn. Hai người có ý định làm gì đây? Rốt cục là xoa bóp chân hay là gây sức ép cho tôi? Đi cả đi, để tôi yên tĩnh suy nghĩ một chút. Cô em Phượng à, còn chưa đi ư, tôi còn phải ở lại giúp đỡ anh Diệp vài ngày. Mỗi tối tôi đều cùng ngồi với anh ấy, cô nhìn thấy không, giường bệnh kia đều là giường đôi. Trên mặt Kiều Viên Viên hơi ửng hồng, ngay cả những lời đó cô cũng dám nói ra. Không thể nào. Diệp Phàm vội vàng giải thích, tuy nhiên, nửa câu sau bị Kiều Viên Viên trừng mắt nhìn nên không thốt nên lời. Phượng Khuynh Thành đương nhiên không ngốc, vừa nghe thấy đã hiểu ngay, cười khanh khách nói. Đại tỷ Kiều à, nếu chị đã ở lại mấy tối rồi, thì hình như không còn giữ được mình nữa rồi. Chuyện này nói lên điều gì, nói lên rằng chị không có sự hấp dẫn, chung giường chung gối mà vừa giáp xong đã rời rồi, chuyện đó cũng quá có sức thuyết phục. Tối nay để tôi hầu hạ anh Diệp xem thế nào nhé. Phượng Khuynh Thành hơi bị kích động nên nói mạnh, cái gì cũng nói được. Cô nói xong mới nhớ tới lời này giống như thời điểm đó, nhất thời xấu hổ đến nỗi đỏ mặt lên. Được, cô có bản lĩnh thì bây giờ dâng mình cho tôi xem.
Kiều Viên Viên chu miệng nói. Chị làm mẫu trước cho tôi xem đi, tôi muốn học tập chị. Phượng Khuynh Thành phán pháo. Hai cô nàng mặt nóng bừng, tức giận đến nỗi những gì bình thường xấu hổ không dám nói thì giờ phun ra hết. Diệp Phàm tất nhiên là đầu lớn như trâu. Các cô có biết tư lệnh Trịnh Khải Việt quân khu Lam Kinh không? Diệp Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Biết ư, Luyện Luyện nhà họ là bạn tốt của tôi. Kiều Viên Viên có vẻ hơi đắc ý, nhìn Phượng Khuynh Thành mà nói, Trần Luyện Luyện chính là con gái tư lệnh Trần. Khanh khách, Trần Luyện Luyện còn là bạn cùng lớp đại học ở Đại học Yến Kinh với tôi, còn ở cùng phòng ký túc xá, tôi giường tầng trên, cô ấy tầng dưới. Phượng Khuynh Thành liếc nhìn Kiều Viên Viên một cái, mỉm cười. Vậy là tốt rồi, tôi đang muốn tìm tư lệnh Trần, chúng ta đi thăm dò xem thế nào. Diệp Phàm cười nói, hắn cứ nói sang chuyện khác, hơn nữa, nếu hai cô gái này đều có quan hệ không tồi với Trần Luyện Luyện thì có lẽ tư lệnh Trần cũng có biết họ. Cho nên để hoàn thành lời hứa với Mai Phán Nhi, có thể dựa thế thì vì sao không dựa? Diệp Phàm tính toán trong bụng. Y tá đẩy xe lăn tới. Không ngờ Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành đều giơ tay đẩy đồng thời, hai người rằng có chiếc xe lăn. Hai đội viên tổ đặc nhiệm A đứng một bên lập tức trợn tròn mắt. Chương 1166, cậu cũng dám nhúng tay vào việc quân. Trái phải mỗi bên một người, chiếc xe này ngã lộn ngược bây giờ, hai cô đẩy mà nó không chuyển động thì gọi bọn họ lại đẩy vậy. Diệp Phàm thản nhiên bật cười ha hả. Hừ, Kiều Viên Viên buông lỏng tay. Chạy về phía bên trái xe. Bên phải xe là Phượng Khuynh Thành, chiếc xe lăn nhưng cũng chuyển động. Kiều Viên Viên đột nhiên thốt lên một câu không hiểu ra làm sao cả, cô cười nói. Anh Diệp à, trong triều đình thời xưa thì quan văn ở bên trái, quan võ ở bên phải có phải không? Ừ. Diệp Phàm lên tiếng, cảm thấy hơi chột dạ. Hắn không biết Kiều Viên Viên hỏi như vậy là có ý gì. Từ trái sang phải, chứng tỏ bên trái lớn hơn có phải không? Quan văn bình thường đều có địa vị hơn quan võ. Võ tướng đều là người có chút thô lỗ, bảo gì làm nấy phải không? Lời nói của Kiều Viên Viên nói ra Phượng Khuynh Thành sao lại không hiểu? Chị Kiều Viên Viên định nhân cơ hội hạ thấp tôi có phải không? Tất nhiên cô cũng không chịu thua, chu mồm thè lưỡi nói. Đó là triều đình, không phải là đẩy xe lăn. Hai chuyện khác nhau, ai lại so sánh thế? Xã hội hiện đại ngày nay đã thay đổi. Người bình thường đều dùng tay phải là tay thuận, giống như khi cầm đôi đũa, người thuận tay trái chắc chắn là ít. Đại tiểu thư Kiều, tay không thuận thì anh Diệp vẫn có thể dùng được ư. Thuận hay không thuận thì tất nhiên là anh Diệp biết rồi, hừ. Kiều Viên Viên đáp lễ một tiếng, hai đội viên Vương Cát và Đặng Hải Bình tổ đặc nhiệm A đằng sau nghe mà không hiểu ra làm sao cả. Diệp Phàm thản nhiên cười nhưng trong lòng lại cười khổ, hắn thầm nhủ. Hai cô gái này thật là khó chơi quá, đẩy cái xe lăn mà cũng phải phân chia cao thấp, thứ bậc, vân vân, đây đúng là tranh luận kiểu gì không biết. Thật ra trong bệnh viện này thì mọi thứ đều được tiến hành chu đáo. Giống như ở tầng Diệp Phàm đang ở thì tất cả bệnh nhân đều là các quan lớn cấp thứ trưởng trở lên. Căn bản là không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Trấn Đông Hải sắp xếp hai đội viên tổ đặc nhiệm A và một vài đội viên kiến tập ở tổ đặc nhiệm A luân phiên canh gác trước phòng bệnh Diệp Phàm là cũng có phần hơi quan trọng hóa vấn đề. Đương nhiên Diệp Phàm biết rằng đó chẳng qua là Trấn Đông Hải thể hiện sự quan tâm đến mình. Về vấn đề an toàn thì đây là bệnh viện quân đội thì sợ gì chứ? Ngoài phòng bệnh của tư lệnh viên Trần Khải Việt quân khu Lam Kinh có hai người lính đang đứng gác, trong đó một người rất cao đeo lon thượng úy, vừa thấy là biết ngay họ đứng gác cửa. Người còn lại hơi thấp, mang lon thiếu tá, đeo chiếc túi da màu đen ngồi trên ghế ngoài cửa nhìn ngắm người qua lại. Người này chắc là thư ký. Thấy Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành bước tới, người thanh niên kia mắt sáng ngời, tinh thần lập tức tỉnh táo, mịt mờ liếc nhìn hai cô. Nhưng người chủ chốt là Diệp Phàm đang ngồi trên xe lăn thì người thanh niên đó lại không nhìn. Bởi vì Vương Cát và Đặng Hải Bình đều mặc thường phục nên không thu hút được ánh mắt người nào cả. Đồng chí thượng úy, bác Trần thế nào rồi? Phượng Khuynh Thành tranh nói trước. Tư lệnh Trần đã được kiểm tra xong, tình trạng cơ thể không tồi. Nhưng rất xin lỗi cô, tư lệnh Trần không tiếp khách, bất cứ ai cũng không được gặp. Vẻ mặt của viên thượng úy nghiêm túc. Chúng tôi là bạn của Trần Luyện Luyện, bác Trần trước kia đã từng gặp chúng tôi rồi. Kiều Viên Viên nói. Rất xin lỗi, không được đâu ạ. Viên thượng úy khách khí cự tuyệt. Khoan đã.
hai cô nói là bạn của Trần Luyện Luyện, vậy có chứng cứ gì không? Người thiếu tá đang ngồi trên ghế lúc này tiến lại gần, cười hỏi. Chứng cứ ư, chuyện này, anh cứ để cho chúng tôi gặp bác Trần thì tự nhiên bác ấy sẽ nhận ra chúng tôi thôi. Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu. Xin lỗi hai cô, e rằng như vậy không được đâu. Xin hãy chứng tỏ, nếu không chứng tỏ được thì xin mời ra khỏi nơi này, tư lệnh Trần phải nghỉ ngơi. Người thiếu tá trẻ tuổi nói với vẻ lễ phép. Vương Cát, cậu chứng minh cho anh ta đi, nói là tôi có việc cầu kiến. Lúc này Diệp Phàm khoát tay áo nói. Được. Vương Cát bước lên trước một bước, lấy từ trong cặp ra một tấm thẻ công tác đưa cho viên thiếu tá trẻ tuổi. Viên thiếu tá thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi mới cầm lấy tấm thẻ. Y đảo mắt nhìn qua, lập tức mí mắt mấp máy, hai chân y khép lại, chào nghiêm theo kiểu quân đội, miệng nói. Thiếu tá Thê Quốc Ninh quân khu Lam Kinh xin chào thủ trưởng. Người này rất thông minh, trong đám người này thì người thanh niên ngồi trên xe lăn mới chính là người chủ. Mà người đó được các đồng chí cục cảnh vệ trung ương bảo vệ thì có thân thế như thế nào chứ? Hơn nữa, Vương Cát vẫn là một đoàn trưởng cục nội vệ, thật ra là đội trưởng, hiển nhiên là một chức quan. Vậy chẳng phải là người thanh niên ngồi trên xe lăn có vẻ mặt hòa nhã kia rất có lai lịch sao? Phí Quốc Ninh đã nhận định, người thanh niên này nhất định là con cháu của một vị lãnh đạo trung ương. Nếu không thì chỉ với tuổi anh ta sao lại có thể được đồng chí ở cục cảnh vệ trung ương bảo vệ, chuyện này là quá hoang đường. Về phần đồng chí trong vệ đoàn sẽ chiếu cố tới hắn, tất nhiên là người ta cũng để ý tới. Ừ, Diệp Phàm cũng không già mồm cãi láo, hắn khách khí gật đầu, liếc mắt nhìn Phí Quốc Ninh một cái rồi cười nói. Nếu tiện, phiền anh đi vào hỏi tư lệnh Trần có rảnh không, tại bệnh viện này có người phải ở lại vài ngày, muốn tìm người tâm sự, ha ha. Không biết thủ trưởng họ gì để tôi báo cáo với tư lệnh Trần ạ. Phí Quốc Ninh nói. Diệp Phàm, đến từ thành phố Ngư Đồng. Diệp Phàm gật đầu. Vâng ạ, tôi đi vào hỏi, xin thủ trưởng chờ chốc lát ạ. Phí Quốc Ninh sau khi hơi ngạc nhiên một chút vẫn đẩy cửa bước vào. Biệt hiệu, mặt đen của Trần Khải Việt quả thật hoàn toàn chính xác so với thân hình ông ta. Màu da ông ta hơi đen, vóc dáng cũng không phải đặc biệt cao lớn. Thấy Diệp Phàm tiến vào, ông ta vẫn ngồi tựa vào sofa, khóe miệng còn lộ vẻ khinh miệt thản nhiên, xem Diệp Phàm chẳng ra gì. Đương nhiên, nếu người ta được một gã đội trưởng của đoàn cảnh vệ trung ương bảo vệ thì hiển nhiên rất có lai lịch, hẳn là rất có thân thế. Trần Khải Việt ngược lại không sợ hắn mà chủ yếu là cảm thấy hơi tò mò, không biết người muốn gặp mình là ai. Tự nhiên nhàm chán đến nỗi phải tìm đến mình nói chuyện phiến, không có sự gan dạ sáng suốt thì hẳn là không dám tới quấy rầy. Tuy nhiên khi y quét mắt nhìn sang hai người hai bên trái phải đang đẩy xe lăn giúp hắn là Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành thì y lập tức ngây người ra. Dường như hai cô bé này ông ta đã từng gặp ở nơi nào đó rồi, nhưng nhất thời ông ta nghĩ không ra. Chào bác Trần, cháu là Kiều Viên Viên, em Luyện Luyện hôm nay không tới sao? Lúc này Kiều Viên Viên cười, ngọt ngào ân cần hỏi thăm. Phương Khuynh Thành đương nhiên không cam lòng chịu thua, cũng ân cần hỏi thăm. Viên Viên, Khuynh Thành, hai chị sao lại đến đây thế này? Lúc này từ phòng trong, một cô gái thanh lịch chạy ra, cười đon đả. Khi cô nhìn lên bắt gặp Diệp Phàm, lập tức cô ngây người một chút, nhìn rồi hỏi. Viên Viên, Khuynh Thành, vị này là ai? Bạn tốt. Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành đồng thanh đáp, trên mặt Trần Khải Việt lóe lên một nụ cười, rốt cục ông ta đã nhớ ra. Ông ta cười nói, hóa ra là hai cháu, một năm không gặp nên thay đổi nhiều, hai cháu nhanh lớn quá, ha ha. Ông ta lại nhìn Diệp Phàm cười hỏi, người thanh niên này có phải là người muốn nói chuyện phiếm với tôi không? Ha ha, đúng vậy, phải nằm lại bệnh viện mấy ngày, người rất buồn chán nên tôi muốn tìm người tâm sự. Diệp Phàm nói rất lễ phép. Chuyện này thật kỳ lạ, tôi hoàn toàn không biết cậu. Người xa lạ thì có chuyện gì mà tán gẫu chứ, tôi không thích đâu. Trần Khải Việt thản nhiên nói. Bên này, Trần Luyện Luyện nhanh nhẹn mang bình trà tới. Tôi từ Việt Đông tới thành phố Ngư Đông, công tác ở thành phố Ngư Đồng. Chưa bắt đầu tán gẫu thì bác Trần sao lại có thể nói là không thích được chứ ạ? Có thể sau khi tán gẫu chúng ta trở thành bạn chi giao thì sao? Diệp Phàm bình tĩnh cười nói, liếc mắt nhìn Trần Khải Việt một cái. Hắn nói tiếp, tôi đã từng nghe nói đại danh của tư lệnh Trần rồi,
chỉ có điều chưa có duyên gặp gỡ. Lần này có thể có cơ duyên được gặp gỡ Tư lệnh Trần. Vừa rồi tôi nghe Viên Viên và Khuynh Thành nói là biết Tư lệnh Trần, hình như họ là bạn thân của Luyện Luyện cho nên nhất thời không kìm nổi đã tới gặp, tôi mạo muội xin bác thứ lỗi cho. Kiều Viên Viên và Khuynh Thành cũng thường xuyên đến nhà tôi, chỉ có điều tôi ít khi gặp. Trần Khải Việt thản nhiên nói, ông ta liếc nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ông ta hừ một tiếng, nói. Nói vậy thì Diệp tiên sinh cũng xuất thân từ chốn giàu có ư. Trần Tư lệnh nhầm rồi, cha mẹ tôi đều là những cán bộ bình thường, còn chưa đến cấp phòng. Nhà tôi ở sát cổng thành huyện Cổ Xuyên tỉnh Nam Phúc. Diệp Phàm giải thích một chút, hắn biết Trần Khải Việt cũng hơi xem. Thường mình. Sao, phải không vậy, kỳ lạ quá. Trần Khải Việt thản nhiên nói, song ông ta nhíu mày, tất nhiên cho rằng Diệp Phàm nói không thật. Bác Trần, anh ấy nói thật đấy ạ. Cha anh Diệp là trưởng phòng lao động huyện Cổ Xuyên. Mẹ anh ấy là giáo viên. Anh Diệp bây giờ là bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng. Kiều Viên Viên giải thích. Cách xưng hô, anh Diệp, của cô khiến trong lòng Trần Khải Việt tất nhiên hiểu rằng Kiều Viên Viên tỏ vẻ cô và Diệp Phàm có quan hệ rất thân mật, thật ra chính là vì Diệp Phàm ẩn hình tạo thế mà thôi. Dạ, nhà anh Diệp đúng là như vậy đấy ạ. Phượng Khuynh Thành cũng cười nói. Ừ, cậu thanh niên à, cậu tới gặp tôi mà lại giấu đầu hở đuôi ư. Trần Khải Việt là một người thẳng tính, không hề nể mặt mũi Diệp Phàm mà hừ nói. Nếu Tư lệnh Trần mới liếc mắt một cái đã nhìn thấu thì tôi cũng không dám làm kiêu. Chuyện là như thế này ạ, nghe nói Phổ Hải ở tập đoàn quân thứ 5 chuẩn bị lập binh chủng kiểu mới, cũng chính là lữ đoàn hỗn hợp hải lục quân. Diệp Phàm mịt mờ biểu thị ý mình. Ủa, còn nhỏ tuổi mà cậu cũng dám nhúng tay vào việc quân ư, ai cho cậu quyền đó vậy, đúng là to gan nhỉ. Nếu tôi báo cáo lại lời cậu nói ra ngày hôm nay, phỏng chừng chiếc mũ trên đầu cậu bay mất đấy. Trần Khải Việt rõ ràng mất hứng, mặt ông ta bắt đầu tối sầm lại. Bác Trần à, anh ấy. Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành cùng nóng nảy kêu lên, tuy nhiên bị Trần Khải Việt ngắt lời, hừ nói. Hai cháu đừng có mù quáng, chuyện quân đội mà có thể nói chơi sao. Ông ta khoát tay áo, quay sang phía Diệp Phàm, hừ nói. Cậu đi đi, tôi không muốn gặp lại cậu. Cậu thanh niên à, tôi cho cậu một lời khuyên, đường phải đi đường chính. Đường ngang ngõ tắt không thể đi được đâu. Đừng cho là tôi không biết cậu đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Viên Viên và Khuynh Thành đúng là quen tôi, nhưng hai chuyện này khác nhau. Về sau phải chú ý, chuyện lần này coi như tôi không biết, không nghe thấy, cậu đi đi. Ba, ngay cả tâm sự ba cũng. Trần Luyện Luyện có chút nóng nảy, nếu Diệp Phàm là bạn của Viên Viên thì ngại gì giúp đỡ chứ. Tuy nhiên Trần Khải Việt không cho con gái cơ hội, ông ta hống hách nói. Không cần phải nói, nếu không đi thì tôi sẽ gọi người đến. Trần Khải Việt luôn luôn mạnh mẽ, cứng rắn, nghiêm khắc. Hơn nữa, gia thế của ông ta lại rất có tầm, lại là con cháu của người lập quốc, tính lại chính trực nên cũng xem thường việc Diệp Phàm dựa vào hai cô bé Kiều, Phượng để gặp mình. Ông ta thích người có bản lĩnh. Đối với nhiều quân nhân thế hệ trước, giới tai to mặt lớn đều có suy nghĩ này. Bởi vì bọn họ đã hy sinh máu thịt của mình để giải phóng đất nước nên đương nhiên quý trọng gấp đôi. Chương 1167, việc chọn lữ đoàn trưởng không tới phiên cậu gõ nhịp. Viên Viên, Khuynh Thành và cô Trần, các cô ra ngoài trước, tôi có việc muốn ở lại một mình. Tôi muốn nói chuyện riêng với Tư lệnh Trần một chút. Diệp Phàm cùng kiềm chế ý cười, lên tiếng. Không cần, chúng ta không có gì để nói cả. Trần Khải Việt khoát tay áo. Thực ra là ông ta trong lòng vẫn đang phản cảm việc Diệp Phàm được Mai Công Lượng nhà họ Mai nói giúp. Ông ta liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói. Nói thẳng ra thì cậu không có tư cách nói chuyện với tôi, chừng nào cậu đủ tư cách thì tới nói chuyện. Vậy thế này được gọi là có tư cách hay không ạ? Diệp Phàm tức giận lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu. Hắn đưa cho Trần Khải Việt. Trần Khải Việt cầm lấy mở ra, lập tức khóe miệng của ông ta giật giật mấy cái. Lập tức ông ta hừ, nói. Cậu quả thật là hoang đường, tài năng quá đấy. Vừa nói đến đây, ông ta lập tức ngưng lời, quay sang bảo mấy người Kiều Viên Viên đi ra. Các cháu ra ngoài để bác nói chuyện với anh ta. Hoang đường hay không thì không đến lượt Tư lệnh Trần phê phán. Nhìn cho rõ đi, là do thủ trưởng số 1 ký đấy. Diệp Phàm nói với vẻ nghiêm túc.
hắn quyết định sẽ chèn ép lão già kiêu ngạo này một chút, nếu không thì giống như cầm phải cái bánh nhân đậu không thích tí nào. Tất cả các quan tướng được bổ nhiệm đều là do thủ trưởng số một ký, sao có thể xem thường được. Chẳng qua là tình thế vậy thôi, chắc chắn là hai lão già Tần Chí và Tiền Phong Vân ngồi lê đôi mách. Chắc muốn che mắt người trong thiên hạ. Trần Khải Việt làm ra vẻ, ngay cả hai vị phó chủ tịch quân ủy ông ta cũng phê phán. Ít nhất thì tôi có quyền hỏi chuyện lữ đoàn quân thứ 5 chứ tư lệnh Trần. Diệp Phàm không chút hoang mang thản nhiên đối đáp lại. Có quyền can dự nhưng chuyện lữ đoàn trưởng không tới phiên cậu đánh nhịp. Trần Khải Việt lạnh lùng nói. Ông ta hừ một tiếc rồi liếc xéo Diệp Phàm một cái. Việc chọn lữ đoàn trưởng không tới phiên tôi đánh nhịp, tuy nhiên bản thân tôi là người được ban quân vụ bộ tổng tham mưu cử đi điều tra. Phó chủ nhiệm tra phòng điều tra quân khu các ngài muốn hợp thành loại tân binh cũng được gọi là lữ đoàn hỗn hợp. Tình hình đó là hợp với phép tắc, tập đoàn quân thứ 5 hẳn là thuộc sự lãnh đạo của quân ủy bộ tổng tham mưu. Đúng không nào? Diệp Phàm thản nhiên nói. Đương nhiên cậu có thể điều tra. Trần Khải Việt thiếu chút nữa nghẹn giọng. Lời nói đó được ông ta nói ra với vẻ cứng rắn. Ha ha, điều tra loại này thì để có được một tin tức nào đó có khi mất một ngày, có khi mất một tháng. Có lẽ nếu muốn làm rõ tình trạng của lữ đoàn hỗn hợp thì có thể tới một năm, hai năm. Nếu không có kết luận cuối cùng trước bản nhân thì các vị có thể hướng về phía Bộ Tổng Tham mưu đề nghị tạm dừng việc thành lập lữ đoàn hỗn hợp. Hơn nữa không tất yếu việc thành lập lữ đoàn còn cần thiết và tôi tin là lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu cũng sẽ tôn trọng kết quả điều tra. Đề nghị của tôi xin tư lệnh Trần xem xét. Diệp Phàm cắt ngang. Cậu quả thực là đồ vô lại, định bắt chẹt tôi phải hướng về phía quân vụ cảm ơn Bộ Xây dựng. Điều này phản ánh hành vi vô lại của cậu. Trần Khải Việt chỉ vào Diệp Phàm hét lên. May mắn thay phòng bệnh cách âm tốt, cũng giống như nhà hát nên bên ngoài căn bản là không nghe thấy. Việc này xin cứ tự nhiên, tôi tin rằng trưởng ban tạ sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác. Huống chi ngài báo cáo. Tình hình có cần phải điều tra hay không, có được chứng cứ chính xác không thì cứ điều tra sẽ rõ. Lữ đoàn hỗn hợp đã thành lập được hơn một năm rưỡi. Đến lúc đó nếu tình hình có biến động mà việc này có thất bại thì ngài cũng đừng trách. Người cố tình làm cho tình hình đó xảy ra là tư lệnh Trần đó. Diệp Phàm ngược lại không giận mà cảm thấy đây là một người ngay thẳng. Người như vậy thì dễ đối phó, cho nên hắn càng trở nên bình tĩnh. Nếu không đồng ý mà cứ muốn phá việc này, cậu cứ thử làm xem có khả năng đó không. Nếu muốn quấy rối cấp trên thì còn có lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu. Ủy ban quân ủy nói vậy thì cậu cũng không quên tôi đây là ủy viên quân ủy. Nói chuyện cậu mà được thăng cấp thiếu tướng thì như là với thấu trời vậy. Hơn nữa không phải Trần Khải Việt tôi khinh thường cậu, trong ủy ban quân ủy cậu còn không có tư cách có được một vị trí nữa là. Cơ hội khó mà có được, ha ha. Tư lệnh Trần đột nhiên cười lớn. Ông ta thản nhiên quét mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Lão già này thật khó lường, chẳng lẽ vừa rồi ông ta giả vờ. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm tự hỏi. Nếu dùng biện pháp cứng rắn thì xem ra khó mà thành công được, dùng cách mềm mỏng thì lại càng không được. Chuyện công lượng thất bại như thế nào phải nói chuyện với Mai Phán Nhi mới biết được. Thật ra tư lệnh Trần hợp tác thì cả hai người cùng có lợi. Mai công lượng cũng không phải là một người tài trí tầm thường. Ông ta có thực lực ngang sức với chức quan trong quân đội. Ông ta sẽ không cứng nhắc đề cử đâu. Đương nhiên tôi cũng thừa nhận bản thân mình còn có chút vướng mắc. Diệp Phàm nói. Nói như vậy thì cậu đúng là có lợi còn gì. Lời này của cậu tôi không thể tin. Tôi thấy cậu không thể nào từ quân khu đến được. Hợp tác thì cùng có lợi, lợi ở chỗ nào chứ? Trần Khải Việt nhấp ngụm trà, nói với vẻ khinh miệt. Không phải là các ngài muốn biến việc thành lập lữ đoàn hỗn hợp như là một thí nghiệm đấy chứ, có phải như vậy không? Một lần nữa muốn thử huấn luyện như mấy đại quân khu làm vậy, nhìn là thấy ngay cũng giống như quân khu lĩnh Nam. Mọi người đều muốn nỗ lực phấn đấu phải không nào? Tuy nhiên rốt cục đáp án cuối cùng như thế nào thì thật khó nói. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười. Nếu cậu đã biết như thế thì sao lại còn muốn dính vào loại binh chủng kiểu mới này chứ? Đặc biệt quan trọng là loại thí nghiệm tân binh lần này có thể thành công. Trần Khải Việt nói. Giọng điệu ông ta rất hòa nhã, âm thanh cũng có vẻ như là đang tán chuyện gẫu.
Tôi lần này đến cũng là vì giúp cho các ngài thử nghiệm điều mà các ngài muốn làm giống như báo săn. Tuy nhiên chủ nhân báo săn có phải thay đổi hay không nào? Diệp Phàm rất khéo léo. Hắn không nói thẳng là tổ đặc nhiệm A thay đổi mà nói lái đi thành chủ nhân báo săn. Trần Khải Việt vừa nghe thì hiểu ngay, ông ta liền gật đầu nói. Tôi thừa nhận quân tôi thua bọn họ. Chính xác là không có đơn vị bộ đội nào có khả năng siêu việt như bọn họ. Tôi có thể nói với chủ nhân báo săn giúp các ngài hoàn thiện sân huấn luyện. Diệp Phàm mở lời. Hắn ra giá. Không thể nào, cậu không thể tác động đến bọn họ được. Tuyệt đối là không thể. Mặc dù tôi nói thật là bọn họ có quyền hành nhưng không hề giống với bên quân đội. Chuyện ở đó hẳn cậu cũng không rõ ràng lắm. Đầm nước sâu kia như đại dương mênh mông, người trẻ tuổi làm sao biết hết được. Không biết thì đừng nói bừa, nên biết rằng cơm không thể ăn bậy, nói càng không thể nói bậy. Càng không thể dễ dàng mở lời hứa hẹn. Trần Khải Việt càng nói càng tiếp thêm sức mạnh cho Diệp Phàm. Hắn vào thế. Ha ha. Vừa rồi ngài cũng có thấy hai người phía sau tôi, vậy chính xác thì họ đang làm gì? Là một lão tướng quân thì chắc chắn ngài rõ ràng điều này. Diệp Phàm cười thoải mái. Hắn đưa mắt thăm dò lão già này một cái. Đương nhiên tôi biết họ là người của tổ đặc nhiệm A. Trần Khải Việt nói. Ha ha, Thiết Chiêm Hùng trước ở báo săn, giờ xuất ngũ đang làm gì hẳn ông cũng có biết. Diệp Phàm cười. Hắn càng nói càng gần đến mục tiêu. Tâm trạng càng trở nên hào hứng. Đương nhiên tôi biết rõ Thiết Chiêm Hùng, tuy lúc trước anh ta chỉ là một thiếu tướng nhưng rất khó cầu xin được anh ta. Người này rất kiêu ngạo, chẳng lẽ cậu có thể nói với anh ta để anh ta giúp chúng tôi ư? Nếu làm được điều đó thì tôi đồng ý với việc lữ trưởng. Mắt Trần Khải Việt lóe sáng rồi chợt tắt. Ông ta đang xúc động. Dù sao Mai Công Lượng là người nhà họ Mai có nền tảng vững chắc nên Trần Khải Việt cũng đã có chút tin tưởng. Ông ta quá khôn khéo, huống chi đây cũng là làm ơn cho nhà họ Mai. Tuy nói rằng Tư lệnh Trần không phải là người xu nịnh nhưng thuận nước dong thuyền thì cũng chẳng mất gì. Xong rồi nhé. Diệp Phàm vỗ xe lăn cười. Làm sao có thể làm được? Trần Khải Việt không hưởng ứng, căn bản ông ta không tin Diệp Phàm có thể tác động lên Thiết Chiêm Hùng. Thôi cố gắng ra sức vì quân khu Lam Kinh. Trước kia trong cùng hệ thống quân đội ông ta còn không gặp được huống gì bây giờ người ta đã lên bộ công an rồi. Ông ta dự đoán chắc sẽ càng không được. Anh Thiết gần đây có khỏe không? Diệp Phàm trực tiếp gọi điện thoại. Thoải mái đến nỗi mong ngày nào cũng bận rộn. Mới đầu năm mà cậu em đã trốn vào bệnh viện rồi ư. Mấy em y tá massage cho sướng nhỉ. Mọi chuyện năm ngoái đều gạt sang một bên rồi chứ gì. Mấy ngày nay bận rộn quá. Đời này trời sinh ra mệnh khổ rồi. Thiết Chiêm Hùng tức giận hừ một tiếng. Ha ha, cậu em này có việc muốn nhờ anh. Diệp Phàm trực tiếp vào thẳng vấn đề của Trần Khải Việt. Hắn liếc mắt thấy lão già này đã sớm nghe lỏng cuộc chuyện trò rồi. Có gì thì cứ nói thẳng đừng có mà lề mề. Chúng ta thì còn gì mà phải giữ kẽ chứ. Cậu đã giúp tôi thu lời, tôi còn chưa cảm ơn cậu, hôm nay tôi chuẩn bị chuyển nhà. Tôi định đãi tiệc. Đến lúc đó tôi cho người đến đón cậu, cậu đến chơi nhé, gọi cả Lang Phá Thiên đi luôn. Cả Trương Hùng và Lý Long nữa. Giọng nói của Thiết Chiêm Hùng có vẻ rất thân mật. Được à? Diệp Phàm lẩm bẩm. Em muốn hỏi về kế hoạch huấn luyện bên báo săn. Kế hoạch huấn luyện ở báo săn tôi phải mất nhiều năm mới thành công. Thiết Chiêm Hùng thiếu chút nữa chửi đồng. Thằng nhãi này đúng là nhiều chuyện. Không có cách nào giúp em được ư? Em sẽ không nói với ai cả đâu. Hơn nữa, chỉ cần sao chép quy trình huấn luyện của báo săn là được. Đương nhiên chỉ cần một nửa của kế hoạch huấn luyện của báo săn cũng tốt rồi. Công việc cụ thể bên này anh rảnh thì đi chỉ đạo một chút là được. Được chiêu đãi rượu thịt rồi được massage cũng không thành vấn đề. Kể cả có muốn cầm phong bao cũng thoải mái. Diệp Phàm gượng cười một tiếng. Kế hoạch ở báo săn, bây giờ tôi đã đi khỏi không mang theo cùng. Hơn nữa, chuyện này trái với quy định, dễ phải ra tòa án quân sự lắm đó. Thiết Chiêm Hùng có vẻ chần chừ. Là việc thành lập sân huấn luyện quân đội mà chẳng lẽ cũng trái với pháp luật ư? Huấn luyện được một đơn vị bộ đội tinh nhuệ không phải cũng có lợi cho quốc phòng hay sao mà lại gọi là phạm vào kỷ luật? Chuyện đương nhiên là cơ mật, chỉ cần chúng ta giữ bí mật là được. Diệp Phàm hừ một tiếng, nói. Kế hoạch thì chỉ cần đưa cho em.
khi nào anh rảnh thì qua giúp một chút thôi. Thiết Chiêm Hùng không do dự nữa, gã không từ chối được đành phải đồng ý. Thế nào Tư lệnh Trần, tôi có nói điều không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chương 1168, luôn luôn đuôi mù. Không thể tưởng được là cậu có quan hệ rộng như vậy, có thể tác động được cả Thiết Chiêm Hùng. Diệp tướng quân, sau này rảnh mời cậu tới quân khu Lam Kinh chơi, đây là danh thiếp của tôi, đến lúc đó chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được, ha ha. Trần Khải Việt dường như nhất thời hứng chí lên, liền rút ngay danh thiếp ra đưa. Tư lệnh Trần, nói thật, tôi chỉ thích làm việc ở chính quyền, giới quân sự vẫn là bí mật đối với tôi, hơn nữa, thật ra tôi không muốn phát triển ở quân giới. Cho nên tôi xin ngài giữ bí mật giúp tôi một chút. Diệp Phàm nói, tôi hiểu mà, yên tâm đi. Tư lệnh Trần gật đầu, trong lòng hơi ngạc nhiên, ông ta trầm ngâm rồi lập tức nói thêm. Buổi tối nghe nói là tiệc mừng chuyển nhà của Thứ trưởng Thiết. Vâng, không biết là Tư lệnh Trần tiện không, nếu được thì mời cùng đi với tôi. Diệp Phàm giật mình, thay Thiết Chiêm Hùng mời ông ta. Hắn biết Trần Khải Việt hỏi như vậy là có thâm ý, ông ta muốn liên hệ với Thiết Chiêm Hùng một chút, cũng để trao đổi chuyện huấn luyện quân sự. Dù sao, trong mấy đại quân khu thì thấy ngay là ai cũng muốn nỗ lực vươn lên hàng đầu. Chuyện này, tiện thì tiện nhưng chỉ sợ không ổn. Trần Khải Việt thản nhiên nói. Ha ha! Diệp Phàm biết rằng lão già này còn tự kiềm chế, hắn nghĩ chắc là còn phải đợi Thiết Chiêm Hùng gọi điện thoại mới được, chứ chắc không có vấn đề gì lớn. 6 giờ tối, Lang Phá Thiên tới đón Diệp Phàm. Nhìn thấy Lang Phá Thiên, khóe miệng Tư lệnh Trần không khỏi hơi run run. Ông ta lại nhìn Diệp Phàm, không biết trong lòng muốn gì. Chắc là ông ta biết lai lịch của Lang Phá Thiên. Bởi vì lúc trước Thiết Chiêm Hùng gọi điện mời Trần Khải Việt, lão già này liền như con lừa xuống sườn núi, đồng ý tối nay cùng đi. Xe vừa mới ra đến cổng bệnh viện thì Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành không ngờ đồng thời hét to. Ủa, không phải xe của anh tôi đó sao? Sao lại ở đây? Diệp Phàm đành phải nói với Lang Phá Thiên. Anh dừng lại cho họ gặp một lát. Hắn mắng thầm trong lòng, sao lại trùng hợp thế này nhỉ? Anh của hai cô lúc này đều xuất hiện ở cổng, đúng là giấu đầu hở đuôi. Diệp Phàm, tôi giới thiệu với anh một chút nhé. Anh tôi là Kiều Bá Quốc, bây giờ đang đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm phòng đôn đốc tỉnh ủy tỉnh Việt Đông, anh ấy cũng vừa mới xuống đây. Về sau các anh có thể thỉnh thoảng gặp nhau. Kiều Viên Viên cười nói. Kiều Bá Quốc dáng người cũng gần giống như Diệp Phàm, khuôn mặt béo hơn nhiều so với Kiều Viên Viên, thoạt nhìn thì có vẻ điềm đạm. Sau khi nghe Kiều Viên Viên giới thiệu, gã liền mở lời chào hỏi Diệp Phàm. Em sao lại đến đây mà chưa về nhà? Kiều Báo Quốc hỏi. Em với anh Diệp cùng đến thăm một người bạn, anh có muốn đi không thì đi cùng luôn. Anh Diệp, vậy có được không ạ? Kiều Viên Viên dường như đang phối hợp đóng kịch với anh mình, cô tự bảo anh mình cùng đi rồi lại quay đầu hỏi Diệp Phàm. Cùng đi thì càng vui chứ sao? Diệp Phàm trong lòng trầm lại, hắn cười nói. Được. Nếu là bạn của em thì đi cùng cũng vui. Kiều Báo Quốc gật đầu. Về phần Phượng Cương, anh của Phượng Khuynh Thành thì trước kia khi Diệp Phàm tới nhà họ Phượng cũng đã từng gặp nên cũng không cần giới thiệu lại. Biết rằng hai cô gọi anh mình tới để biểu dương lực lượng nên Diệp Phàm đành phải đưa tất cả mọi người cùng đi. Khách sạn họ đến là khách sạn vốn đã có tên tuổi lâu năm, tuy nhiên cũng được xây dựng mới lại, toàn bộ đều dựa trên những gì đặc sắc của Trung Hoa để làm nên một khách sạn 5 sao. Thiết Chiêm Hùng thuê cả một phòng lớn, bên trong có cả hàng ăn uống, cạnh đó còn có quán trà kiểu Trung Quốc. Thật ra, đó là một phòng riêng. Bên trong là một chiếc bàn lớn dài khoảng 3 mét, có thể ngồi được tầm 25, 26 người. Khi bước vào, Diệp Phàm nhận thấy tất cả mọi người đều đang ngồi trên ghế uống trà nói chuyện phiếm, cả nam lẫn nữ đều có vẻ rất thảnh thơi. Trong đó hắn có biết Trương Hùng, Lý Long và quân đoàn trưởng Đằng Vân Khải, quân khu Bắc Kinh. Còn những người khác thì hắn hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, nếu đã là khách Thiết Chiêm Hùng mời, hơn nữa cũng không nhiều lắm thì chắc chắn là những nhân vật cấp cao cả. Thấy Tư lệnh Trần Khải Việt bước vào, Đằng Vân Khải sớm bước ra đón, vẻ mặt y tươi cười, y nói to. Không ngờ Tư lệnh Trần cũng tới. Thấy Đằng Vân Khải nói như vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía đó. Thấy dáng vẻ của Đằng Vân Khải thì đúng là y có vẻ rất tôn kính đại tư lệnh quân khu. Đại tư lệnh quân khu họ Trần cũng có tới 3-4 người, nhưng người này rốt cục có chức vụ gì thì mọi người cũng không biết rõ lắm. Ừ,
Chào quân đoàn trưởng Đằng. Trần Khải Việt thản nhiên gật gật đầu, trên mặt không hề tươi cười chút nào. Đằng Vân Khải cũng không so đo việc đó, y biết đó là bản tính của Trần Khải Việt rồi. Sau đó, Triệu Quát cũng bước ra. Ở Bắc Kinh này thì tiếng tăm của Triệu Quát còn vang dội hơn cả Trần Khải Việt. Vì dù sao Triệu Quát cũng là phó tư lệnh viên thứ nhất quân khu Bắc Kinh, thỉnh thoảng còn có thể lên cả TV nữa. Nhưng thật ra Trần Khải Việt thường ở Lam Kinh, trong quân đội thì biết ông ta nhưng ngoài quân đội không nhất thiết là có biết. Thiết Chiêm Hùng chào hỏi rồi mời mọi người ngồi. Thiết Chiêm Hùng không nhường ai ngôi chủ vị, mà trong các vị quan khách thì vị trí quan trọng nhất đương nhiên là nhường cho tư lệnh Trần ngồi, nhân vật quan trọng thứ hai chính là Trung tướng Triệu Quát. Thái Phượng Tuyết, vợ của Thiết Chiêm Hùng mở lời đầu tiên. Ông Thiết à, nhanh mời người anh em thân Thiết Diệp Phàm của ông một ly đi. Chúng ta may mắn mới được đón tiếp cậu ấy đấy. Cô ta quay đầu lại phía Diệp Phàm cười nói. Vợ chồng tôi kính cậu một ly. Sau này khi đến Bắc Kinh phải đến ngủ lại nhà chúng tôi đấy nhé, đừng ở khách sạn, lại sinh ra lãng phí. Vừa nghe cô nói như vậy, ánh mắt của hai mươi mấy vị khách đang ngồi quanh bàn đều quay lại nhìn, họ đều cảm thấy kỳ lạ, không hiểu người thanh niên trẻ tuổi này có lai lịch như thế nào mà đáng để cho vợ chồng Thiết Chiêm Hùng coi trọng đến như vậy. Điều đó là đương nhiên rồi, uống cốc này đi. Tuy nhiên, muốn ở lại nhà tôi thì thôi, Phượng Tuyết. Em có khả năng còn không biết là nhà của chúng ta so với chỗ ở của cậu ấy không khác gì cái ổ chó. Thiết Chiêm Hùng cười ha hả khiến cho Thái Phượng Tuyết liếc mắt xem thường, cô ta hừ nói. Ông Thiết, ông uống vào lại ăn nói hồ đồ rồi, nhà chúng ta thành ổ chó từ bao giờ chứ? Ha ha, làm chén nữa nào. Thiết Chiêm Hùng cười gượng một tiếng, cảm thấy mình hơi lỡ miệng. Anh Thiết, chị dâu à, đáng lẽ em phải kính anh chị một ly trước mới đúng. Hôm nay anh chị là chủ nhà, có được nhà mới thì thật là phấn khởi, thằng em này cũng phấn khởi lắm. Anh Lang, anh Trương, anh Lý, còn có tư lệnh Trần, tư lệnh Triệu và các vị lãnh đạo ở đây, các vị nói có đúng không? Diệp Phàm đứng lên khiêm tốn nói. Hắn biết Thái Phượng Tuyết cố tình mở rộng mạng lưới quan hệ cho mình, các vị khách ngồi đây có 8 phần đều có quan hệ với Thiết Chiêm Hùng, vậy nên hắn cũng nâng chính mình lên, gây ấn tượng cho mọi người. Trong lòng Diệp Phàm tất nhiên thầm cảm sự ủng hộ của chị dâu. Mọi người phải cùng làm một ly, cùng chúc mừng vợ chồng Chiêm Hùng nào, ha ha. Triệu Quát đưa ra đề nghị, mọi người liền cầm ly lên cùng. Không khí trên bàn rất vui vẻ, mọi người chúc rượu nhau và thông qua đó cũng làm quen với nhau. Họ đều tự trao đổi danh thiếp, mặc kệ thế nào thì trước mắt cứ quen biết cái đã, còn chuyện sau này có qua lại hay không thì tính sau. Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành lúc này khá là hiền lành, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải Diệp Phàm. Họ cũng không nói gì, chỉ hơi mỉm cười e lệ, thỉnh thoảng nhấp ngụm rượu hồng. Còn về phần Diệp Phàm thì rượu hồng được đổi thành rượu đỏ, đó là do chủ ý của Kiều Viên Viên. Cô chuyên cầm bình rượu đỏ, chỉ rót rượu cho Diệp Phàm. Phượng Khuynh Thành cũng cầm một bình rượu đỏ, một người bên trái, một người bên phải thay phiên nhau rót rượu cho Diệp Phàm. Có vẻ có chút kỳ lạ, Thiết Chiêm Hùng cũng có chút lo lắng, tuy nhiên cũng không tỏ vẻ ra ngoài. Lúc này, Thiết Chiêm Hùng nói chuyện với Phó Cục trưởng Ngô Giang, người này tuy cấp bậc chỉ là Phó Giám đốc Sở, nhưng bố y là Ngô Chính Phong, vốn là Bí thư Đảng ủy Công an ở thủ đô Bắc Kinh, kiêm Cục trưởng Công an, thẳng thắn mà nói thì tuy chỉ là cấp quan Giám đốc Sở nhưng cấp Thứ trưởng còn phải kém một bậc. Đương nhiên việc này như ván đã đóng thuyền nên Ngô Giang vẫn tự xem là mình hơi yếu thế. Đáng nhẽ Thiết Chiêm Hùng mời Ngô Chính Phong nhưng ông ta bận việc đột xuất không đến được nên bảo con mình là Ngô Giang đến thay. Thiết Chiêm Hùng cũng không nề hà gì việc đó. Tốt xấu gì thì người ta cũng là Cục trưởng Công an thủ đô, quyền lực trên thực tế hơn hẳn một Thứ trưởng Bộ Công an như gã. Bởi vậy gã cũng đành đồng ý để con ông ta đến thay. Ngô Giang khoảng chừng 35 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Bình thường thì y cũng rất thích tìm kiếm phụ nữ. Số phụ nữ mà y tán tỉnh không được một trung đội thì cũng được một nửa số đó rồi. Hơn nữa, người này cũng luôn tự cao tự đại, cho rằng mình tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về, nhưng thực ra đó chỉ là một trường đại học hạng ba chuyên lừa phỉnh tiền bạc người Trung Hoa mà thôi. Cho nên thằng nhãi này cứ cao không tới, thấp không xong, mãi mà vẫn chưa tìm được một nửa còn lại của mình. Vừa rồi thấy Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành xuất hiện, y lập tức chú ý tới ngay. Hơn nữa y luôn thầm để ý đến Diệp Phàm. Sau khi nghe ngóng, gã mới biết được Diệp Phàm cũng chỉ là một cán bộ cấp phó giám đốc sở.
nhưng Diệp Phàm ở tỉnh thì căn bản không thể so sánh với vị trí hiện tại của y ở Bộ Công an được. Hơn nữa y lại rất có gia thế. Thằng nhãi này lập tức trong lòng cảm thấy rất hưng phấn thể hiện ra mặt. Ban đầu thì y còn nể mặt Thiết Chiêm Hùng, lại được cha mình dặn dò trước nên y còn nhịn. Giờ phút này gặp Kiều Viện Viện và Phượng Khuynh Thành, cả hai cô gái xinh đẹp một trái một phải đều tự nguyện hầu hạ Diệp Phàm, y ghen tức trong bụng, cố nhịn nhưng sau đó rốt cục lại không kìm được. Thằng nhãi này đứng lên, nâng chén rượu, vẻ mặt tươi cười đi về phía Kiều Viên Viên, nói với giọng lễ phép. Chào cô, tôi tên là Ngô Giang, công tác ở Bộ Công an, rất hân hạnh được làm quen với cô. Tôi mời cô một ly được không? Rất xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Kiều Viên Viên tỏ vẻ khách khí, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, lắc đầu lễ phép từ chối. Thế này vậy, tôi một ly, cô nửa ly, được không? Mặt Ngô Giang hơi đỏ lên, y chưa từng phải chịu cảnh này. Rất xin lỗi, phụ nữ uống rượu thì dễ bị lão hóa, đó là lời anh Diệp nói đấy ạ. Kiều Viên Viên hơi nhíu mày, cô có vẻ hơi ghét người này nên định đem Diệp Phàm ra làm tấm lá chắn. Vậy thì thôi, xem ra cô rất nghe lời bí thư Diệp. Trên mặt Ngô Giang hiện lên vẻ lo lắng, y lo rằng ở đây có nhiều vị tai to mặt lớn, nếu không hẳn y đã sớm trở mặt. Thằng nhãi này chuyển sang phía bên phải Diệp Phàm, nghĩ bụng nếu cô gái này là bạn gái Diệp Phàm thì hẳn là không đi, dù sao cũng phải hành động tiếp mới được. Y liền mỉm cười nói. Chào cô, lần đầu gặp mặt, tôi là Ngô Giang, công tác ở Bộ Công an, cùng uống một ly nhé. Rất xin lỗi, tôi phải giữ gìn vóc dáng, anh Diệp nói con gái uống rượu thì sẽ bị béo phì, trông rất khó coi. Tôi không muốn bị béo phì, nếu anh Diệp không cần tới tôi nữa thì làm sao bây giờ? Phượng Khuynh Thành cũng nói một câu với vẻ mặt lạnh như băng. Lập tức mọi ánh mắt trên bàn đều dồn về phía cô. Lại là anh Diệp, hai người là gì của anh ta chứ? Sốt cục Ngô Giang không kìm nổi, liền đặt mạnh chén rượu lên bàn. Hai cô gái này có quan hệ gì với tôi thì cũng không có liên quan gì đến người anh em cả mà, ha ha. Hai chúng ta cùng uống vài chén nhé, tôi uống đỡ cho các cô ấy. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hắn liếc mắt nhìn thằng nhãi này một cái, thầm nhủ nếu không phải là buổi tiệc chiêu đãi của anh Thiết thì mình đã sớm cho thằng này một cú đấm vỡ mũi rồi. Anh uống thay các cô ấy ư, anh dựa vào cái gì mà uống thay các cô ấy là gì của anh, hừ. Ngô Giang hừ một tiếng rồi nói, từ trên nhìn chằm chằm xuống Diệp Phàm với vẻ mặt khinh miệt. Lang Phá Thiên và Trương Hùng thoáng nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ. Tôi là bạn gái anh ấy. Kiều Viên giành nói trước, cô nghĩ rằng nhân cơ hội này làm rõ thân phận mình khiến cho bọn người Thiết Chiêm Hùng biết, về sau dễ bề cư xử. Cô vừa thốt ra lời này thì khiến cho ông anh Kiều báo quốc của cô hoảng sợ. Cô liền chu mồm thè lưỡi muốn mở miệng giải thích với anh mình. Bên này Phượng Khuynh Thành cũng lập tức nói. Anh ấy là bạn trai tôi. Mặt Phượng Cương lập tức biến sắc, cũng không khác gì Kiều báo quốc là mấy. Cả hai đều có vẻ mặt rất khó chịu. Toàn bộ mọi người ngồi quanh bàn đều rõ, hai cô gái ở đây đều có cảm tình với người thanh niên này. Buồn thay, chân đứng hai thuyền là trái phép, đặc biệt lại là một cán bộ cao cấp của đảng thì càng không được như vậy. Ngô Giang nói tới đây liền đắc ý liếc mắt nhìn hai cô rồi quay sang hai cô nói. Hai cô chẳng lẽ không hiểu pháp luật ư, một chức quan nhỏ mà các cô cũng đồng ý tự tiện. Cút đi! Không thể tưởng tượng được cả Kiều báo quốc lẫn Phượng Cương cùng nhau hét lên. Ngô Giang, về chỗ đi. Thiết Chiêm Hùng nghiêm mặt, hừ nói. Thật ra thằng nhãi này trong lòng cũng thầm hứng khởi, bởi vì Ngô Chính Phong, cha của Ngô Giang ỷ vào việc có người bên trong Đảng ủy Công an Trung ương ủng hộ, lại là Cục trưởng Công an thành phố Bắc Kinh, mà ông này cũng quá quan hệ không tồi với Thứ trưởng Lâm Thiên Dân. Vậy nên ông ta căn bản không coi Thiết Chiêm Hùng ra gì. Lần trước Thiết Chiêm Hùng lần đầu tiên đến kiểm tra công tác tại Cục Công an Thủ đô. Ngô Chính Phong đã không ra mặt chiêu đãi, chỉ giải thích là một phó cục trưởng thì chỉ cần qua loa cho xong. Thiết Chiêm Hùng cũng tỏ ra rộng lượng không để bụng việc đó, tất nhiên là gã nhớ thầm trong đầu việc này. Bây giờ thấy Ngô Giang không ngờ lại ngu ngốc đến độ đi gây gổ với đại tiểu thư nhà họ Kiều, đại tiểu thư nhà họ Phượng. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ở thủ đô này thì ngọa hổ tàng long, sự phiền hà rắc rối mà nhà họ Ngô có khả năng chuốc lấy là rất lớn. Cho nên Thiết Chiêm Hùng ra vẻ thân tình bảo Ngô Giang trở về. Tự nhiên diễn trò cho người khác xem,
đến lúc đó không hạ đài được thì cũng đừng trách thiết tôi đây. Đó là do Ngô Giang không hiểu chuyện mà thôi. Đối với tình huống đột nhiên nảy sinh này, Trần Khải Việt và Triệu Quát đã sớm chống mắt nhìn xem thế nào. Những người không biết thân phận của Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành cũng muốn nhân cơ hội này biết về họ. Thứ trưởng Thiết, hôm nay tôi phải về sớm, đầu tiên tôi muốn xin lỗi ngài một tiếng. Tuy nhiên, hai vị này quá kiêu ngạo, không ngờ bảo tôi cút đi. Ngô Giang tôi đã nhiều tuổi như vậy rồi mà còn chưa hề nghe thấy câu đó. Ngô Giang quay sang Thiết Chiêm Hùng nói mấy câu, hai mắt cay cú nhìn chằm chằm Kiều Báo Quốc và Phượng Cương, đương nhiên còn bao gồm cả tên đầu sỏ Diệp Phàm. Chương 1169, thái độ Kiều Viễn Sơn. Nhìn gì mà nhìn, tên Diệp Phàm đến từ ngư đồng kia hay đến vậy sao? Tuổi thì còn nhỏ, chỉ như con chim non mà thôi. Lần trước trên mặt em sao lại bị thương chứ? Hình như là giấu tay mà, em gạt được ba mẹ nhưng gạt được anh ư. Hừ, em cũng nên biết là trước đây anh cũng đã từng tôi luyện được bản lĩnh rồi. Mượn chuyện tối nay mà nói, em nghĩ xem, mất mặt hay không mất mặt, cùng tranh một người đàn ông với cô bé nhà họ Phượng, còn người bên trái, người bên phải nữa chứ, em không xấu hổ thì anh cũng xấu hổ thay em. Đại tiểu thư à, thật là mất mặt. Kiều Báo Quốc không biết sao lại thế này nên muốn vạch trần chuyện của em gái mình. Thật ra là trong lòng thằng nhãi này có chút không thoải mái. Bản thân y đã theo đuổi Tô Linh Hương đã nhiều năm nhưng Tô Linh Hương luôn đối xử với y bằng thái độ lúc gần lúc xa. Y vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn theo đuổi cô, ngay cả mũ quan y cũng không thèm để ý đến. Nhìn thấy Diệp Phàm trái ôm phải ấp, đương nhiên là trong lòng y cảm thấy không thoải mái rồi. Nhưng điều làm y tức giận hơn nữa là tên Diệp Phàm kia không chừng tương lai phải gọi y là anh cả nhưng lại không hề có vẻ gì kính trọng y cả. Hắn có vẻ bình tĩnh thong dong như vậy, thậm chí là hơi có vẻ khinh miệt y. Một thằng nhãi xuất thân từ gia đình bình thường thì dựa vào cái gì mà dám ngang nhiên như thế? Phải biết rằng Kiều Báo Quốc mỗi lần đến nhà bạn gái Tô Linh Hương, vừa thấy nhạc phụ Tô Thanh Vân thì bắp chân dường như run lên. Mỗi lần như vậy đều bị bạn gái Tô Linh Hương giễu cợt. Thế nên thấy Diệp Phàm bình thản như vậy, thằng nhãi này cảm thấy đố kỵ trong lòng. Có phải bị Diệp Phàm đánh hay không? Thình lình một tiếng rầm vang lên, Kiều Viễn Sơn đập bàn một cái. Ông ta thực sự nổi giận, không ngờ có người dám đánh con gái yêu của mình, chính bản thân ông ta cho tới bây giờ chưa hề tát con gái mình một cái. Ông ta liếc mắt nhìn Kiều Viên Viên một cái, lại hỏi tiếp. Chuyện tối qua sao lại như vậy, cô bé nhà họ Phượng kia là ai, con cái nhà ai? Ông Kiều à, đừng nổi nóng như vậy làm Viên Viên sợ hãi. Diệp Dung khẩn trương kéo tay con gái Viên Viên ngồi xuống cạnh mình. Con không sao mà, lần trước thật sự không phải là Diệp Phàm đánh con, lúc đó anh ấy chuyện trò với con, chỉ gây ngộ thương thôi. Kiều Viên Viên ấp úng nói, lập tức không biết trả lời ra sao cho việc ngày trước. Sao lại có thể gạt được Kiều Viễn Sơn, một vị tai to mặt lớn ở ban tổ chức trung ương chứ? Ba hỏi tại sao lại như vậy, ngày đó con trở về theo ba nói Diệp Phàm như thế nào? Còn nói là ông Lý van xin. Nói rõ ràng xem, liệu có phải căn bản không phải là do ông Lý nhờ việc này mà chính con tự nguyện không? Kiều Viên Sơn vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Kiều Viên Viên. Thật sự là do ông Lý nhờ mà, con nào dám nói dối chứ? Kiều Viên Viên cãi lại, đối với cha mình thì trong lòng cô vẫn có chút sụt rè. Bởi vì Kiều Viễn Sơn tuy nói rất thương yêu cô nhưng ông ta luôn dạy dỗ mấy anh em cô rất nghiêm khắc. Điểm ấy ba tin con nói xem còn xảy ra chuyện gì với Diệp Phàm nữa. Hơn nữa, sao con lại cùng tranh giành một người đàn ông với cô bé nhà họ Phượng đó? Cô bé họ Phượng đó là ai? Kiều Viên Viên mặt tối sầm lại, hỏi. Ở thủ đô có mấy người nhà họ Phượng chứ, phỏng chừng là con gái nhà Phượng lão. Lúc này Diệp Phàm mở lời, Kiều Viên Viên gật đầu. Con nói xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Kiều Viễn Sơn thấy con gái khó mà nói thật nên hướng về phía Kiều Báo Quốc hỏi. Người này, thật ra cũng không có gì. Lúc đó Thiết Chiêm Hùng ở Bộ Công an mừng nhà mới. Viên Viên và Phượng Khuynh Thành cùng đi với Diệp Phàm, nghe nói Diệp Phàm là anh em kết nghĩa với Thiết Chiêm Hùng. Kiều Báo Quốc có chút hối hận vì vừa rồi mình đã hơi kích động quá mức, ánh mắt nháy nháy em gái với vẻ xin lỗi. Y cũng lựa chọn từ ngữ để hạ bớt mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trần Khải Việt và Triệu Quát cũng tới ư. Kiều Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Trần Khải Việt hình như cùng ở bệnh viện quân đội chữa bệnh,
mấy ngày nay Kiều Viên Viên cũng thường chạy sang bên đó. Kiều Báo Quốc nói, sao kỳ lạ vậy, Trần Khải Việt là người không dễ nói chuyện. Sao lại có thể dễ dàng thân cận với Diệp Phàm thế nhỉ? Kiều Báo Sơn có vẻ không hiểu. Ông ta liếc mắt nhìn con gái một cái, đột nhiên, ông ta hỏi lớn. Hơn nữa, Diệp Phàm chẳng qua là bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng, tuy nói cũng được coi là một người có tương lai nhưng hình như cũng không đủ thân thế để thăng tiến mà. Đúng là anh ấy được Thiết Chiêm Hùng nâng đỡ, tuy nhiên có một người tên là Lang Phá Thiên cả ngày đến phòng bệnh cùng nói chuyện phiếm với Diệp Phàm, còn bảo anh ta gọi điện thoại di động cho anh, vân vân, xem ra vô cùng thân thiết. Kiều Viên Viên rất thông minh, vừa lôi Thiết Chiêm Hùng ra làm tấm lá chắn, vừa đưa Lang Phá Thiên ra, đương nhiên là để đề cao thân phận Diệp Phàm. Tuy chắc là Kiều Viễn Sơn không thể nào quá coi trọng chuyện này nhưng nhà họ Kiều chắc cũng có chút quan niệm về môn đăng hộ đối. Huống chí nếu bản thân cô sau này được gả cho Diệp Phàm thì cũng không thể khiến cho Diệp Phàm bị người nhà họ Kiều khinh thường, khi đó sẽ bị người ta xem thường. Nhà họ Kiều rất bề thế, chỉ riêng cha cô đã có tới mấy người anh chị em rồi. Thế hệ cô có khá nhiều anh chị em họ, đếm hai bàn tay cũng không hết. Hơn nữa, bà con họ hàng của cô rất hiếm có. Thân phận của Diệp Phàm ở tổ đặc nhiệm A không được tốt lắm, trong chính phủ thì tuy rằng hắn cũng có cái chức phó giám đốc sở nhưng trong nhà họ Kiều thì trước đó cũng không có gì ghê gớm. Bởi vì nhà họ Kiều chỉ riêng quan lớn cấp sở có không dưới 10 người, cấp bộ cũng có. Lang Phá Thiên là ai? Kiều Viễn Sơn lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, danh tính của Lang Phá Thiên thật kỳ lạ, người này khiến ông ta nghĩ tới một người. Bởi vì một cán bộ cấp bậc như Kiều Viễn Sơn thì khi ra nước ngoài sẽ được Cục Cảnh vệ Trung ương phái người theo bảo vệ. Thật ra, thời kỳ trước và ban đầu thì văn phòng Cục Cảnh vệ Trung ương và Đoàn Cảnh vệ Trung ương có chút bất đồng trong việc xây dựng chế độ. Văn phòng Cục Cảnh vệ Trung ương thuộc quyền quản lý và đồng thời cục là cục thuộc Bộ Công an, còn Đoàn Cảnh vệ Trung ương lại thuộc Bộ Tổng tham mưu xây dựng chế độ. Căn bản là hai bộ phận này được quản lý ở hai bộ khác nhau. Khi Trung ương phê chuẩn hai đơn vị chính thức sáp nhập thành một thì văn phòng cảnh vệ Trung ương, văn phòng các cục Trung ương cũng đổi tên theo. Cứ như vậy, ngay lúc đó, bí thư đảng ủy, trưởng phòng, đồng thời là thủ trưởng cao nhất của đoàn cảnh vệ Trung ương, vốn dĩ là phó cục trưởng cảnh vệ đều trở thành phó đoàn trưởng hoặc phó chính ủy cảnh vệ đoàn, vốn dĩ là đoàn trưởng đoàn cảnh vệ, chính ủy, phó đoàn trưởng hoặc phó chính ủy cũng trở thành phó cục trưởng cảnh vệ. Đến nỗi ở cảnh vệ thì trừ trưởng phòng Uông Đông Hương ra thì có 16 vị phó cục trưởng. Hiện nay thì toàn bộ Cục Cảnh vệ Trung ương đều được gọi là Văn phòng Cục Cảnh vệ Trung ương, tức Bộ Tổng tham mưu Cục Cảnh vệ, xếp vào danh sách Bộ Công an lại được gọi là Cục thứ 9 Bộ Công an. Hiện tại Cục Cảnh vệ Trung ương là phó đại quân khu cấp đơn vị, cục trưởng cao xứng là thượng tướng, cá nhân ông ta thật ra đang có cấp bậc của đại quân khu. Thuộc Bộ Tổng tham mưu giải phóng quân mà cảnh vệ Trung ương đoàn hiện nay à chính quân cấp đơn vị, chủ quản là chính quân cấp thiếu tướng, đó chính là cấp bậc của Lang Phá Thiên. Cho nên Kiều Viễn Sơn còn nhớ rõ tên tuổi của Lang Phá Sơn. Bởi vì Lang Phá Thiên phụ trách đoàn cảnh vệ Trung ương, đó chính là bộ phận thần bí nhất của Cục Cảnh vệ Trung ương, phụ trách cho sự an toàn của Bộ Chính trị. Vậy nên Kiều Viễn Sơn cũng có chút kinh ngạc, ông ta nhìn chằm chằm Kiều Viên Viên hỏi. Không phải đó là cục trưởng Lang Phá Thiên cục cảnh vệ đấy chứ? Hình như đúng ạ, ngày đó ở hành lang, Diệp Phàm nói là muốn thăm hỏi tư lệnh viên Trần Khải Việt. Lúc ấy vị thiếu tá canh cửa không cho vào. Sau đó người thanh niên đi cùng Diệp Phàm đưa ra một tờ giấy chứng nhận. Còn mơ hồ nghe thấy hình như là cấp đội trưởng cục cảnh vệ trung ương gì đó thì phải. Kiều Viên Viên cố ý dùng từ ngữ mơ hồ để cho cha mình đoán, khiến cho Diệp Phàm càng trở nên thần bí hơn. Thật ra Lang Phá Thiên đoàn cảnh vệ Trung ương là cấp đơn vị chính quân, bên dưới có 8 đại đội, từng đại đội đều là cấp sư đoàn trưởng. Mà Vương Cát thì tính ra chỉ là một đội trưởng cấp đại đội, thuộc cấp đoàn. Đoàn cảnh vệ Trung ương, 3, có phải là vệ sĩ Trung Nam Hải không, có người gọi bọn họ là ngữ lâm quân ở thủ đô. Trên mặt Kiều Báo Quốc cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, thậm chí là hưng phấn. So sánh gì lung tung vậy? Bọn họ thật ra chỉ là cảnh vệ bảo vệ cho gia đình các vị lãnh đạo thôi. Tuy nhiên, người nào thân thủ cũng rất cao. Đương nhiên, vị trí của Lang Phá Thiên thì lại rất quan trọng, làm đoàn trưởng đoàn cảnh vệ Trung ương, có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với lãnh đạo tối cao. Diệp Phàm có thể có quan hệ với hắn coi như cũng là có bản lĩnh đấy. Kiều Báo Sơn gật đầu, nhìn con gái liếc mắt một cái rồi cười nói.
Con gái à, con có định làm bạn gái hắn không? Không đâu, con chưa để ý đến anh ta, một người như con dế nhũi đến từ nông thôn. Kiều Viên Viên đỏ mặt, khẩn trương chối bỏ. Còn chối ư, hòn đất cũng phải chui lên, sao em lại đến chỗ hắn, ở bàn tiệc chính tai anh còn nghe em nói hắn là bạn trai em. Hơn nữa cái cô bé nhà họ Phượng kia không ngờ cũng nói là bạn gái của hắn. Lúc ấy bọn họ đều có ở đó cả, em giải thích như thế nào đây? Kiều Báo Quốc hừ một tiếng rồi nói, y lúc ấy mặt ngẩn tò te. Hừ, Viên Viên nhà chúng ta sao lại coi trọng người như thế chứ? Diệp Dung có chút không vừa ý. Mẹ, mẹ nói sao vậy, anh ấy không phải là người như vậy. Kiều Viên Viên khẩn trương giải thích. Sao lại không, mới nói vậy con đã nóng nảy lên rồi, xem ra hắn với con có gì đó rồi phải không? Kiều Viên Sơn nhìn chằm chằm vào con gái, trời quang khó dò, không biết trong lòng ông ta đang nghĩ tới điều gì. Có cái gì sẽ có cái đó, bọn con là bạn bè, hừ. Kiều Viên Viên đột nhiên tức giận. Bĩu môi thốt lên một tràng, cô lập tức xấu hổ đến đỏ bừng mặt chạy vội lên lầu. Đứa bé này. Diệp Dung thản nhiên cười nói với vẻ mặt yêu thương. Ba, cái thằng Diệp Phàm đó, con thấy. Kiều Báo Quốc dường như có ý gì đó muốn nói. Ha ha, cứ để cho em con một thời gian rồi nói sau. Có thể được lão Lý coi trọng thì cũng đáng chú ý. Kiều Viễn Sơn thản nhiên nói. Nếu không thì ông Kiều à. Ông bảo Viên Viên đưa về nhà mọi người gặp xem sao đã. Nếu thấy thích hợp thì kết bạn, còn về chuyện có kết hôn hay không thì còn sớm. Nếu không thích hợp thì bảo Viên Viên cắt đứt càng sớm càng tốt, để cho nhẹ lòng khỏi vấn vương sâu nặng, hai người đều mệt. Diệp Dung đến đây có vẻ hứng thú. Bà nó gặp làm gì, hừ. Kiều Viễn Sơn hừ một tiếng rồi đọc báo. Nghe nói cô bé nhà họ Kiều cùng đi cùng à. Phượng Thiên Diêu thản nhiên liếc mắt nhìn Phượng Khuynh Thành một cái rồi nói. Một con bé ngu ngốc không biết xấu hổ, hừ. Phượng Khuynh Thành nói. Em cũng không khác gì mấy, một đứa bên phải một đứa bên trái khiến cho thằng nhóc đó thoải mái hưởng hết trái ôm đến phải ấp. Hừ, anh muốn đánh cho em một cái. Phượng Cương hừ lạnh một tiếng rồi liếc mắt nhìn em. Đánh ư, anh thì đánh được ai chứ? Lần trước người ta về nhà chơi còn bị người ta bật cho rớt xuống sàn nhà. Nửa ngày không đứng dậy, còn dám nói lớn tiếng là muốn đánh người, thật cũng chẳng khác gì nhau. Phượng Khuynh Thành không hề sợ anh mình chút nào, miệng châm chọc. Phượng Cương mặt sầm xuống, nghẹn cả họng. Chương 1170, Lão Trấn, đến tôi anh cũng lợi dụng. Ông cụ, nhìn thấy không, mới tí mà chúng nó đã như vậy rồi. Ha ha, Khuynh Thành nhà chúng ta trưởng thành rồi, có ý kiến của riêng mình. Tôi tin con bé sẽ có lựa chọn thích hợp. Nhưng cậu nhóc kia phải quan sát vài năm nói sau. Phượng lão thản nhiên cười nói, đương nhiên câu cuối cùng cũng là biểu lộ thái độ, chính là không vội, Diệp Phàm còn phải chờ thực tế. Cháu chưa cùng hắn nói bạn bè, mọi người vội cái gì? Hoàng đế không vội thái giám vội cái gì? Phượng Khuynh Thàn không vừa lòng cắn môi, mặt ửng hồng. Ha ha ha! Phượng lão cùng Phượng Cương đều mỉm cười thần bí, Phượng Khuynh Thành không nán lại nữa chạy vào nhà vệ sinh. Ông nội, thằng nhóc đó không thích hợp với nhà họ Phượng chúng ta. Phượng Cương vẻ mặt lạnh lùng nói. Thích hợp hay không cũng phải cần một thời gian, cháu đừng cả ngày nghĩ méo mó, có phải bị người khác đánh không phục. Điểm này cậu nhóc đó mạnh hơn cháu nhiều. Thấy không, người ta so với cháu nhỏ tuổi hơn, năng lực lại lớn hơn cháu, bạn bè đều có chút lai lịch, cháu thì không nhờ nhà họ thì không ai nhìn đến cháu. Phượng lão nói như nói chuyện phiếm, lại giống như có vẻ trách cứ. Vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện Cố Toàn không ngờ đang ngồi đầu giường bệnh. Thế nào, không sao chứ? Cố Toàn vẻ mặt ân cần, cười nói. Toàn bộ đều tốt, cho ra viện, nằm ở đây phiền chết, bên kia còn nhiều việc đang chờ. Diệp Phàm vẻ mặt cay đắng. Không thể nào mọi thứ tốt lên như vậy, không đến một tháng, thầy thuốc nói ít nhất 3 tháng. Cố Toàn cười nói. Đó là vì cơ thể của tôi tốt. Diệp Phàm để chứng minh mình đã khỏe lại, ngồi dậy trên giường định xuống đất làm vài động tác, làm Cố Toàn hoảng sợ bảo hắn cẩn thận đừng bị thương. Thế này có phải toàn bộ tốt rồi? Diệp Phàm đắc ý tươi cười. Toàn bộ tốt lắm rồi. Cố Toàn gật gật đầu quay người nhíu nhíu mày nói. Diệp Phàm, nhà họ Đỗ ở Phổ Hải thật sự còn phải phiền cậu một chuyến. Bên đó không phải kết thúc rồi sao, sao còn muốn đi một chuyến?
Trong lòng Diệp Phàm chợt giật mình, có vẻ phiền. Kết thì kết, nhưng nhà họ Đỗ nhiều cao thủ như vậy, ý tướng quân trấn là tổ đặc nhiệm a, chúng ta thiếu người. Cố Toàn vừa nói đến đây Diệp Phàm liền hiểu, chính là bảo mình đi chiêu binh. Đây căn bản không gọi là chiêu binh, người ta không muốn tới hẳn là kêu bắt lính. Cậu ta lập tức từ chối. Tướng quân Cố, việc này các anh trực tiếp làm là được, bảo một người ngoài như tôi đi làm, người ta không mắng tôi mới là lạ. Ha ha, tướng quân Trấn tôi và tướng quân Lý ba người đã bàn qua một chút, cảm thấy việc này cậu đi là thích hợp nhất. Cố Toàn không buông ta, ép Diệp Phàm. Việc này có vẻ không được, các anh ra ngoài đều có thể đánh ngã một mảnh. Tôi xem ra không bằng củ hành, huống chi thân phận của tôi lại không thể tiết lộ ra ngoài, thay nhà nước đi bắt lính không có lý. Diệp Phàm cố gắng đánh giá thấp mình. Cái đó có gì không được, cậu đi là tốt nhất. Vì sao chuyện hôn nhân cha mẹ đều tìm người mai mối, cậu chính là người như vậy, cho nên, việc này cậu ra mặt là thích hợp nhất. Và lại, chúng tôi ra mặt, người ta chưa chắc đã nể mặt mũi, Trung A cô nghe nói cũng không rời khỏi nhà họ Đỗ, người này thật sự không tốt nói chuyện, ý tướng quân Trấn là bàn bạc giải quyết, nếu mạnh mẽ quá không được. Vẻ mặt Cố Toàn nghiêm trọng nói, Đỗ Phong không phải đã vào đội, còn muốn chiêu ai? Diệp Phàm hỏi. Bốn người nhà họ Đỗ thân thủ đều không tồi, hơn nữa, tuổi đều còn trẻ, còn có thể phục vụ quốc gia vài chục năm. Còn Trung A cô rất già rồi, và lại ông lão này tính tình kỳ quái, vào đội cũng phiền toái, huống chi chắc chắn ông ta sẽ không tới. Cố Toàn cười gượng một tiếng. Diệp Phàm thiếu chút nữa đổ mồ hôi trán. Đương nhiên, nếu có thể mời cả bốn người thì tốt, nếu thật sự không được, ý của Trấn tướng quân là ít nhất được hai. Hai người Vương Triều Mã Hán kia hình như cũng thân thủ ngũ đẳng, tuyệt không thể buông tha. Cố Toàn nói như ra lệnh. Nhìn vẻ mặt khó coi của Diệp Phàm một cái cười nói. Tướng quân Trấn có nói qua, lần này có thể mời được người đến, tổng bộ sẽ thưởng, cục công an thành phố Ngư Đồng các cậu không phải đang cần tiền sao? Tướng quân Trấn nói, nếu mời được một người thì 10 triệu sẽ rút ra cho cục các cậu. Bốn người sẽ 40 triệu. Đương nhiên cậu không có, dù sao cậu cũng không thiếu tiền, vừa mới lấy hơn 20 triệu có phải không? Các anh tính toán toán, tiền kia không phải là Đỗ Tử Nguyệt quyên một phần tài sản sao? Người ta rủi ro chưa hết, các anh lại đòi nhân tài, hơn nữa chính mình không ra mặt bảo tôi đi. Thủ trưởng Trấn, việc này thật tinh quái. Diệp Phàm có chút bất mãn nói. Cậu nói gì vậy, đều là vì đất nước, cậu là thanh niên, làm việc nhiều một chút có gì không tố. Đối với cậu mà nói, chỉ là giơ tay, huống chi, con người sống được làm việc cho đất nước cũng là vinh quang. Việc này cũng vì chuyện để bạt cậu trong quân đội, tuy nói cậu không muốn lăn lộn trong quân đội, nhưng cậu nghĩ lại, quan mũ quân đội có phải là quan mũ không, có thể lót một chút chẳng lẽ cậu không muốn. Cố Toàn nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Giơ tay làm việc, các anh thử xem. Đỗ Cử Văn và Trung A cô của nhà họ Đỗ không phải là định nuốt sống tôi, hừ. Diệp Phàm lạnh lùng nói có chút tức giận. Lần này là ý của tướng quân Lý, ý là căn cứ Ngư Đồng có hai nhân viên mới của tổ đặc nhiệm A nên ưu tiên. Tiểu Diệp, làm người ngàn vạn lần phải phúc hậu. Diệp Phàm vừa nói xong, Diệp Phàm liền hiểu, ông lão này muốn báo ân. Lý Khiếu Phong cấp cho mình chức bí thư đảng ủy công anh thành phố Ngư Đồng, đây là ân tình lớn đối với mình. Tôi đi. Diệp Phàm hung hăng trừng mắt nhìn Cố Toàn, lạnh lùng hừ nói. Về sau yêu cầu tôi làm gì, không có thù lao thì tôi sẽ không làm. Đó là nên thế. Cố Toàn đột nhiên mỉm cười, Diệp Phàm cảm thấy lão già này vô liêm sỉ thật sự, không nói được gì. Biết mình lần này gặp hạn, trở thành quân cờ đáng thương trong tay người ta. Tôi không phải quân cờ, tôi phải là người đánh cờ, hừ. Diệp Phàm đứng trong nhà vệ sinh điên cuống hét lên một tiếng. Một lúc sau có chút buồn bực. Cảm giác lúc này kinh mạch nội kinh hoạt động không giống trước kia, lưu loát nhiều lắm. Sẽ không phải đột phá bát đẳng chứ, chẳng lẽ bát đẳng là thế nào, hình như không có gì lạ, đáng tiếc sư bá không biết ở đâu nếu không hỏi một chút. Diệp Phàm thì thào. Vừa nghĩ đến Phí Thanh Sơn, Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Trấn Đông Hải. Người ta bảo hắn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là Phí Thanh Sơn hổ ra kéo ở Đại Kỳ. Nhà họ Đỗ mặc dù là có bất mãn, nhưng... Phí Thanh Sơn kia là một trong 6 người nổi tiếng của Trung Quốc. Nói vậy nhà họ Đỗ biết Phí Thanh Sơn lợi hại, chính mình đi bắt lính,
nhà họ Đỗ giận nhưng không dám nói gì. Chính Trung A cô cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. Thứ nhất đắc tội với Phí Thanh Sơn không đáng giá, thứ hai đắc tội với quốc gia. Mà chính mình ra mặt, thì đắc tội với người khác là mình, tổ đặc nhiệm A không liên quan gì. Trấn Đông Hải đương nhiên tính toán rất giỏi, nhà họ Đỗ có 3 vị cao thủ thất đẳng, 2 vị ngũ đẳng bị Đỗ Phong mời đi rồi. Nhà họ Đỗ vẫn có vẻ mạnh trong mắt mọi người, hơn nữa, Trung A cô càng phiền toái. Với tổ đặc nhiệm A mà nói, lực lượng nhà họ Đỗ đã vượt qua hẳn tổ đặc nhiệm A, đây là một giới hạn không an toàn. Đối với nhân tố này, tổ đặc nhiệm A chắc chắn muốn bóp chết khi nó còn trong nôi. Sao có thể nhìn thấy nhà họ Đỗ lớn mạnh, trở thành siêu cường của Trung Quốc? Giống như Mỹ, nhìn quốc gia khác phát triển cũng phải gây khó dễ một phen, đương nhiên là sợ bị tranh mất chức bá chủ rồi. Cho nên, nếu đem mấy người Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ tách ra, có thể gia tăng sức mạnh cho tổ đặc nhiệm A, thứ hai cũng gián tiếp giải quyết sự dần phát triển của nhà họ Đỗ trong vùng an toàn. Hắn đồng ý. Trấn Đông Hải không ngò ngồi ở phòng lớn bên ngoài và trách Cố Toàn làm xong việc Diệp Phàm. Nếu thật sự không xong, xem ra ép cũng phải ép Diệp Phàm lên ngựa. Được rồi. Cố Toàn cười cười, có chút mất tự nhiên, thậm chí hơi có vẻ chua xót. Thế nào có phải cậu nhóc đó làm khó dễ cậu? Trấn Đông Hải trên mặt hiện lên một chút vui vì người khác gặp họa. Hai ông lão này, vì lợi ích quốc gia thì cùng chiến đấu nhưng cũng là đối thủ ngoài đời. Có nhiều việc, hai người còn xảy ra mâu thuẫn. Cho nên, nhìn vẻ mặt Cố Toàn khó coi một chút, Trấn Đông Hải không ngờ vui vẻ. Không làm khó dễ nhưng nhổ một bãi nước miếng, ý là chúng ta lợi dụng hắn. Cố Toàn nói nhìn Trấn Đông Hải một cái, rít một hơi thuốc thở dài nói. Ôi! Chúng ta làm được thì đã không nói, lần này, mang chuyện lão Lý cho hắn chức quan ra ép buộc, chuyện báo ân. Lão Trấn, lần sau chuyện mất mặt như vậy tôi không nghĩ lại làm tiếp. Đã làm rồi, không có gì hối hận, đều là vì đất nước chúng ta cũng không phải vì cá nhân. Vì việc lớn của đất nước, chuyện gì đều có thể làm. Trấn Đông Hải nói lời này vẻ mặt rất kiên quyết, quay người còn nói thêm. Tuy nhiên, việc này ngàn vạn lần đừng cho lão Lý biết. Nếu không chúng ta trở về phải đổi bàn làm việc. Trấn Đông Hải lại vội vàng dặn dò một tiếng. Cái gì? Cố Toàn trợn mắt, trừng mắt nhìn Trấn Đông Hải, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, hừ nói. Việc này chẳng nhẽ không phải là ý của lão Lý. Anh không phải nói là ý của ông ta. Tôi lúc đó cũng hơi buồn, nghĩ việc này hình như không giống tác phong của lão Lý, báo đáp ân tình, này là chuyện gì? Lão Trấn, ông lợi hại thật, đến tôi cũng lừa. Diệp Phàm cảm thấy mình thành quân cờ trong tay chúng ta, hiện giờ, tôi cảm thấy, tôi cũng là quân cờ trong tay anh, hừ. Lão Trấn, anh cũng quá lắm. Bình tĩnh một chút, lão Cố, anh nói các anh đều là quân cờ của tôi, chẳng lẽ tôi không phải là quân cờ của người khác? Các anh có lẽ sẽ nói, tôi là quân cờ của chủ tịch, tôi muốn nói, Trấn Đông Hải tôi không phải quân cờ của ai, mà là quân cờ của nhân dân. Nước Cộng Hòa hơn 1 tỷ dân đều đang đùa giỡn tôi. An toàn của đất nước cũng không phải là vì an toàn đất được. An toàn không giữ được, làm sao dân có cuộc sống hạnh phúc an bình. Trấn Đông Hải đột nhiên nói lời chính nghĩa, đôi mắt trong suốt, không có một chút gợn bẩn nào. Ôi, không nói, vì tôi hơi kích động, nghĩ thì ai cũng thoát khỏi làm quân cờ mệnh lệnh. Xã hội là bàn cờ lớn, đất nước làm sao lại không là một bàn cờ lớn, chúng ta đều là người trong đó. Chủ tịch Trấn cũng không tránh được quân cờ vận mệnh. Chỉ có điều, ông ta là soái, chúng ta là xe, Diệp Phàm chính là một con pháo. Lang Phá Thiên là cái gì, một con sĩ mà thôi. Lãnh đạo trung ương đều là tượng, các lãnh đạo cấp dưới đều là mã, càng nhỏ, như thị trấn hay thôn thì là tốt. Dân chúng bình thường đều cảm thấy chúng ta là người người cao lớn, mong muốn không thể thành, hình như rất thoải mái, nhưng là bọn họ không biết, chúng ta hàng ngày chỉ đọc công văn, đều có thể xếp thành những tác phẩm nổi tiếng. Bọn họ cho rằng chúng ta quản lý bọn họ, là lãnh đạo cấp cao. Nhưng bọn họ làm sao không ở bàn lục, thậm chí dùng roi quật chúng ta. Đất nước có chuyện gì quan trọng, dân chúng có thể làm gì, tất cả chỉ nhổ nước miếng, cuối cùng bị thương đều là chúng ta. Cố Toàn bày ra ván cờ, đáng tiếc Diệp Phàm không ở đây, không nghe thấy nếu không chắc chắn sẽ vỗ tay tán thưởng. Cuối tuần ngày 4 tháng 3, Diệp Phàm cùng Trần Quân, Cố Toàn đến thành phố Phổ Hải. Nhà họ Đỗ.
Trần Khiếu Thiên vì tuổi tác lớn hơn Diệp Phàm nên hồi phục cũng chậm hơn. Có lẽ phải 3-4 tháng sau mới hoàn toàn hồi phục, hiện tại đương nhiên cũng có thể dậy đi lại. Anh Diệp, chúng ta nói thẳng, anh tới đây là gì? Đỗ Tử Nguyệt nhăn mặt, vẻ rất chán ghét, thậm chí phẫn nộ nói. Chuyện lần trước y cho rằng đều là do Diệp Phàm. Còn Đỗ Cử Văn càng không ưa Diệp Phàm. Trung A cô ngồi trên ghế lấy ra một bao thuốc lá, mắt nheo nheo, thở ra một hơi khói dài giống như Kỷ Hiểu Lam. Trước mặt đương nhiên là khói, nhìn Diệp Phàm hư hư ảo ảo. Lần này tôi đến đây có sự ủy thác của tổ chức bí mật nhà nước, đến để chiêu người. Diệp Phàm nói rõ ràng ngay, muốn làm cho xong việc, xem ra trong lòng Đỗ Tử Nguyệt cũng không thích, nhìn Trung A cô nhìn mình như món ăn, Diệp Phàm trong lòng cũng khó chịu. Hắn biết, nắm tay chính là đạo lý cứng rắn. Cậu ta luôn khuyến khích mình, khi nào có thể đánh cho Trung A cô rơi răng mới thích thủ. Ai? Đỗ Cử Văn trầm giọng nói, y có dự cảm, còn Đỗ Tử Nguyệt không hé răng. Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Diệp Phàm vừa mới nói ra tên mấy người này, Đỗ Cử Văn cuối cùng khó chịu, đập bàn làm bàn rung lên bần bật quát. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các người dựa vào cái gì muốn cưỡng ép tuyển người, trong này còn có pháp luật, nhà nước cũng không thể làm cướp được.